Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 721, Thương Ngô Tam Hữu. Tiêu Chân Nhân không nghĩ tới đi, ta còn chưa có chết. Dung Thiên Tổ Sư đỏ bừng hai mắt, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, lóng lánh lãnh khốc quang mang. Đối Tiêu Phàm căm thù, mặc cho ai nấy đều thấy được. Tiêu Tiểu Hữu, người này khí tức phi thường cổ quái, phảng phất là đến từ man hoang cổ thú, lại ẩn ẩn giấu đi một cỗ thi khí, có thể là một loại nào đó phụ thể bí thuật. Loại bí thuật này một khi phát động, thường thường uy lực kinh người, người phải cẩn thận nhiều hơn. Tiêu Phàm vang lên bên tai Tuyên Minh Chân Quân khuyên bảo thanh âm. Không hổ là thời kỳ thượng cổ nguyên anh tu sĩ, kiến thức rộng rãi, trên cơ bản nhìn thấu Dung Thiên Tổ Sư diện mục chân thật. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, Dung Thiên giáo chủ, người ta ở giữa thù hận, bởi vì ngươi mà lên. Là ngươi trước hãm hại gia tộc của ta, lúc này mới nâng lên song phương đại chiến. Ngươi nhất định phải xem Tiêu Mỗ là giặc thù, cái kia cũng không quan hệ. Có thủ đoạn gì, xử hết ra. Dung Thiên Tổ Sư lạnh hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm giật mình. Vì cùng Tiêu Phàm đối kháng, Dung Thiên Tổ Sư không tiếc lấy thân huyết tế, tại tối hậu quan đầu, cùng Trấn Giáo Thánh Thú hợp thể, cái này mới hoàn toàn đem Thánh Thú triệu hoán đi ra. Hoa dòng dã 10 năm thời gian, chậm rãi cùng Thánh Thú dung hợp, nguyên lai tưởng rằng có thể quét ngang Vô Cực Môn, tùy tiện diệt sát Tiêu Phàm. Ai ngờ Tiêu Phàm tu vi, vậy mà cũng tinh tiến vào đến tận đây, cùng hắn cũng không có tướng kém bao nhiêu. Mà mình bởi vì lấy thân huyết tế, cùng Thánh Thú hợp thể, sớm đã trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ tồn tại, cùng Tiêu Phàm loại này mênh mông tràn đầy sinh mệnh lực tương đối mà nói, thực tế là thiên xoa địa viễn. Trừ Tiêu Phàm, Vô Cực Môn cái khác mấy tên nữ tử, cũng đều có trúc cơ trung hậu kỳ thực lực, lấy thực lực như vậy, đơn độc cùng Dung Thiên Tổ Sư chống đỡ, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, nhưng lấy Tiêu Phàm làm chủ, mấy người từ bên cạnh kiềm chế, lại có thể phát huy rất trọng yếu tác dụng. Tại chỉ thủy xem thời điểm, Tiêu Phàm liền từng cùng chư nữ nghiên cứu luyện tập qua bảy trận hợp kích chi thuật, mặc dù không nói uy lực tăng gấp bội. Nhưng tương đối phổ thông liên thủ tác chiến, uy lực xác thực phải lớn hơn nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tạp Mã Tổ Vu là chúng ta vu thuật truyền thừa thủy tổ một trong, các ngươi Vô Cực Môn tự xưng là chính đạo tông môn, lại chạy đến nơi đây đến đánh Tổ Vu lăng mộ chủ ý. Có chút không thể nào nói nổi a. Trầm mặc chốc lát, Dung Thiên Tổ Sư lạnh lùng nói. Tiêu Phàm dứt khoát lười nhác mở miệng. Trong lúc nhất thời, bên hồ trở nên yên tĩnh, kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không dám dẫn đầu xuống nước đi, sợ bị người phía sau đánh lén. Chỉ chốc lát, lại có mấy đạo độn quang bay tới, lại là một hung thần ác sát sát đầu đà, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một vị ba mươi mấy tuổi mùa hoa thiếu phụ, thế mà ba người đều có kim đan kỳ tu vi. Đầu đà càng là đạt tới trong kim đan kỳ cảnh giới, nam tử trung niên thì là kim đan sơ kỳ đỉnh phong dáng vẻ. Chỉ có mùa hoa thiếu phụ hơi yếu, giống là mới vừa tiến vào kim đan kỳ, ngay cả cảnh giới đều còn không có hoàn toàn vững chắc. Bất quá một hơi xuất hiện ba tên kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng cũng đầy đủ làm người ta giật mình. Trong ba người, rõ ràng đầu đà là cầm đầu, nguyên bản chỉ cao khí dương, mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, thần niệm quét qua về sau, lập tức trên mặt hơi biến sắc, đem chỉ cao khí dương thần thái. Lặng lẽ thu vào, ánh mắt tại Dung Thiên Tổ Sư, Hattori giới xử trí. Tiêu Phàm cùng Tuyên Minh Chân Quân đám người trên mặt quét tới quét lui. Mọi người tại chỗ, mấy vị này tu vi, đều tại trong kim đan kỳ trở lên, tự nhiên đặc biệt làm cho người chú mục. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Thương Ngô Tam Hữu. Kim đạo bạn, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Tuyên Minh Chân Quân lập tức liền đem ba người này nhận ra được, vừa cười vừa nói. Bị Tuyên Minh Chân Quân xưng là kim đạo hữu hung ác đầu đà, sắc mặt càng là biến đổi. Có chút kinh nghi nhìn qua Tuyên Minh Chân Quân. Ôm quyền nói, xin thứ cho ta mắt phụng về, vị đạo hữu này là. Có thể một chút liền bọn hắn Thương Ngô Tam Hữu nhận ra, vậy khẳng định cũng là ngàn năm trước phong ấn đến nay người quen biết cũ, chỉ là hung ác đầu đà trong đầu chuyển rất nhiều vòng tròn, cũng bây giờ không có nhớ tới vị này tiên phong đạo cốt mão vàng đến cùng là cao nhân phương nào. Tuyên Minh Chân Quân cười cười, nói, bần đạo Mao Sơn Tuyên Minh, đổi cỗ túi ra, khó trách kim đạo bạn không biết ta. Hung ác đầu đà lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lần nữa hướng Tuyên Minh Chân Quân vừa chắp tay, nói, nguyên lai là Tuyên Minh đạo hữu, thất lễ. Thời gian qua đi ngàn năm, còn có thể lần nữa nhìn thấy đạo hữu, thực tế là không thắng niềm vui. Đầu đà miệng bên trong nói như vậy, trong lòng lại là âm thầm chửi mắng làm sao cái này lão nghiu cái mũi thế mà cũng còn sống. Mà lại nơi này lập tức tập trung một đống lớn thực lực không kém tu sĩ, tiếp xuống cũng phải cẩn thận mới được.
Tuyên Minh Chân Quân cùng hung ác đầu đà hàn huyên vài câu, lập tức hướng Tiêu Phàm truyền âm, nói Tiêu Tiểu Hữu, ba tên này cũng không phải cái gì người tốt. Năm đó Thương Ngô Tam Hữu là có tiếng tâm ngoan thủ lạt. Hai người khác cũng là thôi, đầu này đà năm đó nhưng cũng bước vào nguyên anh cảnh giới. Hai người khác, khi đó cũng có kim đan hậu kỳ tu vi, không thể chủ quan. Tiêu Phàm liền vội vàng gật đầu xưng là, nếu như trung thổ giới không có phát sinh lớn như vậy dị biến, Thương Ngô Tam Hữu nói không chừng đều có cơ hội tiến giai nguyên anh. Bất quá nói đi thì nói lại, trải qua như thế một trận đại biến, ba người bọn họ đều còn có thể sống đến bây giờ, đã coi như là vận khí tốt có phải hay không nha. Bao nhiêu tu sĩ cấp cao, tại thiên địa dị biến về sau, không có có thể kịp thời tìm tới nơi thích hợp, đem mình phong ấn, cứ như vậy không thể làm gì nhìn xem thọ nguyên hao hết, tọa hóa rơi. Bên này còn tại mỗi người đều có mục đích riêng, ai cũng không dám trước xuống nước, chỉ chốc lát, lại có mấy đám tu sĩ đuổi tới, mặc dù đa số là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng lại gia tăng ba tên kim đan kỳ tu sĩ. Các vị đạo hữu, lão phu Đông Đảo Yêu Đao Tông tông chủ Hattori giới xử trí, có mấy câu, muốn cùng mọi người nói một chút. Mắt thấy tụ tập tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà dưới chân hồ, tựa hồ cũng ngay tại hướng đông bên cạnh di động, Hattori giới xử trí rốt cục nhìn không được mở miệng. Hattori giới xử trí, cái tên này một báo ra, cơ hồ tất cả mọi người kinh hãi, nhìn hướng na đoàn hắc phụ ánh mắt, trở nên lại là khẩn trương lại là e ngại, một cái cách tương đối gần tu sĩ, càng là dưới chân độn quang cùng một chỗ, liên tục không ngừng trượt ra đi hơn 10 trượng, tránh ra thật xa. Tưởng tượng năm đó, Yêu Đao Tông thế nhưng là uy chấn trung thổ tu chân giới. Hattori giới xử trí càng là đại danh đỉnh đỉnh nguyên anh trung kỳ tu sĩ một trong. Ngay cả hung ác đầu đà cùng Dung Thiên Tổ Sư, đều giật mình không phải tiểu. Dung Thiên Tổ Sư cùng Thánh Thú hợp thể về sau, cũng dung hợp Thánh Thú bộ phân đất phong hầu ấn ký ức, đối năm đó tu chân giới rất nhiều chuyện, hiểu rõ không ít. Đối mặt mọi người giật mình thần sắc, Hattori giới xử trí tương đối hài lòng, dừng một chút, tiếp tục nói, chư vị, Tạp Mã Tổ Vu lăng mộ rất có thể ngay tại chúng ta dưới chân hồ chỗ sâu. Tạp Mã Tổ Vu là ai, chư vị chắc là biết đến, lão phu liền không lắm mồm. Nếu như phía dưới thật sự là Tạp Mã Tổ Vu chỗ tọa hóa, kia chính là ta chờ duyên phân đến. Tụ tập ở đây đạo hữu, nói nhiều không nhiều, nói thiếu nhưng cũng không ít. Trung thổ tu chân giới yên lặng ngàn năm lâu, rất nhiều hảo bằng hữu đều lạnh nhạt. Lão phu muốn nói là, tất cả mọi người là vì cơ duyên mà tới. Đã dạng này, vậy chúng ta nên tề tâm hợp lực, cùng một chỗ tiến vào lăng mộ. Bất luận cái gì tự giết lẫn nhau, đối đoàn người đều là bất lợi. Sẽ chỉ làm tất cả mọi người mất đi một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Mọi người nói có đúng hay không? Vừa dứt lời, hung ác đầu đà lập tức tiếp lời nói, Hattori tông chủ nói đến lại chính xác cũng không có. Mọi người là đến tìm bảo bối còn không tìm được, mình liền đánh tới đánh lui, không khỏi cũng quá gấp gáp. Kết quả là, chỉ sợ đoàn người đều muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hattori giới xử trí cười ha ha một tiếng, nói kim đạo bạn nói cực phải. Bởi vậy lão phu đề nghị, mọi người cùng nhau xuống nước, cùng một chỗ tìm kiếm lăng mộ, đi vào chung. Về phần tiến vào lăng mộ về sau, vậy liền mỗi người dựa vào cơ duyên, đều bằng bản sự. Chư vị nghĩ như thế nào? Tuyên Minh Chân Quân lập tức nói, ta không có ý kiến, chính là làm như vậy. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Thấy Tiêu Phàm không có lên tiếng âm thanh, Hattori giới xử trí hỏi, Tiêu đạo hữu, ý của ngươi như nào? Tiêu Phàm nói, theo ta chỉ ý. Mọi người coi như tiến vào lăng mộ về sau, cũng vẫn là muốn đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực. Bản thân tàn sát, chẳng tốt cho ai cả. Hattori giới xử trí cười lạnh một tiếng, nói Tiêu đạo hữu không khỏi đem hết thảy nghĩ đến quá hoàn mỹ, bất kỳ cái gì hợp tác đều là có tiền đề. Tất cả mọi người là vì tầm bảo mà đến, tiến vào lăng mộ, vậy liền đều bằng bản sự. Làm sao, Tiêu đạo hữu sợ hãi? Quả thật như thế, các ngươi có thể không đi vào. Ai sợ hãi? Ngươi phải sợ, ngươi trước tiên có thể đi về nhà. Tiêu Phàm chưa mở miệng, một bên Trần Dương rốt cuộc kìm nén không được, nổi giận đùng đùng nói. Trần Dương dù sao không có cùng chân chính tu sĩ chính diện giao thủ qua, không rõ đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói, kim đan hậu kỳ tu sĩ đến cùng là loại nào đáng sợ nhân vật. Lại càng không cần phải nói, tên này kim đan hậu kỳ tu sĩ, đã từng hay là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hattori giới xử trí nhìn Trần Dương ngạo nghễ dáng người một chút. Nhưng cũng không bởi vì bị vãn bối chống đối mà tức giận, cười cười, nói, đã không sợ, vậy liền tên này nói định. Mọi người cùng nhau xuống nước, lão phu đi trước một bước, nói,
Hattori giới xử trí trên thân hắc phụ lăn lộn, ấn xuống độn quang, trực tiếp hướng phía dưới bên cạnh hồ nước vọt tới, hắc phụ lóe lên, bình tĩnh mặt hồ liền là nứt ra một cái lỗ khe hở, Hattori giới xử trí sôi nổi mà xuống, rất nhanh liền ở trong nước nhìn không thấy tăm hơi. Mắt thấy Hattori giới xử trí đoạt tiên cơ, hung ác đầu đà không nói hai lời, phi thân hướng mặt nước kích bắn đi, vừa tiếp cận mặt nước thời điểm, giơ lên trong tay hàn lóng lánh nguyệt nha sạt, hung hăng hướng một kích sau, một đạo cao vài trượng quang nhận bổ ra, lập tức sóng lớn ngập trời mà lên, mặt nước bị hắn ngạnh sinh sinh tách ra, thân hình thoát một cái, cũng chui vào trong nước. Thương Ngô Tam Hữu hai người khác, kia người đàn ông tuổi trung niên cùng Mùa Hoa thiếu phụ, theo thật sát đầu đà phía sau. Dung Thiên Tổ sư liếc Tiêu Phàm cùng Tuyên Minh chân quân một chút, cũng không do dự nữa, ấn xuống độn quang, trực tiếp tiến vào trong nước. Cứ việc Dung Thiên Tổ sư cùng Tiêu Phàm là sinh tử đại địch, lại không chút do dự đi tại Tiêu Phàm phía trước. Tiêu Phàm gì cùng phẩm hạnh, gì ngang phần, quả quyết không có khả năng làm ra phía sau đánh lén vô sỉ hoạt động. Tu sĩ khác cũng tranh nhau chen lấn, riêng phần mình thi triển thần thông, nhao nhao không vào nước bên trong không thấy bóng dáng. Tiểu Hữu, đi thôi, cũng đừng làm cho những tên kia đoạt tiên cơ. Tuyên Minh chân quân nói một tiếng, cũng nhún người nhảy lên, cùng Liễu Chính cùng Mao Sơn đệ tử cùng một chỗ, chui vào dưới nước. Cuối cùng mới là Tiêu Phàm cùng Vô Cực Chư Nữ, trên thân nhao nhao chấp động hào quang, thi triển ra Tiêu Phàm truyền thụ cho thủy độn thuật, một cái tiếp một cái ẩn vào trong hồ. Chương 722, dưới nước kim tự tháp. Nguyên lai tưởng rằng dạng này ngẫu nhiên xuất hiện hồ, nước sẽ không quá sâu. Dựa theo nguyên lý, dưới tình huống bình thường, dạng này hồ bình thường là giấu ở dưới mặt đất, cơ duyên xảo hợp mới có thể bỗng nhiên xuất hiện. Thủy vực diện tích cố nhiên đủ lớn, nhưng chiều sâu khẳng định 10 điểm có hạn. Ai ngờ tình huống thực tế lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tiêu Tiểu Hữu, tình huống có chút không đúng, cái này hồ cũng không tránh khỏi quá sâu chút. Người liên can thi triển thủy độn thuật, không ngừng hướng phía dưới, không sai biệt lắm đã xâm nhập mấy chục trượng, lại từ đầu đến cuối không có chạm tới cứng rắn lục địa. Tiêu Phàm vang lên bên tai Tuyên Minh chân quân kinh nghi bất định thanh âm. Vô Cực môn cùng phái Mao Sơn hai nhóm người, lúc này vẫn như cũ là tụ tập cùng một chỗ. Mắt thấy tu sĩ khác lực lượng cũng khá không tệ, cái này ngay miệng, tự nhiên là hợp binh một chỗ càng thêm ổn thỏa một chút. Tiêu Phàm trầm giọng nói, tiền bối, nơi này có không gian cấm chế. Xem ra coi như không phải Tạp Mã Tổ Vu lăng mộ, cũng hẳn là Huyền Vu môn cái khác đại năng giả tọa hóa chỗ. Tu sĩ bình thường, sao có thể tùy tiện tại mình mộ địa bày ra không gian cấm chế. Tiêu Phàm người mang càn khôn đỉnh dạng này không gian trí bảo, tăng thêm tại hoa đào trại nơi đó thu lấy bổ sung không gian cấm chế công năng hoa đào huyễn trận, lĩnh hội nhiều năm, cũng mới lĩnh ngộ được một chút ra mao chi học, nhiều nhất có thể bày ra mấy cái rất đơn giản không gian cấm chế, hơi phức tạp một điểm, vậy liền lực có chưa đến. Tuyên Minh chân quân nói, anh hùng sở kiến lược đồng, lão đạo cũng nghĩ như vậy. Bất quá, cái này nước nếu là lại sâu hơn 10 trượng, chúng ta mấy cái có lẽ còn không có vấn đề, những người bạn nhỏ khác coi như chịu không được. Dưới nước càng sâu, áp lực càng lớn, đây là cơ bản nhất nguyên lý, dù coi như tại tu chân giới, cũng giống như vậy. Xâm nhập dưới nước 200-300 trượng, đối với bọn hắn mấy cái tu sĩ kim đan mà nói, có lẽ còn có thể chịu nổi, chúc cơ kỳ tu sĩ, vô luận như thế nào đều chịu không được. Tân Lâm mấy người tránh nước che đậy, quang mang lập lòe, hiển nhưng đã tại toàn lực vận chuyển. Đúng lúc này, một mực tại phía trước xa xa dẫn trước Hattori giới xử trí, thân hình bỗng nhiên tăng tốc. Hắc phụ lăn lộn, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Theo sát phía sau Dung Thiên Tổ sư cũng đột nhiên tăng nhanh tốc độ bay, gấp đi theo sát. Không tốt, chúng ta mau cùng bên trên, đừng để bọn hắn đoạt tiên cơ. Tuyên Minh chân quân khẽ quát một tiếng, toàn thân kim quang chấp loạn, cũng lập tức tăng tốc tốc độ bay, mau chóng đuổi mà đi, kêu lên, Tiêu Tiểu Hữu, người dẫn bọn hắn cùng lên đến. Ta đi trước coi chừng kia mấy lão quái vật. Tiêu Phàm mỉm cười, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải hướng phía trước hư bổ một trường, hoắc xùy một tiếng. Phía trước nước hồ lập tức hướng hai bên một phân, lộ ra một cái thông đạo tới. Vô Cực môn chư nữ cùng phái Mao Sơn mấy vị đạo sĩ, đi sát đằng sau ở phía sau, hướng về phía trước kích bắn đi, tốc độ bay mảy may cũng không so phía trước mấy tên lão quái vật chậm hơn bao nhiêu. Đây chính là Tiêu Phàm lĩnh hội đến một chút không gian chi lực vận dụng pháp môn, mượn nhờ càn khôn đỉnh lực lượng, thoảng qua triệt tiêu đáy nước này không gian cấm chế chi lực. Để mọi người tốc độ bay tăng tốc mấy phân, cũng không khó làm đến. Nếu như không có càn khôn đỉnh gia trì, Tiêu Phàm vận dụng loại này tiểu khiếu môn, mình có lẽ có thể tăng tốc mấy phân tốc độ bay,
nhưng muốn một trưởng bổ ra dạng này thông đạo, nhưng liền không như vậy dễ dàng. Lại hạ xuống mấy chục trưởng, rốt cục, một tòa cự đại hình chóp hình công trình kiến trúc, hiện ra tại mọi người trước mắt. Nghiêm chỉnh mà nói, tòa kia hình chóp hình công trình kiến trúc, chỉ là hiển lộ ra một góc mà thôi. Một đạo lăng hình bên cạnh tường, lẳng lặng khảm nạm tại dưới nước một vách núi bên trong, cao tới mấy chục trượng, đều dùng to lớn vô so hòn đá đắp lên mà thành, cực giống kim tự tháp. Tạp Mã Tổ Vu Chi Lăng. Tất cả mọi người bị cái này hùng vĩ cảnh tượng kinh sợ, từng cái không hẹn mà cùng dừng lại độn quang, trừng to mắt nhìn xem cái kia đạo lăng hình bên cạnh tường, há to miệng không khép lại được tới. Không đúng, khổng lồ như vậy kiến trúc, làm sao có thể theo dưới mặt đất hồ nước khắp nơi di động. Cái này kim tự tháp rõ ràng là khảm nạm tại trong vách núi. Lập tức, Tiêu Phàm vang lên bên tai Uyển Thiên Thiên giật mình thanh âm. Đại đương gia đào qua không biết bao nhiêu cổ mộ, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này hùng vĩ mộ huyệt, liền xem như toàn thế giới nhất hùng vĩ, quy mô hoành vĩ nhất Ai Cập khu phu kim tự tháp, cùng trước mắt tòa này cự hình dưới nước kim tự tháp một so, đều thành tiểu vu gặp đại vu. Dưới đáy nước phát hiện dạng này một cái cự hình kim tự tháp, đã đầy đủ làm người ta giật mình. Lại càng không cần phải nói, tòa này cự hình kiến trúc sẽ còn theo dưới mặt đất hồ nước chạy loạn khắp nơi, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm nhẹ nói, nơi này có không gian chi lực, bất kỳ cái gì tình hình cũng có thể phát sinh. Phật gia lời nói, không gian giới chỉ, vốn là thần diệu vô so. Mọi người kinh ngạc, cũng chỉ tiếp tục một lát, dù sao đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Rất nhanh, hắc phụ lóe lên. Hattori giới sử trí hướng về kim tự tháp lăng hình bên cạnh tường dưới đáy kích bắn đi. Ở nơi đó, có thể cảm giác được rõ ràng dòng nước dị thường, hình thành một cái không nhỏ vòng xoáy. Lấy những lão quái vật này mấy trăm năm kiến thức, tự nhiên có thể biết, nơi đó hẳn là cái này tòa cự đại lăng hình công trình kiến trúc lối vào. Đoàn người không chút do dự đi theo, mấy trượng bên ngoài, liền có thể cảm nhận được vòng xoáy to lớn cự lực, mọi người nhao nhao tăng cường hộ thể lồng ánh sáng lực lượng. Lúc này mới chống đỡ cỗ lực lượng kia, tránh cho bị vòng xoáy hút vào. Lấy năng lực của bọn hắn, phổ thông dưới nước vòng xoáy đương nhiên không thèm quan tâm, coi như bị hút vào, cũng vấn đề không lớn. Dưới mắt chỗ này, tự nhiên không giống. Bá hàn mang lóe lên, một đạo sáng như tuyết đao quang, xé rách hắc phụ, tránh hiện ra. Yêu đao, trong đám người một trận nho nhỏ bạo động, mấy tên cách Hattori giới xử trí tương đối gần tu sĩ, nhao nhao hướng một bên tránh đi. Đối chuôi này dù coi như tại dưới nước cũng lóng lánh cực độ yêu tà chi khí yêu đao, cảm thấy e ngại. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái. 10 năm trước, hắn đã từng thấy qua một thanh yêu đao, Sarutobi Y Sương lúc ấy đã là trong kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng chuôi này yêu đao mang đến cho hắn một cảm giác, kém xa tít tắp trước mắt thanh này yêu đao yêu dị. Rõ ràng chỉ là một thanh trường đao, lại phảng phất có sinh mệnh, chỉ phải nhìn nhiều vài lần, thậm chí ngay cả thần thức đều sẽ bị nó rung chuyển. Kìm lòng không đặng sinh ra thật sâu vẻ sợ hãi, chưa chiến trước e sợ. Cái này yêu đao, rõ ràng có đoạt người tâm phách yêu tà chi lực. Yêu đao tông lấy tên này, Hattori giới xử trí danh xương chém đầu người, tuyệt không phải là không có lý do. Sarutobi Y Sương yêu đao không có cho Tiêu Phàm dạng này yêu dị cảm giác, chỉ là bởi vì, Sarutobi Y Sương tu vi không đủ. Tiêu Phàm lực lượng thần thức lại đặc biệt cường đại, xa không phải phổ thông trong kim đan kỳ tu sĩ có thể so sánh. Dù coi như là kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ, đơn thuần thần niệm chi lực cũng chưa chắc liền so Tiêu Phàm càng mạnh. Sarutobi Y Sương phong ấn mình trước đó, cũng chính là kim đan hậu kỳ tu vi, lực lượng thần thức vẫn chưa vượt qua Tiêu Phàm, thậm chí còn hơi kém một chút, hắn luyện chế bản mệnh yêu đao, tự nhiên đối hám không động đậy Tiêu Phàm thần thức. Mà bây giờ, Hattori giới xử trí cố nhiên còn không có khôi phục lại nguyên anh kỳ tu vi, thần niệm chi lực lại mạnh mẽ là nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn. Như thế nào Sarutobi Y Sương có thể so? Sáng như tuyết yêu đao, chậm rãi giơ lên, bốn phía nước hồ, bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên, lấy yêu đao làm trung tâm, hình thành một cái khác nho nhỏ vòng xoáy, phảng phất vạn lưu quy tông, trong nước thiên địa nguyên khí, cuồn cuộn không tuyệt hướng về yêu đao càn quét mà đi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một loại biểu tượng, không có đến ngộ linh kỳ cảnh giới, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại thành tu sĩ. Cũng không có khả năng thật điều động thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng. Huống chi Hattori giới xử trí dưới mắt tu vi còn dừng lại tại kim đan kỳ. Bởi vì yêu đao tụ lực động tính quá lớn, nhìn qua tựa như là thiên địa linh khí vạn lưu quy tông, kỳ thật chỉ là khuấy động những linh khí này, hình thành một cái vòng xoáy nhỏ mà thôi. Thoáng qua ở giữa, dưới nước yêu đao tựa như cùng một vòng thanh u minh nguyệt, quang mang lóa mắt. À, Hattori giới xử trí quát khẽ một tiếng.
yêu đao bỗng nhiên hướng phía trước một chạm, một đạo dài đến 2-3 trượng sáng như tuyết đao mang, gào thét mà ra, xung quanh nước hồ, bỗng nhiên sôi trào lên, lăn lộn không thôi. Những cái kia đã thối lùi mấy trượng tu sĩ, không chịu được lại hướng nơi xa né tránh, người người sắc mặt đại biến. Ngay cả Tuyên Minh chân quân sắc mặt đều trầm xuống, trở nên có mấy phần khó coi. Tiêu Tiểu Hữu, cái này lão yêu quái tu vi, tuyệt đối đã đến kim đan hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Ngươi phải biết, giống hắn loại tình huống này, là không cần lại ngưng kết nguyên anh, chỉ cần khôi phục tu vi. Chỉ cần cơ duyên xảo hợp, tùy thời có thể đột phá. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tiêu Phàm bên tai vang lên lần nữa Tuyên Minh chân quân truyền âm. Miệng thảo luận là để Tiêu Phàm cẩn thận một chút, kỳ thật chính hắn không phải là không treo lên 12 phân tinh thần. Mặc dù ngàn năm trước kia, hắn vẫn chưa cùng Hattori giới xử trí giao thủ qua, song phương tựa hồ cũng không có quá lớn nghỉ lễ, nhưng lẫn nhau phân thuộc phe phái khác nhau, chính tả bất lưỡng lập. Bây giờ hắn mới khó khăn lắm khôi phục lại trong kim đan kỳ tu vi, cùng Tiêu Phàm bọn người liên thủ, đối mặt kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới Hattori giới xử trí, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Nếu thật là Hattori giới xử trí không cẩn thận đột phá đến nguyên anh kỳ, cố nhiên sẽ không khách khí chút nào đối Tiêu Phàm cùng vô cực môn chư nữ xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn phái Mao Sơn tu sĩ. Thừa dịp tất cả mọi người rất hư nhược thời điểm, bọn hắn những này ngày xưa may mắn lưu lại nguyên anh tu sĩ, có thể diệt một cái tính một cái. Đối thủ càng ít, tương lai Hattori giới xử trí độc bá nhất phương khả năng lại càng lớn, nếu thật là như thế, mặc kệ đối chính hắn. Hay là đối toàn bộ yêu đao tông tương lai phát triển, tự nhiên đều là rất nhiều chỗ tốt. Rất trực quan một cái đạo lý chính là, ai chiếm tài nguyên càng nhiều, ai thực lực liền phát triển càng nhanh. Đặt tại ngàn năm trước kia, tu chân văn minh hưng thịnh vô so thời điểm, như là Hattori giới xử trí dạng này nguyên anh trung kỳ tu sĩ, rất khó xưng bá một phương. Trừ phi tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, kia mới có thể. Nhưng là tình huống hiện tại, đương nhiên hoàn toàn khác biệt. Chí ít tại trước mắt. Kim đan hậu kỳ đỉnh phong đã là cảnh giới tối cao. Hattori giới xử trí không ngần ngại chút nào triển lộ ra mình tu vi thật sự, chưa chắc không có nhờ vào đó lập uy chi ý. Một đao này chém qua về sau, đoán chừng tiến vào trong lăng mộ, cũng không ai dám hưng khởi cùng hắn đối nghịch tâm tư. Hoắc suy suy nổ vang, vòng xoáy khổng lồ ngạnh sinh sinh bị yêu đao đao mang từ đó bổ làm hai, hắc phụ lóe lên, Hattori giới xử trí nhanh như thiểm điện bắn tiến vào tách ra vòng xoáy bên trong. Chuyển mắt không thấy bóng dáng. Vòng xoáy khổng lồ lập tức hướng ở giữa hợp lại, lại khôi phục nguyên dạng, phảng phất Hattori giới xử trí ép căn bản không hề tồn tại qua. Chương 723, rộng lớn không gian. Dung Thiên Tổ sư liếc Tiêu Phàm bên này một chút, bất động thanh sắc thúc dục độn quang, như vậy bị vòng xoáy hút vào đi vào, vô thanh vô tức. Lại chờ giây lát, thấy vòng xoáy bên trong vẫn chưa dị thường chi chuyện phát sinh, những người khác cũng kìm nén không được. Nhao nhao cùng thi triển thần thông, tiến vào vòng xoáy bên trong. Tiêu Phàm vẫn như cũ tay trái bấm quyết, tay phải bổ về đằng trước, hoắc suy một tiếng, tách ra vòng xoáy, tránh nước che đậy quang mang lấp lánh, phiêu nhiên tiến vào vòng xoáy. Lập tức một cỗ đại lực truyền đến, nắm kéo Tiêu Phàm, thân bất do kỷ hướng về dưới nước xoay tròn mà đi. Tiêu Phàm toàn thân quang mang lóe lên, lập tức liền định trụ thân thể, mặc cho vòng xoáy lôi kéo, cũng là không nhúc nhích tí nào. Ngũ hành cấm chế chi thuật tại cái này vòng xoáy bên trong cũng vẫn như cũ rất có tác dụng. Sau một lát, Tiêu Phàm mới theo vòng xoáy chi lực, chậm rãi hướng nước xuống di động, tốc độ rõ ràng so vừa rồi muốn chậm nhiều, trong mắt lục mang lập lòe, hướng đáy nước nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 trượng chỗ sâu, tối om om, có một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện tại lăng hình bên cạnh trên tường. Không thể nghi ngờ, đây chính là vòng xoáy khổng lồ ở trung tâm, cũng hẳn là tiến vào dưới nước kim tự tháp chỗ. Liền tại cái này trong chốc lát, lúc trước tiến vào vòng xoáy đám người, đã không thấy bóng dáng, đoán chừng là tiến vào kim tự tháp. Hắc mang lóe lên, mấy viên băng phách phi đao nổi lên, tại lồng ánh sáng bên trong vây quanh Tiêu Phàm thân thể chậm rãi bay múa. Tại cái này dưới nước, Viêm Linh chi nhận uy lực không có thể phát huy đến cực hạn, Tiêu Phàm liền thả ra băng phách phi đao phòng thân. Vô luận Hattori giới xử trí hay là Dung Thiên Tổ sư, đối với hắn đều rất không hữu hảo, chú ý cẩn thận chút không hỏng chỗ. Hơn 10 trượng khoảng cách, chớp mắt là tới, lăng hình bên cạnh trên tường cái kia lỗ thủng, chừng rộng 3-4 trượng hẹp, đại lượng nước hồ rót vào trong lỗ thủng, hình thành vòng xoáy khổng lồ, Tiêu Phàm theo dòng nước, phiêu nhiên tiến vào lỗ thủng bên trong, lại tiến lên không xa, thế mà nhìn thấy ánh sáng, mặc dù không phải rất sáng, nhưng ở cái này dưới nước hắc ám thế giới.
Cái này một sợi sáng ngời, đã đầy đủ lóa mắt. Hoắc xùy một tiếng, Tiêu Phàm từ đáy nước xông ra, hiện ra ở trước mắt hắn. Là một đầu cao hơn mặt nước ẩm ướt thông đạo, rất rộng rãi, có thể đủ 4-5 người song song mà đi. Đại lượng nước hồ, thì theo lỗ thủng, hướng một phương hướng khác dũng mãnh lao tới. Trong thông đạo không có một ai, thông đạo trên đỉnh, thì khảm nạm lấy mấy khối nguyệt quang thạch. Thông đạo từ to lớn hòn đá xây thành, vô cùng vuông vức, đủ thấy lúc trước xây tòa này cự hình lăng mộ thời điểm, tốn hao to lớn công phu. Tiêu Phàm thần niệm chi lực toàn bộ triển khai, không chậm không nhanh đi thẳng về phía trước, chuyển qua một chỗ ngoặt, trước mắt rộng mở trong sáng, vậy mà là một chỗ 10 điểm rộng rãi đại sảnh. Hattori giới xử trí bọn người, đều tụ tập tại cái này trong đại sảnh. Ngay tại bốn phía dò xét, người người trên mặt đều mang chấn kinh chi sắc. Chỗ này đại sảnh sự rộng rãi, đại đại vượt qua mọi người đoán trước, khoảng chừng 100 rộng 10 trượng rộng, ngẩng đầu hướng lên, bầu trời một bên u ám, tối tăm mờ mịt. Vậy mà không nhìn thấy mái vòm, phảng phất bọn hắn không phải ở vào một chỗ phong bế đáy nước công trình kiến trúc bên trong, mà là đến nơi nào đó không gian kỳ dị. Rất nhanh, Tuyên Minh Chân Quân mang theo Mao Sơn đệ tử cùng Vô Cực Chư Nữ cũng tiến vào đại sảnh. Không có khả năng, trong này làm sao lại khổng lồ như thế? Uyển Thiên Thiên đánh giá bốn phía, giật mình nói. Mặc dù từ bên ngoài nhìn, cái này dưới nước kim tự tháp xác thực đầy đủ to lớn. Bất quá vẻn vẹn cái này một cái đại sảnh, cơ hồ liền có thể bù đắp được kim tự tháp nội bộ không gian hơn phân nửa. Mà lại đại sảnh này ở giữa như thế trống trải, không nhìn thấy bất kỳ vật chống đỡ nào. Tại kiến trúc học thượng, đây cũng là một loại gần như không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Tuyên Minh Chân Quân không nói một lời, nhấc tay bắn ra. Một tấm bùa bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một quả cầu lửa, kích xạ phía trên đại sảnh kia tối tăm mờ mịt bầu trời, oanh một tiếng, hỏa cầu không có bay cao bao nhiêu, liền hóa thành vô số hỏa vũ, lấm ta lấm tấm bốn tản mát, như vậy dập tắt. Tuyên Minh đạo hữu, đây là một chỗ tu di không gian, có rất rõ ràng không gian cấm chế. Xa xa đứng ở đại sảnh một góc khác Hattori giới xử trí không chậm không nhanh nói. Lộ ra đã tính trước. Như thế nói đến, nơi này thật đúng là có thể là Tạp Mã Tổ Vu Lăng Mộ rồi. Có phải là Tạp Mã Tổ Vu Lăng Mộ hiện tại còn khó xác định, nhưng nơi này xác thực cùng Huyền Vu Môn có quan hệ. Chư vị mời nhìn, Hattori giới xử trí ống tay áo một dương, một cỗ sương mù màu đen cuồn cuộn mà ra, sương mù những nơi đi qua, nguyên bản bóng loáng bằng phẳng tường đá mặt ngoài, lấp lánh điểm xuất phát điểm quang mang, một chút kỳ lạ đồ án nổi lên. Cổ Huyền Nhung Văn. Tuyên Minh Chân Quân hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói. Đúng là cổ Huyền Nhung Văn. Họ Kim hung ác đầu đà cũng đem những phù văn này nhận ra được, gật đầu nói. Tiền bối, cái này bên trên viết thứ gì? Tiêu Phàm cứ việc uyên bác, đối với loại này cổ Huyền Nhung Văn, hay là thấy không hiểu thấu, không rõ ràng cho lắm. Tuyên Minh Chân Quân nhìn chằm chằm những cái kia lấp lánh không chừng phù văn, thấp giọng nói, đây là một thiên cùng loại mộ chí minh văn chương, nói nơi này nghỉ ngơi lấy một vị nhân vật vĩ đại. Là Gia Nhung Tiên Tổ. Tòa này cung điện hùng vĩ tính cả trong cung điện ra nhiều bảo vật, đều bị tiên tổ anh linh, làm đáng sợ nguyền rủa. Bất kỳ cái gì ý đồ ở đây tìm kiếm bảo vật, quấy rầy tiên tổ nghỉ ngơi mạo phạm hành vi, đều đem nhận gian nan vất vả mưa tuyết, băng hỏa lôi điện các loại trừng phạt, cốt nhục hóa thành bùn đất, linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm ở trong lăng mộ, đời đời kiếp kiếp không được bình yên. Uyển Thiên Thiên vội vàng nói, đó không phải là nói Tạp Mã Tổ Vu sao? Gia Nhung Tiên Tổ. Cùng trong truyền thuyết Tạp Mã Tổ Vu, 10 điểm gần, nhất định phải cho rằng bọn họ là cùng một người, cũng không có gì không đúng. Tuyên Minh Chân Quân nhẹ gật đầu, nói, khả năng đúng là một người đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, bản này mộ chí, thật đúng là rất có ý tứ a. Bên ngoài nói, bất kỳ người nào không cho phép quấy rầy tiên tổ linh hồn nghỉ ngơi, trên thực tế lại giấu giếm dụ hoặc chi ý. Không ngừng nói cho mọi người, trong cung điện có rất nhiều bảo vật. Đúng vậy a. Cái này không phải liền là để người khác đi tìm bảo sao. Trần Dương cũng ở một bên nói, song nghi chăm chú nhíu lên, lại ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn. Dưới mắt Trần cảnh sát, vừa mới đặt chân tu chân giới, tu luyện hạo nhiên chính khí có một chút thành tựu, cơ bản không cùng tu chân chi sĩ đứng đắn 800 giao thủ qua, càng thêm không có bị thua thiệt gì, chính là tràn đầy tự tin thời điểm. Cái gọi là tiên tổ nguyền rủa, băng hỏa lôi điện trừng phạt. Trên cơ bản sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì trên tâm lý uy hiếp. Đã đến nơi này, cũng không thể cứ như vậy tay không trở về. Uyển Thiên Thiên lập tức tiếp nhận Trần Dương câu chuyện, Yên Chi xã Uyển Đại Đương gia, nhiều năm qua trộm mộ vô số, cho tới bây giờ đều không có nhập bảo sơn mà không trở lại thói quen.
Đối mặt với khổng lồ như vậy một cái gia nhung tiên tổ lăng mộ, nói thế nào đều phải cẩn thận thăm dò một phen. Những cái kia lấp lánh phù văn, dần dần biến mất, một cái kim bích huy hoàng cung điện, hiển hiện ra, tại trước mắt mọi người xoay chậm chậm, thật giống như hiện đại hình chiếu kỹ thuật, lập thể cảm giác 10 phần. Lập tức, tại kim bích huy hoàng cung điện bên cạnh, bắt đầu xuất hiện cái khác đồ án, không chỗ ở ra bên ngoài bên cạnh kéo dài, đúng là một bức to lớn địa đồ, núi non sông ngòi, núi cao rừng rậm, cái gì cần có đều có, cực kỳ rộng lớn. Cái này lại là địa phương nào? Cách đó không xa một tên trúc cơ kỳ tu sĩ kinh hô lên. Tên tu sĩ này cũng có trúc cơ trung kỳ tu vi, đi theo một vị trong kim đan kỳ lão giả mà đến, tên lão giả kia tựa hồ cũng là ngàn năm trước phong ấn lại cổ tu, đồng thời nghe nói qua Hattori giới xử trí, Tuyên Minh chân quân, Thương Ngô Tam Hữu đám người uy danh hiển hách. Chính hắn, đoán chừng phong ấn trước đó là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, tên không nổi danh, Hattori giới xử trí cùng nguyên anh kỳ lão quái vật, lại là chưa nghe nói qua tên của hắn. Hattori giới xử trí lạnh nhạt nói, chính là tòa lăng mộ này nội bộ địa đồ. Nội bộ địa đồ, cái này sao có thể? Chẳng những tên này trúc cơ kỳ tu sĩ, cái khác mấy người đều lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Từ trên bản đồ nhìn, quả thực chính là sông núi địa lý trí, bày ra không gian chi rộng lớn, cơ hồ so một quốc gia còn muốn lớn. Làm sao có thể là lăng mộ nội bộ địa đồ? Tòa lăng mộ này mặc dù nhìn qua to lớn vô so, nếu như đặt ở cái này bức bản đồ bên trong, cũng bất quá chỉ là một cái chấm đen nhỏ thôi. Hừ hừ, chẳng lẽ chư vị chưa nghe nói qua tu di không gian a? Hattori giới xử trí cười lạnh nói, ngữ khí hơi có chút khinh thường. Ngay cả có được càn khôn đỉnh dạng này không gian trí bảo Tiêu Phàm, cũng có chút kinh ngạc, nói khẽ với Tuyên Minh chân quân nói, tiền bối, không gian bảo vật, coi là thật có thần kỳ như vậy a? Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể ra vào càn khôn đỉnh bên trong một chỗ đỉnh viện. Trong đỉnh những không gian khác, hoàn toàn không biết gì. Bất quá chắc hẳn cũng không sẽ rộng lớn như vậy a. Ngoại hình bất quá cao gần tấc thấp càn khôn đỉnh, chẳng lẽ còn thật sự có thể thôn thiên phệ địa, bụng giấu càn khôn vô cực. Tiêu Phàm mặt khác có một kiện không gian bảo vật, Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Vườn, thì càng là hẹp nhỏ, rộng lớn bất quá vài mẫu lớn tiểu. Tuyên Minh chân quân hơi khẽ cau mày, nói, lão đạo đối không gian bảo vật hiểu rõ, cũng không phải rất nhiều. Cái này không gian bên trong đoán chừng sẽ không thật rộng lớn như vậy, xem chừng còn có một số huyễn thuật thành phần ở bên trong. Bất quá chắc hẳn chân chính không gian, cũng sẽ không quá tiểu nhân. Tiêu Phàm liền nhẹ nhàng gật đầu, không gian cấm chế tăng thêm huyễn thuật, xác thực có thể tạo thành dạng này ảo giác. Vậy theo tiền bối chi ý, chúng ta phía dưới nên làm như thế nào làm việc? Chốc lát, Tiêu Phàm hỏi, Tuyên Minh chân quân vuốt vuốt sợi râu, thấp giọng nói, chúng ta là tại tìm vận may. Nơi này nếu thật là tạp mã tổ vu lăng mộ, trước kia không có bị người phát hiện qua lời nói, đồ tốt hẳn là không ít, cứ như vậy lui ra ngoài, khẳng định không cam tâm. Nhưng là bảo vật tuy tốt, nếu như nguy hiểm quá lớn, nhưng cũng không có lời. Ta nhìn mọi người hợp binh một chỗ, chậm rãi tìm kiếm một cái đi. Về phần muốn hay không đi tòa kia lớn cung điện, xem trước một chút ngoại vi tình huống lại nói. Nếu như nguy hiểm không lớn, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đến đó. Chân chính bảo vật khẳng định là giấu trong đại điện. Cái này cũng quả thực là lão thành chi ngôn. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, liền là gật đầu đồng ý, nói, liền theo tiền bối lời nói. Đúng lúc này, trong đại sảnh tia sáng tối sầm lại, bức kia to lớn địa đồ, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi ở đây chậm rãi thương lượng, lão phu đi trước một bước. Hattori giới xử trí cười ha ha một tiếng, hắc phụ lăn lộn, hướng về đại sảnh một bên một cái thông đạo, kích bắn đi. Cả cái đại sảnh, hết thảy có bốn cái lối đi, trừ bọn hắn tiến đến kia một đầu bên ngoài, mặt khác ba cái lối đi đều tại khác một bên, Hattori giới xử trí tiến vào, là ở giữa thông đạo. Sau đó đoàn người cũng nhao nhao hành động, trừ Dung Thiên Tổ Sư đi theo Hattori giới xử trí sau lưng, tiến vào ở giữa thông đạo bên ngoài, những người khác không hẹn mà cùng lựa chọn mặt khác hai cái lối đi, cố ý tránh đi Hattori giới xử trí cùng Dung Thiên Tổ Sư hai vị này tu vi cảnh giới kẻ cao nhất. Chương 724, khỉ mặt bức cùng linh hầu quả. Tiêu Phàm thói quen lên một quẻ, kết quả quẻ tượng biểu hiện phi thường mơ hồ, cũng không có chỉ dẫn hắn hẳn là đi con đường nào. Nếu như miễn cưỡng muốn giải đọc quẻ tượng lời nói, tựa hồ là quay đầu rời đi nơi này càng thêm ổn thỏa một chút. Chỉ là đã đến nơi này, hoàn toàn không dò xét bên trên tìm tòi, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Huống hồ quẻ tượng cũng chưa biểu hiện, tiếp tục ở lại đây, sẽ có lớn tai giáng lâm.
Tiêu Phàm cùng Tuyên Minh Chân Quân hơi vừa thương lượng, cuối cùng tuyển lối đi bên trái. Thông đạo không dài, mấy chục trượng về sau, một cỗ tươi mát vô so gió mát liền hướng mặt thổi tới, phảng phất đi tới sơn dã đồng ruộng, tiếp lên trước mắt thông suốt sáng lên, một mảng lớn kéo dài sơn lâm, xuất hiện tại trước mặt. Mà bọn hắn thì đứng tại nào đó chỗ vách đá ở giữa một khối đột xuất nham thạch phía trên, dõi mắt chỗ đến, đầy mắt xanh ngắt, liên miên bất tận dãy núi, nhìn không thấy cuối. Đây không có khả năng. Lần này, ngay cả Cơ Khinh Xa cũng không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Ngẫm lại xem, bọn hắn ngay từ đầu là ở trên đại thảo nguyên ăn thịt nướng, tổ chức đống lửa tiệc tối, sau đó, trên thảo nguyên bỗng nhiên không giải thích được xuất hiện một cái hồ lớn đỗ, hồ nước phía dưới, có một tòa cự đại kim tự tháp. Tại kim tự tháp bên trong, bọn hắn thế mà nhìn thấy dạng này liên miên bất tuyệt dãy núi, thậm chí so Khánh Nam Miêu Cương dãy núi còn rộng lớn hơn, còn muốn vô biên vô hạn. Tân Lâm cũng kinh ngạc nói, Tiêu Phàm, tu di không gian, có thể dạng này rộng rãi à? Ước chừng tất cả trong những người này, Tân Lâm là đối Càn Khôn đỉnh hiểu rõ nhiều nhất, nàng đi theo Tiêu Phàm thời gian dài nhất, Tiêu Phàm đối nàng không có bất kỳ cái gì giữ lại, tại Càn Khôn đỉnh lấy được hết thảy, đều cùng Tân Lâm chia sẻ. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, không biết, bất quá nơi này nhìn qua, là chân chính nguyên thủy rừng cây. Tuyên Minh Chân Quân cười ha ha một tiếng, nói Tiêu Tiểu Hữu nói không sai, nơi này man hoang khí tức như thế nồng hậu dày đặc. Xem ra tồn thế thời gian không ngắn, chỉ cần trước kia không có bị người đại quy mô càn quét qua, vẻn vẹn tại cái này trong quần sơn, liền có thể tìm tới không ít đồ tốt. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, cũng có chút hưng phấn. Phải biết, hắn Càn Khôn đỉnh bên trong, liền cất giấu một cái linh dược vườn, đối với hắn mà nói. Dù chỉ là tìm tới một chút cũng chưa thành thục linh thảo linh dược, thậm chí chỉ là tìm tới mầm non cùng hạt giống, đều là rất lớn thu hoạch. Hiện nay, trong tay hắn có mấy cái đan phương, phân biệt từ Tuyên Minh Chân Quân, Sarutobi Y Sương cùng Đào Thiên Thu trong tay đạt được, có thể tinh tiến vào kim đan kỳ tu. Nó bên trong một cái đan phương, càng là có thể gia tăng đột phá trung kỳ đỉnh phong bình cảnh tỷ lệ. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều thiếu khuyết trong đó một mực hoặc là hai ba vị linh dược, Tiêu Phàm tạm thời chỉ có thể lấy cái khác dược thảo thay thế, luyện ra linh đan, tự nhiên hiệu quả không lớn bằng. Nếu như có thể tại cái này man hoang trong rừng rậm tìm tới những linh dược này, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này đoàn người độn quang cùng một chỗ, hướng về dưới chân dãy núi bay lượn mà đi. Riêng phần mình thần niệm chi lực toàn bộ triển khai, bao trùm lấy phía dưới rừng rậm. Bình thường đến nói. Trời linh dược đều có đặc biệt khí tức cùng linh áp, chỉ cần tại bọn hắn thần niệm chi lực bao trùm phía dưới. Liền có thể bị kịp thời phát hiện. Sự thật chứng minh, bọn hắn hay là đánh giá thấp cái này trong quần sơn giấu giếm hung hiểm. Vừa mới bay ra không bao xa, bỗng nhiên từng đợt gió tanh cuốn tới, một đám mấy chục con to lớn con rơi, bỗng nhiên từ phía dưới trong rừng rậm phóng lên tận trời, hướng lấy bọn hắn mãnh nhào tới. Những này con rơi từng con hình thể cực đại, mở ra hai cánh. Chừng hơn một trượng chi trường, chiều cao cũng vượt qua ba thước, đầu tròn trịa, cực giống hầu tử, miệng đầy cao thấp không đều răng nanh, đôi mắt nhỏ đỏ rừng rực, hung quang lấp lóe. Hết lần này tới lần khác còn mọc ra một đôi loài chim lợi chảo, hình dạng xấu xí vô so. Khỉ mặt bước, Tuyên Minh Chân Quân một tiếng lạnh hừ, cổ tay khẽ đảo, vàng óng ánh roi lôi điện nổi lên, tiện tay một dương, một đạo đạo kim sắc lôi điện bắn ra, chuẩn xác vô cùng đánh trúng phía trước nhất mấy cái khỉ mặt bước. Chi chi âm thanh bên trong, cái này mấy cái dài đến hơn một trượng con rơi, lập tức hóa trận trận khói xanh, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm mười ngón ngay cả dương, vô số ngân sắc lôi điện cũng bắn ra, Liễu Chính thì là vung trong tay ngọc như ý, một mảnh vàng mênh mông sương mù càn quét mà đi. Những này khỉ mặt bức cứ việc hình thể to lớn, trên thân linh lực ba động, lại cũng không quá mạnh, nhiều lắm là tương đương với nhất giai yêu thú, tại ba tên tu sĩ kim đan công kích phía dưới. Nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có, trong nháy mắt, mấy chục con khỉ mặt bức liền bị diệt sát chống không. Tân Lâm các nàng thậm chí cũng không kịp xuất thủ. Lão gia tử, những này là cái gì a? Xấu như vậy, Trần Dương không có mỏ lấy động thủ, rất có điểm khó chịu, hỏi. Tuyên Minh Trần Quân roi lôi điện vừa thu lại, vừa cười vừa nói, những này khỉ mặt bức đều là đê giai yêu thú, thành niên thể có 2-3 cấp yêu thú thực lực, cũng không biết cái gì đặc biệt thủ đoạn công kích. Chính là da dày thịt béo, tính tình hung mãnh, hung hãn không sợ chết. Tăng thêm khỉ mặt bức thích quần cư, nếu như các ngươi đơn độc gặp gỡ, phiền phức không tiểu. 2-3 cấp yêu thú, tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí kỳ cấp 6 đến cấp 9 tiêu chuẩn. Bất quá yêu thú nhục thân cường hãn, tăng thêm có một ít thiên phú thần thông, nếu thật là một đôi một so đấu,
cùng giai luyện khí kỳ tu sĩ, hơn phân nửa không phải yêu thú đối thủ. Mấy chục con 2-3 cấp yêu thú đồng thời vây công, giống Trần Dương dạng này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, đơn độc gặp gỡ, thật đúng là 10 điểm phiền phức, hơn phân nửa chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn bán sống bán chết. Cái này mấy chục con khỉ mặt bức vận khí thực tế không tốt, thế mà đâm đầu vào 3 tên kim đan kỳ cao thủ, nháy mắt bị diệt sát, cũng liền hợp tình hợp lý. Những này khỉ mặt bức lợi trảo, kỳ thật còn có chút tác dụng, có thể luyện thành pháp khí cấp thấp. Tuyên Minh Chân Quân lập tức nói, lắc đầu, tựa hồ có chút đáng tiếc. Thân nguyên anh tu sĩ, hắn đương nhiên chướng mắt dạng này đê ra yêu thú vật liệu, bất quá tại thời đại mạt pháp này, phái Mao Sơn thực lực không lớn bằng lúc trước, trong phái tương đương với luyện khí kỳ hậu bối tử đệ không ít, nếu là có mấy món pháp khí phòng thân, thực lực cũng muốn tăng tiến vào không ít. Đi thôi, đi xuống xem một chút, nơi này đã có nhóm lớn khỉ mặt bức, khẳng định có linh hầu quả, nếu là đã thành thục quả, hái một chút trở về luyện đan. Đối với tăng tiến vào bền bỉ trình độ, cũng là có chút ít ích lợi. Tuyên Minh Chân Quân nói, nhấn một cái độn quang, hướng phía dưới rừng rậm kích bắn đi. Đi theo như thế một vị bách sự thông như lão tiền bối, tất cả mọi người là hứng thú giạt rào, từng cái đẻ xuống độn quang, đi theo. Chờ đến phía dưới trong rừng rậm, đoàn người mới phát hiện, nơi này đại thụ, đều lớn lên đặc biệt thô to, cao không sai biệt cho lắm đạt 2-30 trượng, phổ thông trà cây đều 10 điểm tráng kiện. Trà cây phía trên, có một ít nhánh cây dựng thành tổ chim, đa số rỗng tuếch, truyền đến từng đợt mùi tanh. Không hề nghi ngờ, đây chính là những cái kia khỉ mặt bức ổ. Mấy tên nữ hài tử không được che miệng mũi lại, đôi mi thanh tú cau lại. Tuyên Minh Chân Quân tự nhiên mảy may cũng không lấy ý, đứng tại tán cây phía trên, dõi mắt tứ phương, rất nhanh liền có phát hiện. Chỉ thấy một chút liên tục xuất hiện trà cây lá cây che giấu phía dưới, từng khỏa màu xanh quả, như ẩn như hiện. Nhìn kỹ lại, những này màu xanh quả, rất giống từng con cuộn mình tứ chi khỉ con, ước chừng người bình thường 2 chỉ lớn nhỏ, dài khoảng 3 tấc, phô lại nhăn nhăn, bộ dáng thực tế không thế nào lấy vui. Tuyên Minh Chân Quân lại mặt mang mỉm cười, nói quả nhiên là linh hầu quả, mà lại số không ít. Những này linh quả luyện chế đan dược, là luyện thể phụ trợ linh dược, coi như ăn sống, đều có nhất định chỗ tốt. Tất cả mọi người hái một chút đi, từ Tuyên Minh Chân Quân vẻ mặt này xem ra. Cái này linh hầu quả xác thực có nhất định tác dụng, nhưng hiệu dụng ứng sẽ không phải quá rõ ràng. Dù sao chỉ là đê giai yêu thú bảo vệ linh quả, nếu là dược tính cực giai lời nói, sớm đã bị cái khác càng thêm yêu thú lợi hại giành ăn không còn, nơi nào sẽ bị một đám khỉ mặt bức chiếm lấy. Đoàn người theo lời riêng phần mình ngắt lấy một chút, thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Loại này linh hầu quả, tại Nam Cực Dược Điển bên trong cũng có ghi lại, đồ án cùng trước mắt quả giống nhau như đúc. Chẳng những như Tuyên Minh Chân Quân lời nói, có thể luyện chế luyện thể phụ trợ linh dược, phàm nhân nếu là ăn vào, còn có cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu. Trừ cái đó ra, Nam Cực Y Kinh bên trong ghi lại mấy cái phương thuốc, cũng có thể cần dùng đến linh hầu quả. Xem ra lại có thể linh dược vườn gia tăng đồng dạng linh quả chủng loại. Tuyên Minh Chân Quân tiện tay đem một viên linh hầu quả ném tiến vào mình miệng bên trong, ăn liên tục, mấy ngụm nuốt xuống đi, nói, mới vừa vặn đến chỗ này rừng rậm bên ngoài. Liền đã gặp được khỉ mặt bức dạng này 2-3 cấp yêu thú, nhìn tới đây mặt cũng rất không quá hòa. Tiếp xuống, tất cả mọi người cẩn thận một chút, không muốn bay quá cao, càng không được bay quá nhanh, muốn ôm thành đoàn, hợp lại cùng nhau, 10 triệu không thể đi tán. Một khi đụng phải ngũ lục cấp yêu thú, các ngươi những này tiểu nha đầu tiểu hậu sinh, coi như phiền phức. Thấy Tuyên Minh Chân Quân nói đến trịnh trọng, đoàn người liền nhao nhao gật đầu, từng cái thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Tuyên Minh Chân Quân lập tức nói, Tiêu Tiểu Hữu, đợi chút nữa ta cùng Liễu Chính phía trước bên cạnh mở đường, người phụ trách đoạn hậu, những nha đầu này hậu sinh đi ở chính giữa, nghiêm phòng yêu thú đánh lén. Tốt, hết thảy theo tiền bối an bài, Tiêu Phàm tự nhiên không có ý kiến gì. Tuyên Minh Chân Quân lại lắc đầu, nói, hừ, cũng chính là lão phu tu còn không có khôi phục, nếu không làm gì phiền toái như vậy. Lượng tất bên trong vùng rừng rậm này, cũng sẽ không có cấp 10 trở lên yêu thú. 10 cấp yêu thú. Liền có thể so nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Bình thường đến nói, cùng giai tu sĩ cùng yêu thú đơn đả độc đấu, yêu thú sẽ còn chiếm cứ một chút thượng phong. Tuyên Minh Chân Quân nếu là khôi phục tu, dưới 10 cấp yêu thú, tự nhiên đều sẽ không đặt tại trong mắt. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nói tiền bối không muốn phiền não, chỉ cần đợi một thời gian, khôi phục ngày xưa tu là khẳng định không thể nghi ngờ. Tuyên Minh Chân Quân nói, vậy cũng không nhất định, dù sao cái này thân thể không phải chính ta. Muốn khôi phục tu, đồng dạng cần một lần nữa ngưng kết nguyên anh,
kết đan cũng liền thôi, kết anh nhưng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm lại cũng không tốt lại nói cái gì, chung quy chính hắn chưa từng ngưng kết qua nguyên anh, thực tế không biết kết anh hội có gì chờ gian nan. Cũng may Tuyên Minh Chân Quân cũng không phải loại kia đa sầu đa cảm tính cách, lập tức thoải mái cười một tiếng, đem còn lại linh hầu quả thu tiến vào chữ vật vòng tay, độn quang cùng một chỗ, dẫn đầu bay ra rừng cây, hướng về dãy núi chỗ sâu bay đi. Quả nhiên, trên đường đi không ngừng gặp được phiền phức, cách một đoạn thời gian liền có yêu thú lao ra tìm bọn hắn gây chuyện, tốt tại đẳng cấp cũng không tính là quá cao, thường thường là vừa vặn vừa ló đầu, liền bị mấy tên tu sĩ kim đan tiện tay diệt sát. Nhưng cũng tiện đường thu lấy mấy loại linh thảo linh quả. Bất quá càng đi nơi núi rừng sâu xa, gặp phải yêu thú cấp bậc liền càng cao. Lại không biết lại hướng ở trung tâm, sẽ không gặp phải đặc biệt khó giải quyết yêu thú. Chương 725, Kim Linh Thú. Nhìn qua phía trước mênh mông vô bờ mênh mông mênh mang man hoang rừng rậm, tất cả mọi người âm thầm hút miệng khí lạnh. Tại rừng rậm trên không phi hành mấy canh giờ về sau, mọi người rốt cục phát hiện chỗ này không gian cùng bên ngoài không gian khác biệt, kia chính là bên trong này không có ngày đêm giao thế, bầu trời mãi mãi cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh, khiến người cảm thấy 10 điểm kiềm chế. Bởi vì sợ hãi yêu thú đánh lén, một đoàn người tận lực khống chế tốc độ bay, dù là như thế, liên tục tốt mấy canh giờ phi hành xuống tới, khoảng cách này cũng tuyệt đối không ngắn, cách bọn họ rời đi đại sảnh cái kia vách núi lối ra, tối thiểu nhất có hơn 1000 dặm xa. Nhưng mà liếc mắt nhìn qua, phía trước vẫn là vô cùng vô tận xanh ngắt, sương mù lượn lờ, không nhìn thấy cuối cùng. Trong đại sảnh nhìn thấy bức kia hình chiếu 3D địa đồ, lại hiện lên ở đoàn người trong óc, có vẻ như muốn đến Hoàng Kim Đại Điện sở tại địa, chẳng những phải bay càng vùng rừng rậm này, còn có một mảnh càng rộng lớn hơn sa mạc cần phải xuyên qua. Mặc dù trong này linh khí sung túc, đoàn người cũng có thể đả tọa khôi phục tiêu hao pháp lực chân nguyên, lý tưởng tình huống dưới, coi như khoảng cách lại xa, cũng không cần phải lo lắng. Nhưng nơi này dù sao cũng là dưới đáy nước kim tự tháp bên trong, dù coi như trong đó bao hàm có không gian cấm chế, rộng lớn như vậy, còn là làm người ta trong lòng bồn chồn. Đối chỗ này không gian tràn ngập cảm giác thần bí, ngay cả kiến thức rộng rãi Tuyên Minh Chân Quân cũng cảm thấy nơi này có chút tà môn. Bất quá, xét thấy đến trước mắt rừng, bọn hắn chưa đụng phải chân chính nguy hiểm, ngược lại là không có người nào nửa đường bỏ cuộc. Một đoàn người tiếp tục tạo thành đơn giản trận hình phòng ngự. Tại dãy núi rừng rậm trên không chậm rãi bay về phía trước. Nguyên một mực tại linh thú điểm bên trong nằm ngáy o o hắc lân, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phát ra báo cảnh thanh âm. Tiền bối, Tiêu Phàm lập tức mở ra linh thú điểm, đem hắc lân phóng ra, đồng thời lên tiếng tỉnh một chút phía trước Tuyên Minh Chân Quân. Tuyên Minh Chân Quân hừ lạnh một tiếng, đè lại độn quang, cổ tay khẽ đảo, kim chói roi lôi điện nổi lên. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét từ phía dưới trong rừng rậm truyền đến. Bay thẳng vân tiêu, chấn động đến đoàn người màng nhĩ từng đợt oanh minh, chư nữ chỉ cảm thấy phập phồng không yên, từng cái gương mặt xinh đẹp biến sắc. Kim Linh Thú, Tuyên Minh Chân Quân cũng là sắc mặt đại biến, giật mình nói. Mọi người vội vàng hướng xuống bên cạnh rừng rậm nhìn lại, lại là sương mù lượn lờ, nhìn không rõ ràng. Bất quá lúc này đoàn người đều thanh thanh sở sở cảm ứng được hai cỗ cuồng bạo vô so khí tức. Tự thân dưới trong rừng rậm trực thấu cửu trùng, hai cỗ khí tức cường đại. Mảy may cũng không tại Tiêu Phàm cùng Tuyên Minh Chân Quân hai vị này trong kim đan kỳ tu sĩ phía dưới, thậm chí càng thêm cường đại mấy phân, so sánh với Dung Thiên Tổ Sư cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Phàm nâng tay phải lên, một trường đẩy ra, lập tức cuồng phong gào thét, đem lượn lờ tại rừng rậm trên không sương mù, càn quét không còn, rốt cục loáng thoáng hiện ra phía dưới tình hình. Chỉ thấy một vùng thung lũng bên trong, hiện lộ ra một vệt kim quang lập lòe thân hình, nhìn kỹ lại. Lại là một đầu cùng loại cùng lão hổ mãnh thú, chiều cao vượt qua hai trượng. Toàn thân trên dưới da mao kim sáng lóng lánh, phảng phất thuần kim chế tạo. Cái này mãnh thú ngẩng đầu hướng trời cao trông lại, nổi giận phừng phừng. Ánh mắt hung hoành vạn đoan, cảm nhận được đầu này kim sắc mãnh thú thân bên trên phát ra khí tức, người liên can không chịu được đều hít một hơi thật dài khí lạnh. Đây là một đầu cấp 8 đỉnh phong, sắp bước vào cấp 9 hàng ngũ yêu thú, khó trách khí tức cường đại như thế. Thậm chí so Tiêu Phàm cùng Tuyên Minh Chân Quân hai vị này trong kim đan kỳ tu sĩ, khí tức còn mạnh hơn một chút. Cấp 8 yêu thú, nguyên liền cùng nhân loại trong kim đan kỳ tu sĩ tương đương, yêu thú thân thể cường hoành, nếu như cận thân bác kích lời nói, khẳng định là yêu thú đại chiếm thượng phong. Nhưng mà phía dưới trong sơn cốc, còn không chỉ cái này một con yêu thú. Kim sắc yêu thú đối diện cách đó không xa, núp lấy một đầu cùng loại viên hầu yêu thú. Chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ.
cái này viên hầu yêu thú coi như quá không đáng chú ý, chỉ bất quá cùng phổ thông tinh tinh không sai biệt lắm, một thân bộ lông màu đen, rối bời, mà lại là núp ở nơi đó, liền càng thêm lộ ra thấp nhỏ, kém xa tít tắp đối diện kim sắc yêu thú như vậy uy phong lẫm liệt. Nhưng mà từ viên hầu yêu thú thân bên trên phát ra khí tức, lại so kim sắc yêu thú càng thêm cường đại, lại nhưng đã siêu việt cấp 8 đỉnh phong, bước vào cấp 9 yêu thú hàng ngũ, có thể so với nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ tu. Cái này viên hầu yêu thú, híp mắt lại, không nháy mắt tiếp cận đối diện kim sắc yêu thú, đối bỗng nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu đám nhân loại kia tu sĩ, không thèm để ý. Viên hầu đẳng cấp của yêu thú, thậm chí so kim sắc yêu thú còn muốn cao hơn một chút, bất quá kim sắc yêu thú ngoại hình như thế lóa mắt, khẳng định có lấy đặc biệt thiên phú năng lực, có can đảm cùng cấp 9 yêu thú đối đầu, tất nhiên có chỗ dựa vào. Hai con yêu thú cách xa nhau hơn 10 trượng, mà hai đầu yêu thú ở giữa, thì có một gốc ba thước đến cao cây ăn quả, thân thân ô đen như sắt, mặc dù nhìn qua cũng không tráng kiện, lại cho người ta một loại 10 điểm cứng cỏi cảm giác, thân thân phía trên, mọc ra ba mảnh lớn cỡ bàn tay màu đen phiến lá, mỗi cái lá cây phía dưới, đều treo một viên màu đen quả. Cái quả này bên ngoài đồng hồ, hết sức kỳ lạ, thô thô xem xét, tựa như một đầu vươn người đứng thẳng, cao giơ hai tay viên hầu, cao chừng ba tấc. Hai tay liền treo ở thân cành phía trên, lại vững vàng định ở nơi đó, nửa phân đều không lay động. Nhìn một cái này gốc cây ăn quả cùng ba viên linh quả, thật giống như cương kiêu thiết chú, vô luận như thế nào gió táp mưa sa, tất nhiên là vị nhưng bất động. Nhưng cẩn thận phân rõ phía dưới, còn có thể nhìn ra được, ba viên linh quả hơi có chênh lệch. Trong đó tiếp cận cây ăn quả gốc rễ viên kia linh quả, linh khí đặc biệt tràn đầy, viên hầu bộ dáng cũng đặc biệt rõ ràng, nhìn qua có thể biết ngay, cái này là hoàn toàn chín muồi linh quả. Đi lên viên thứ hai linh quả, sóng linh khí hơi yếu, viên hầu bộ dáng cũng hơi mơ hồ, hẳn là gần thành thục nhưng còn không có hoàn toàn thành thục quả. Mà bên trên nhất viên thứ ba linh quả, thì chỉ có cao hai tấc thấp, viên hầu bộ dáng 10 điểm mơ hồ, rõ ràng còn không có thành thục. Mọi người lui về sau, động tác nhu hòa. Không nên chọc giận cái này hai con yêu thú. Lập tức, trong tai của mỗi người đều vang lên Tuyên Minh Chân Quân truyền âm thanh âm, 10 điểm nghiêm trọng. Kỳ thật khỏi phải Tuyên Minh Chân Quân tỉnh, mọi người cũng đều hiểu cái này hai con yêu thú đáng sợ, lập tức tại Tuyên Minh Chân Quân xuất lĩnh phía dưới, điều khiển độn quang, chậm rãi hướng phía lúc đầu thối lui, không sai biệt lắm một hơi rời khỏi hơn 10 dặm, cơ bên trên không cảm giác được kia hai con yêu thú khí tức về sau, Tuyên Minh Chân Quân mới rốt cục đè lại độn quang. Nhẹ nhàng thở phào một cái, song mi chăm chú nhau. Tổ sư, cái này hai con yêu thú, ra sao trở đến đường? Thấy Tuyên Minh Chân Quân như vậy như lâm đại địch dáng vẻ, ngay cả Liễu Chính đều có chút giật mình. Một đầu cấp 8 đỉnh phong yêu thú, một đầu mới vừa tiến vào cấp 9 cảnh giới yêu thú, cố nhiên rất lợi hại, nhưng bọn hắn bên này, có 3 tên kim đan kỳ tu sĩ, trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ 9 tên, coi là thật động thủ, cũng chưa chắc nhất định liền thua. Tuyên Minh Chân Quân nhíu mày nói, đầu kia kim chó yêu thú, chính là đại danh đỉnh đỉnh kim linh thú. Nói, ánh mắt tại Trần Dương kiểm bên trên đảo qua. Kim linh thú, Trần Dương bị nhìn thấy không hiểu thấu, trò chuyện yêu thú đâu, lão đạo nhìn mình cằm chằm làm gì. Hắc hắc, cái này kim linh thú, giống như ngươi, là trời sinh kim thuộc tính linh thể. Nghe nói có thượng cổ thánh linh kim kỳ lân huyết mạch. Loại này yêu thú, trời sinh liền thích hợp tu luyện hết thảy kim thuộc tính công pháp. Đối hết thảy kim thuộc tính linh quả linh vật, đều đặc biệt mẫn cảm. Bao khỏa ngươi ở bên trong, Trần Dương không được giật nảy mình, kêu lên, lão gia tử, ngươi đừng dọa ta, cái gì gọi là bao khỏa ta ở bên trong. Tuyên Minh Chân Quân cười hắc hắc nói, ngươi cũng là thuần kim linh căn linh thể, cùng kia kim linh thú khí hơi thở đặc biệt tiếp cận, đối yêu thú kia đến nói, ngươi chính là nó yêu nhất điểm tâm, thập toàn đại bổ. Nếu không phải bên kia có 3 viên cự linh quả hấp dẫn lấy lực chú ý của nó. Nó vừa nhìn thấy ngươi, nhất định đuổi tới, không đem ngươi ăn một miếng rơi, quyết không bỏ qua. Không phải đâu, nó xấu như vậy, Trần Dương không chịu được hét dầm lên, gương mặt xinh đẹp biến sắc. Cái này nếu như bị mạnh mẽ như vậy một con yêu thú truy sát, tư vị tuyệt đối sẽ không quá tốt. Đây là yêu thú có thể mà thôi, cũng chưa nói tới xấu hay không. Đồng dạng đạo lý, ngươi nếu là giết nó, luyện hóa nó nội đan, tu lập tức liền sẽ nâng cao một bước, tương lai ngưng kết kim đan. Cơ bên trên sẽ không gặp phải cái gì bình cảnh. Tuyên Minh Chân Quân ngữ khí, bỗng nhiên trịnh trọng lên, nghiêm trải qua nói. Tiền bối, lời ấy thật chứ? Lần này xin hỏi, lại là Tiêu Phàm, sắc mặt cũng 10 điểm ngưng trọng. Đối với bất luận một vị nào trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, ngưng kết kim đan chính là nguyện vọng lớn nhất,
đồng thời cũng là lớn nhất chướng ngại. Tiêu Phàm đã sớm nghe Tuyên Minh Chân Quân nói qua, 100 tên trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, có thể có 1-2 người thành công ngưng kết kim đan, đều đã coi như là tỷ suất phi thường cao. Như thế nào trợ giúp bên người thân nhân bằng hữu bước vào kim đan kỳ, vẫn luôn là Tiêu Phàm quan tâm vấn đề. Hiện tại đột nhiên nghe Tuyên Minh Chân Quân nói như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên phi thường chú ý. Tuyên Minh Chân Quân liếc nhìn hắn một cái, nói cái này có cái gì tốt lừa gạt ngươi. Nhà đầu này đến chính là cực kỳ hiếm thấy kim linh thể, muốn ngưng kết kim đan, cơ bên trên cũng sẽ không có quá lớn khó xử. Thật muốn có thể luyện hóa cái này kim linh thú nội đan, kia cuối cùng một tia chướng ngại đều sẽ tiêu trừ phải sạch sẽ. Chỉ cần an tâm đả tọa điều tức, thời gian vừa đến, tự nhiên ngưng kết kim đan, sẽ không gặp phải cái gì bình cảnh. Ngươi phải biết, mang theo kim kỳ lân huyết mạch yêu thú, thực tế quá hiếm thấy. Ngàn năm trước kia trung thổ giới, dạng này yêu thú sớm đã bị giết sạch sành xanh, liền xem như man hoang chi cảnh, cũng rất khó tìm được. Có thể tại cái này trong lăng mộ đụng phải như thế một đầu, cũng coi là vận khí. Bất quá yêu thú này thân đã đến cấp 8 trạng thái đỉnh phong, tăng thêm người mang thánh linh huyết mạch, một thân thần thông, tuyệt sẽ không so phổ thông cấp 9 yêu thú hơi yếu. Không phải, nó cũng không dám cùng cấp 9 cự linh thú rằng co. Muốn giết nó, độ khó coi là thật không tiểu. Tuyên Minh Chân Quân vừa nói vừa lắc đầu liên tục, cái này hai con yêu thú nếu là không đáng sợ, hắn vừa rồi cũng sẽ không làm như thế yếu thế cử động tới. Nhưng là, đối mặt hai đầu dạng này khó gặp yêu thú, còn tăng thêm 3 viên đồng dạng khó gặp linh quả, dù coi như là Tuyên Minh Chân Quân cũng giống vậy sẽ động tâm. Vừa rồi để mọi người cấp tốc tránh lui, không có nghĩa là liền nhất định sẽ không lại giết trở về. Trước lui ra trong vòng hơn 10 dặm, mọi người tốt tốt thương lượng một chút lại nói. Cũng không thể cứ như vậy đính đạc dừng ở hai con yêu thú trên không, mồm năm miệng 10 thương lượng như thế nào giết thú lấy đan a. Cấp 8 cấp 9 yêu thú trí thông minh, nhưng hoàn toàn không phải những cái kia đê giai yêu thú có thể so. Chương 726, cự linh thú cự linh quả. Lão gia tử, kia cấp 9 cự linh thú, lại là cái gì yêu thú? Nhìn qua gầy gò nho nhỏ, không chút nào thu hút, đặt tên như vậy bá khí. Lúc này xin hỏi, lại là Uyển Thiên Thiên. Tương đối mà nói, nàng cùng Trần Dương tính cách tương đối hoạt bát, cơ khinh xa thì tương đối ổn trọng, Tân Lâm thuần túy chính là băng mỹ nhân, từ đầu đến cuối, làm bạn tại Tiêu Phàm bên người, không thế nào mở miệng, bất quá ngập nước mắt to, cũng một mực nhìn chăm chú lên Tuyên Minh Chân Quân, hiển nhiên đối với vấn đề này đồng dạng chú ý cực kỳ. Ha ha, ngươi nhìn nó hiện tại là gầy gò nho nhỏ, toàn thân trên dưới không có 4 lượng thịt, chờ nó khởi sướng uy đến, ngươi liền biết lợi hại. Kim cương thiết cốt cùng cự linh biến thân, là cự linh thú hai đại thiên phú thần thông. Kim cương thiết cốt nói là nhục thân của nó cường hoành, một khi nó hoàn thành cự linh biến thân, cùng giai yêu thú bên trong, cũng rất ít có thể tìm tới so nhục thân của nó càng mạnh mẽ. Nói đao thương bất nhập, kia là không chút nào khoa trương. Đừng bảo là các ngươi thúc đẩy pháp khí, liền xem như tu sĩ kim đan phổ thông pháp bảo, đối sau khi biến thân cự linh thú trên cơ bản không hề có tác dụng. Nếu như không có loại kia đặc biệt sắc bén pháp bảo, cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối đầu cấp 9 cự linh thú, kia cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Tuyên Minh Chân Quân miệng bên trong cười ha hả, sắc mặt lại càng nói càng là trịnh trọng. Kia kim linh thú còn dám cùng nó rằng co. Trần Dương tò mò hỏi, đối đầu này giống như nàng là kim thuộc tính thuần linh thể yêu thú, Trần Dương tự nhiên nhiều một phân chú ý. Kim linh thú đối hết thảy kim thuộc tính đồ vật đều rất mẫn cảm. Nhất là thích thôn vệ sát tinh đồng tinh những vật này, nó lợi chảo cùng răng, thậm chí mỗi một cây trong xương cốt, đều ẩn chứa canh kim tinh hoa, sắc bén vô so. Là vì số không nhiều có thể đối cự linh thú kim cương thiết cốt tạo thành uy hiếp yêu thú. Tuyên Minh Chân Quân giải thích nói, Trần Dương chớp chớp mắt to, ngạc nhiên nói, yêu thú này thích ăn khoáng thạch. Vậy nó cùng cự linh thú đoạt quả làm gì đâu, lại không ăn, cướp chơi vui à, hay là nói chuyên môn buồn nôn hơn kia cự linh thú. Tuyên Minh Chân Quân không khỏi bật cười, nói, ai nói kim linh thú không có kết quả tử. Loại kia quả bản danh liền gọi cự linh quả, là cự linh thú thích ăn nhất linh quả, ngàn năm mới có thể tính là chân chính thành thục, ăn sống đối cự linh thú kim cương thiết cốt cùng cự linh biến thân tu luyện, đặc biệt hữu hiệu. Nhưng loại trái này đối kim linh thú cũng giống vậy hữu hiệu, hoặc là nói, cự linh quả đối tất cả yêu thú tất cả tu sĩ đều có tốt vô cùng hiệu quả. Tỷ như chúng ta phía trước hái đến linh hầu quả. Đối luyện thể có phụ trợ tác dụng, nhưng cự linh quả hoàn toàn không giống, cự linh quả là luyện thể chủ dược. Dù coi như là không có tu luyện qua luyện thể chi thuật tu sĩ,
Nếu như có thể thường xuyên phục dụng thành thục cự linh quả, nhục thân cũng sẽ trở nên xa so phổ thông tu sĩ mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí có thể đuổi kịp tu luyện có luyện thể chi thuật tu sĩ. Nghe đến đó, Tân Lâm không chịu được nhìn Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm có linh dược vườn, nếu như có thể đem cự linh quả cấy ghép đến linh dược vườn bên trong, ngàn năm mới chín, đối Tiêu Phàm đến nói, cũng chính là 10 năm một cái luân hồi thôi. Chỉ cần trồng 10 cây cự linh quả cây ăn quả, há không liền có liên tục không ngừng linh quả có thể cung ứng. Coi như một gốc cây ăn quả, một lần chỉ có thể kết 3 cái quả, dạng này thiên địa linh vật, làm sao cũng nên hoa thời gian mấy tháng luyện hóa. 10 cây cây ăn quả thay phiên thành thục, mỗi gốc cây ăn quả một năm cung ứng 3 viên cự linh quả. Vậy liền đầy đủ Tiêu Phàm luyện thể sử dụng. Khó trách cái này hai con yêu thú muốn đánh nhau. Kỳ thật bọn chúng cũng khỏi phải đánh nhau chết sống, không phải có 3 viên quả a. Trong đó một viên không có quen, còn lại 2 viên quen. Một người một viên phân, tất cả đều vui vẻ. Không cần đến liều mạng a. Trần Dương thì thào nói. Đàm Hiên không khỏi bật cười, nhẹ nhàng gõ khuê nữ một cái bạo lật. Nói, ngươi cho rằng là xã hội văn minh, ngồi hàng hàng ăn quả quả đâu. Yêu thú cùng ngươi giảng đạo lý gì, bắt lại ngươi liền ăn. Tuyên Minh Trần Quân cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt, chuyển hướng Tiêu Phàm, nói Tiêu Tiểu Hữu, ý của ngươi như nào? Nếu là không muốn gây chuyện, chúng ta thay cái phương hướng rời đi nơi này chính là. Hai con yêu thú đang đối đầu, sẽ không truy đuổi chúng ta. Nếu là không nỡ, vậy chúng ta liền muốn tính toán cẩn thận tổng cộng. Mặc dù miệng thảo luận có thể quay đầu bước đi, bất quá đoàn người đều có thể nghe được, Tuyên Minh Chân Quân trong giọng nói, thực tế là có chút lưu luyến không rời. Vô luận là hai con yêu thú hay là cự linh quả, đều là khó gặp đồ tốt. Cũng liền tại cái này trước kia có rất ít người đi vào Tạp Mã Tổ Vu trong lăng mộ còn ngẫu nhiên đụng đến đến, bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này. Tiêu Phàm trầm ngâm, chốc lát, nói, lấy tiền bối ý kiến, chúng ta lớn bao nhiêu phần thắng. Chúng ta toàn lực ứng phó, đối phó trong đó một đầu, phần thắng đem tại hơn 9 thành. Tuyên Minh Chân Quân không cần suy nghĩ, lập tức nói, cho thấy phải hắn sớm đã ở trong lòng tính toán qua rất nhiều lần. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, bởi như vậy, chúng ta chẳng những sẽ mất đi một đầu khác yêu thú, ngay cả cự linh quả cũng sẽ mất đi. Bọn hắn xuất thủ đối phó trong đó một con yêu thú, bên kia yêu thú tự nhiên là hái cự linh quả bỏ trốn mất dạng. Tuyên Minh Chân Quân mỉm cười, tựa hồ Tiêu Phàm cái này biểu thị ngay tại trong dự liệu của hắn, nói, xem ra Tiêu Tiểu Hữu khẩu vị cũng không nhỏ, nếu như đồng thời đối phó hai con yêu thú, nói thật, phần thắng vẫn chưa tới 5 thành. Mà lại, rất dễ dàng tạo thành thương vong. Hai đầu cấp 8 cấp 9 yêu thú, không sai biệt lắm tương đương với hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, thân thể cường hoành độ, càng tại nhân loại tu sĩ phía trên, chỉ có linh trí phương diện, có lẽ còn thoảng qua không bằng nhân loại tu sĩ. Dù sao yêu thú muốn triệt để khai linh trí, cần rất nhiều thời gian đến từ tích lũy, một chút xíu mở ra. Một khi giao thủ, trúc cơ kỳ tu sĩ bất ngờ không đề phòng, bị yêu thú đến bên trên một gia hỏa, vậy coi như không chết cũng bị thương. Tiêu Phàm lập tức nói, khẳng định không thể đem hai con yêu thú bức cùng một chỗ đánh, ngoan cố chống cự nha, dạng này phong hiểm không cần thiết bốc lên. Đem bọn nó tách ra, chúng ta các đối phó một đầu. Nếu như tiền bối không có ý kiến, chúng ta tới đối phó đầu kia kim linh thú như thế nào? Nói, liếc Trần Dương một chút, đối với đầu kia kim linh thú đến nói, Trần Dương là rất mỹ vị tiệc, tương đối dễ dàng dẫn dụ nó mắc câu. Tốt, ta không có ý kiến. Cự linh thú giao cho chúng ta tới đối phó. Tuyên Minh Chân Quân không thế nào do dự, lập tức gật đầu đồng ý. Cứ việc cự linh thú đẳng cấp cao hơn một chút, nhưng thân pháp bên trên, kém xa tít tắp kim linh thú nhanh nhẹn. Cũng chưa nói tới cái kia một đầu quái thú khó đối phó hơn. Làm sao đem bọn nó tách ra? Đàm Hiên hỏi, đây mới là nơi mấu chốt. Hai con yêu thú nhét chung một chỗ, liên thủ đối địch, một đầu thân thủ nhanh nhẹn, răng chảo sắc bén. Không gì không phá, một đầu khác cương cân thiết cốt, lực lớn vô cùng, chính là hoàng kim tổ hợp, hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, có thể phát huy ra vượt xa bình thường uy lực. Chúng ta hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, nghĩ biện pháp đem linh quả lấy đi, cứ như vậy, bọn chúng khẳng định sẽ đuổi theo, liền có thể đưa chúng nó tách ra. Tuyên Minh Chân Quân tựa hồ đối với hết thảy đều sớm có mưu đồ, lập tức liền lấy ra kế có thể thành. Đàm Hiên nhíu mày. Nói cái này hai con yêu thú nhìn qua linh trí không thấp, đối linh quả lại 10 điểm chú ý, muốn hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, sợ là không dễ dàng. Mà lại, tại bọn chúng dưới mí mắt lấy đi linh quả, quá nguy hiểm. Nói, ánh mắt tại Tuyên Minh Chân Quân cùng Tiêu Phàm trên mặt khẽ quét mà qua.
mọi người tại chỗ, lấy Tiêu Phàm cùng Tuyên Minh chân quân tu vi cao nhất, tốc độ bay nhất nhanh, ăn cắp linh quả nhiệm vụ, tự nhiên chỉ có thể từ hai người bọn họ bên trong một cái đến gánh chịu. Nhưng là bất kể là ai đi làm, nhiệm vụ này đều thực tế là đủ nguy hiểm. Tuyên Minh chân quân nhặt sợi râu, trầm ngâm, hắn tu luyện công pháp, cũng không lấy độn thuật cùng ẩn nấp thân hình tăng trưởng. Lấy bây giờ vừa mới khôi phục lại trong kim đan kỳ tu vi, muốn bất chi bất giác tại hai con yêu thú mí mắt phía dưới lấy đi linh quả, độ khó rất lớn. Tiêu Phàm cười cười, nói tiền bối, lấy linh quả việc này, liền giao cho ta. A, à, Tiêu tiểu hữu tinh thông thuấn di chi thuật a. Đem Tiêu Phàm chủ động đảm đương nhiệm vụ này, Tuyên Minh chân quân hơi kinh ngạc. Giống như vô cực môn công pháp, cũng không lấy độn thuật tăng trưởng. Vô cực môn làm liên minh chính đạo lãnh tụ, truyền lại công pháp quang minh chính đại, cực kỳ đường hoàng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, vãn bối không dám nói tinh thông thuấn di chi thuật, bất quá ta còn có giúp đỡ. Tuyên Minh chân quân lập tức hướng Tiêu Phàm đầu vai hắc lân nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ. Đầu này mèo muôn lớn, là Tiêu Phàm bản mệnh linh sủng, đoán chừng không phải độn thuật cao minh, chính là che giấu khí tức 10 điểm xuất chúng. Tiêu Phàm biết hắn hiểu lầm, mỉm cười, cũng không nhiều làm giải thích. Trong tay hắn giúp đỡ, cũng không chỉ hắc lân một cái. Tiền bối, chúng ta chia ra đi chuyện, ít nhất phải đem hai con yêu thú tách ra 50 bên trong trở lên, bớt cho chúng nó thấy tình thế không ổn, hợp lại cùng nhau liên thủ tác chiến. Tuyên Minh chân quân gật đầu nói, cái này hiển nhiên, chúng ta vừa rồi trải qua cái kia khe núi, chính là cái rất địa phương tốt, ta sẽ ở nơi đó bố trí mai phục. Dẫn dụ cự linh thú quá khứ. Tiền bối mắt sáng như đuốc, nơi đó xác thực rất tốt bố trí mai phục. Vậy chúng ta liền hướng phía đông tìm xem nhìn, cùng sau khi bố trí xong, chúng ta ngay ở chỗ này tụ họp, cùng đi tìm kia hai con yêu thú. Tốt, một lời đã định, các tiểu tử, chúng ta đi. Tuyên Minh chân quân cũng là vô cùng có quyết đoán tính cách, thương nghị đã định, lập tức liền độn quang cùng một chỗ, xuất lĩnh lấy Liễu Chính cùng cái khác 4 tên Mao Sơn đệ tử, hướng tây bên cạnh kích bắn đi. Tiêu Phàm thì dẫn vô cực chư nữ, hướng về đông phương bay đi, ước chừng thoát ra 20-30 dặm, tìm tới một cái sơn cốc tương đối chật chội. Tiêu Phàm liền tại phía trên thung lũng ngừng lại, nhấc tay một dương, vài mặt trận kỳ trận bàn bay bắn đi ra, nháy mắt ẩn nấp không gặp, nguyên bản đầy mắt xanh tươi sơn cốc, lập tức liền trở nên mây mù lượn lờ, nhìn không rõ ràng. Cái này trong 10 năm, Tiêu Phàm đã sớm đem hoa đào huyễn trận nghiên cứu cái thấu triệt, còn thêm vào một số biến hóa, tỉ như đem ngũ hành cấm chế chi lực dung nhập đi vào, khiến huyễn trận khốn địch công hiệu nâng cao một bước. Thậm chí Tiêu Phàm còn tại hoa đào trong huyễn trận dung nhập 3 tấm định thân phù, làm huyễn trận đòn sát thủ một trong. Thời khắc mấu chốt, có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Địa thế nơi này chật chội, bất lợi cho xê dịch, dùng tới đối phó kim linh thú loại kia lấy nhanh nhẹn cùng sắc bén tăng trưởng yêu thú, 10 điểm phù hợp. Bố trí tốt hoa đào huyễn trận, Tiêu Phàm để cái khác mấy nữ tử tiến vào huyễn trong trận, ẩn nấp tốt thân hình, mình mang theo Trần Dương, hướng gặp mặt địa điểm bay đi. Ở nơi đó hơi chờ giây lát, Tuyên Minh chân quân liền từ phía tây bay vụt mà đến. Chỉ là hắn lẻ loi một mình, ngay cả Liễu Chính đều không có đồng hành. Chương 727, Thiên Phú Thần Thông. Tuyên Minh chân quân nhìn Trần Dương một chút, song mi có chút nhăn lại, nói Tiêu tiểu hữu, ngươi thật dự định lấy tiểu nha đầu làm mồi nhử a? Ngươi phải biết, kim linh thú xuất thủ như điện, công kích sắc bén vô so. Trần Dương tu vi thấp như vậy, vẻn vẹn chỉ là trúc cơ trung kỳ, cùng cấp 8 đỉnh phong kim linh thú tương đối mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Đơn đả độc đấu, Trần Dương thậm chí đều chống cự không được kim linh thú tiện tay một kích. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cũng chính là để yêu thú kia nhìn một chút thôi. Một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, nếu như đồng thời đối mặt kim linh thú cùng cự linh thú, Tiêu Phàm tự nhiên không làm như thế đại ý. Lấy một địch hai, hắn chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Bất quá, chỉ là đối mặt một con yêu thú lời nói, ngược lại cũng không cần quá khẩn trương. Nhất là kim linh thú tới lui như gió. Xuất thủ sắc bén bản sự, Tiêu Phàm cũng không phải lần đầu lĩnh giáo, Sarutobi y xương cùng hai đầu lưng sắt con bọ ngựa, đều có cùng loại năng lực, nhất là lưng sắt con bọ ngựa, mặc dù chỉ là tương đương với trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ nhị giai linh trùng, thiên phú thần thông lại là không như bình thường. Tiêu Phàm không dám nói có tự tin 100% đối phó kim linh thú loại thiên phú này thần thông, chỉ cần hơi thêm ngăn cản một chút, đem nó dẫn dụ đến huyễn trận chỗ, coi như đồng thời muốn chiếu cố Trần Dương an nguy. Chắc hẳn độ khó cũng sẽ không quá lớn. Tuyên Minh chân quân sững sờ, lập tức cười ha hả, nói, đã tiểu hữu lòng tin như vậy 10 phần, ngược lại là lão đạo nghĩ nhiều, chúng ta thương lượng một chút cụ thể hành động trình tự đi.
Sau một lát, ba người độn quang cùng một chỗ, liền hướng lúc trước phát hiện yêu thú cùng linh quả khe núi bay đi. Trần Dương chăm chú nằm Tiêu Phàm bên người, thần sắc trong hưng phấn mang theo một vẻ khẩn trương. Nhiều như vậy năm, đây là Trần Dương lần thứ hai cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ làm nhiệm vụ, bất quá giống như lần thứ nhất, nàng không thế nào xuất thủ, chính là ở một bên nhìn xem, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm liền thanh sự tình đều làm thỏa đáng. Lần này, giống như nàng vẫn như cũ không cần đến xuất thủ, chỉ là để yêu thú nhìn một chút mồi nhử mà thôi. Vừa nhanh đến khe núi chỗ, Tiêu Phàm cổ tay phải lắc một cái, linh thú điểm bên trong bay ra hai đạo màu xám sắt cái bóng, lóe lên liền không thấy bóng dáng, Tuyên Minh chân quân mắt sắc. Lờ mờ thấy là hai đầu màu xám sắt cự hình bọ ngựa, song mắt đỏ bừng, màu xám sắt phần lưng, có một đạo nhàn nhạt kim tuyến xuyên qua toàn thân, như ẩn như hiện. Kỳ trùng Tuyên Minh chân quân gặp qua không ít, nhưng giống như vậy thân pháp như điện, lại phi thường hiếm thấy. Mà lại, bình thường đến nói, bọ ngựa loại linh trùng, tại kỳ trùng bên trong, đều lấy sức chiến đấu cường hãn chứ danh, nguyên bản bọ ngựa chính là lấy cái khác côn trùng làm thức ăn. Vị này Tiêu Tiểu Hữu, mặc dù bước vào tu chân giới thời gian không hề dài, trong tay đồ tốt, thật đúng là không ít. Nhìn xem liền muốn tiếp cận khe núi, Tiêu Phàm bỗng nhiên liền không phát hiện được Tuyên Minh chân quân khí tức. Trong lòng run lên, vội vàng hướng phải phía trước nhìn lại, lại chỉ thấy Tuyên Minh chân quân vẫn tại nơi đó không chậm không nhanh phi độn. Tiền bối, thật thần kỳ liếm tức chi thuật, Tiêu Phàm nhìn không được tán thán nói. Tuyên Minh chân quân cười ha ha một tiếng, nói, đây chỉ là phổ thông liếm tức chi thuật thôi, thần niệm chi lực của ta hơi mạnh hơn một chút, cho nên ngươi không phát hiện được. Nếu như thần niệm chi lực tương đương với ta, thậm chí mạnh hơn ta, dạng này liếm tức chi thuật, nửa phân tác dụng cũng sẽ không có. Nếu bàn về ẩn nấp chi thuật, Yêu Đao Tông mới thật sự là người trong nghề, người kia Thiên Huyễn Diện nếu là dùng đến tốt, coi như cao hơn người nhất giai hai giai tu sĩ. Đơn dùng thần niệm chi lực điều tra, đều không nhất định có thể phát giác ngươi. Liếm tức chi thuật hiệu quả như thế nào, bình thường đến nói, cùng thần niệm chi lực lớn có chút trực tiếp liên quan. Vô Cực Môn truyền thừa công pháp, nguyên bản liền 10 điểm chú trọng thần niệm chi lực tu luyện. Bất quá Tiêu Phàm dù sao vẫn chỉ là trong kim đan kỳ tu vi, thần niệm chi lực cố nhiên cùng phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ tương đương, cùng nguyên anh kỳ tu sĩ tương đối mà nói, còn là kém xa tít tắp. Chung quy kém lấy một cái đại cảnh giới. Tiêu Phàm nếu như thi triển ra lĩnh hội từ Yêu Đao Tông ẩn nặc thuật, tăng thêm có Thiên Huyễn Diện phối hợp, cự ly xa bên trên giấu giếm được hai đầu kim đan kỳ yêu thú thần niệm điều tra, tuyệt không vấn đề. Nhưng bên cạnh hắn còn mang theo một cái Trần Dương, lấy chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng muốn giấu giếm được hai đầu cấp 8 cấp 9 yêu thú, quả thực chính là người si nói mộng. Cũng may lần này dụng ý, vốn là hấp dẫn hai con yêu thú lực chú ý, liếm không liếm tức, đều không cần gấp. Tiêu Chân Nhân cứ như vậy mang theo Trần Dương, nghênh ngang bay đến khe núi trên không, một trường đẩy ra, lượn lờ sương mù bay dương mà lên, lộ ra phía dưới tình hình, hai con yêu thú quả nhiên còn tại khí thế hung hăng giằng co, ai cũng không dám xuất động thủ trước. Tiêu Phàm đè lại độn quang, chậm chậm hướng phía dưới hạ xuống, vững vàng đợi tại toàn thân kim quang lóng lánh kim linh thú trên không 50-60 trượng chỗ, không di động nữa. Mặc dù Tiêu Phàm có nắm chắc có thể ngăn cản được kim linh thú một kích toàn lực, cuối cùng Trần Dương tu vi quá thấp, cũng không dám quá mạo hiểm. Ai biết yêu thú này thiên phú thần thông, đến cùng cường hãn đến loại tình trạng nào. Kim linh thú định tính, rõ ràng không bằng đối diện cự linh thú, lập tức liền ngẩng đầu lên, hung tợn hướng về không trung gầm nhẹ một tiếng, trong mắt bắn ra lại là phẫn nộ lại là ánh mắt tham lam, dừng lại tại Trần Dương trên thân, thật lâu không muốn rời, trên mặt lộ ra nhân cách hóa vô so tham lam chi ý, thậm chí còn có trong nháy mắt dao động, tựa hồ chính đang trần chờ, đến cùng tiếp tục cùng cự linh thú tranh đoạt cái này cự linh quả, hay là dứt khoát từ bỏ cự linh quả, thẳng đến Trần Dương. Kim thuộc tính thuần linh thể đối xúc sinh này dụ hoặc, thật không tại cự linh quả phía dưới. Bất quá nhiếp tại Tiêu Phàm thân bên trên phát ra khí tức cường đại, yêu thú này rốt cục cưỡng ép kiềm chế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên khác cùng kim linh thú rằng có cự linh thú, chỉ là dương mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Trần Dương một chút, liền lần nữa rủ xuống mí mắt, không thèm để ý bọn hắn. Bất quá yêu thú này phần lưng lông tóc, tựa hồ có một bộ phân dựng lên, ẩn ẩn tại vì xuất thủ làm chuẩn bị. Chỉ cần kim linh thú lần nữa phân thần, cự linh thú liền muốn không khách khí chút nào đối kia ba viên cự linh quả xuất thủ. Đừng nhìn Trần Dương tính cách hoạt bát, nhất quán không sợ trời không sợ đất, khoảng cách gần như vậy mà đối diện hai đầu cấp 8 cấp 9 yêu thú, cảm nhận được nó trên người chúng cường đại vô luân uy áp, tiểu nha đầu trong đầu cũng không chịu được khẩn trương lên,
nhấc lên đan điền chân nguyên, làm tốt tùy thời ứng đối công kích chuẩn bị. Kim linh thú định lực kém xa cự linh thú, rõ ràng trở nên có chút bực bội bất an, chân trước tại mặt đất nhẹ nhàng đào động, hô hấp cũng thô trọng mấy phân. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy đồ tốt, yêu thú này cũng bị kích thích phải tâm tình nhộn nhạo. Tiêu Phàm thủ đoạn vừa nhấc, hắc lân lấp lánh mà ra, mắt nhìn phía dưới hai con yêu thú, mèo mun lớn cũng biến thành thập phần hưng phấn, bí mật mang theo một chút khẩn trương, một tiếng kêu gọi, toàn thân đen cọng lông cây dựng đứng mà lên, một đạo màu đen mãnh thú hư ảnh, tại sau lưng nó thoáng hiện, uy phong lẫm lẫm ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, sau đó vừa thu lại, liền nhào vào hắc lân thể nội. Sau một khắc, mèo mun lớn hình thể mặc dù không có biến lớn, khí tức trên thân, lại mãnh mà trở nên 10 điểm bắt đầu cuồng bạo, tràn đầy man hoang chi khí, ẩn ẩn có cấp 7 yêu thú tu vi. Nguyên bản không thèm để ý chút nào hai con yêu thú, bốn mắt đồng loạt tiếp cận hắc lân, lộ ra như lâm đại địch biểu lộ. Tiêu Phàm phải tùy thời bảo hộ Trần Dương an toàn, không dám rời phải quá xa, liền đem hắc lân triệu hoán đi ra, thay thế mình xuất thủ. Hắc lân trước mắt mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, tương đương với cấp 7 yêu thú tiêu chuẩn, so sánh với phía dưới hai con yêu thú, còn có chênh lệch nhất định, đơn độc đối mặt trong đó một đầu, không dám nói đã có sức đánh một trận, chí ít cũng có thể quần nhau một phen. Hơn nữa nó trên thân man hoang khí tức, để hai con yêu thú đều bị kích thích mạnh, tựa hồ có chút cảnh giác. Đúng lúc này, giữa không trung một đạo vàng óng ánh lôi hồ lóe lên, phích lịch một tiếng, liền hướng về cự linh thú thẳng bổ xuống, lại là ẩn nấp khí tức tuyên minh chân quân, thừa dịp hai con yêu thú lực chú ý bị hắc lân hấp dẫn, đã thần không biết quỷ không hay thuấn di đến cự linh thú trên không, thi triển lôi điện chi lực tiến hành đánh lén. Con thú này thân là cấp 9 yêu thú, mặc dù chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đã không thể coi thường, lúc trước tuyên minh chân quân lấy nguyên anh kỳ lực lượng thần thức ẩn liếm khí tức, nó nhất thời chưa từng phát giác, bây giờ hồ quang điện trước mắt đánh xuống, làm sao có thể tiếp tục hoàn toàn không biết gì. Lúc này bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên, né tránh đạo này vàng óng ánh hồ quang điện, tùy theo gầm lên giận dữ, toàn thân hắc quang đại phóng, còm nhom thân thể chợt dâng lên, như là thổi hơi, trong khoảnh khắc liền dài đến cao 4-5 trượng thấp, bốn khỏa trắng hếu răng nanh thử ra miệng bên ngoài, toàn thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng, một đôi thiết quyền tại bộ ngực mình liều mạng đánh mấy lần, tiếng giống kinh thiên động địa. Đôi mắt nhỏ hung tợn tiếp cận đánh lén tuyên minh chân quân, hung quang bắn ra bốn phía, cái mũi không ngừng phún ra ngoài lấy khí thô, hiển nhưng đã bị tuyên minh chân quân triệt để chọc giận. Dù sao tuyên minh chân quân tu vi thật sự, chỉ là vừa mới bước vào trong kim đan kỳ cảnh giới mà thôi, cùng đầu này tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ cấp 9 yêu thú tương đối, kém lấy lão đại một đoạn, khí tức cũng kém xa cự linh thú cuồng bạo như vậy uy mãnh. Hiển nhiên nguyên bản như là khỉ nhỏ gầy yếu cự linh thú, trong nháy mắt liền biến thành dạng này kim cương thiết cốt quái vật khổng lồ, khí tức cũng khác biệt quá nhiều, Trần Dương không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tuyên minh chân quân hừ lạnh một tiếng, trong tay roi lôi điện một dương, một đạo xa so lúc trước thô lớn kim sắc hồ quang điện, cuồng thiểm mà ra, chém thẳng vào cự linh thú trên đỉnh đầu. Hắn lần này nhiệm vụ, chính là triệt để chọc giận đầu này cự linh thú, tốt đem cự linh thú cùng kim linh thú ngăn cách ra. Cự linh thú ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, đối mặt to như tay em bé kim sắc hồ quang điện, không tránh không né, vung vẩy to lớn chân trước, một quyền hướng lên đảo ra, lập tức cuồng phong gào thét, phích lịch chi tiếng nổ lớn, thanh thế chi uy mãnh. Càng tại kim sắc hồ quang điện phía trên. Oanh, thiết quyền cùng kim sắc hồ quang điện hung hăng đụng vào nhau. Nhìn như không gì không phá kim sắc hồ quang điện, lại bị yêu thú này một quyền cho ngạnh sinh sinh đánh tan, thô to hồ quang điện hóa thành vô số tinh xảo điện xà, tứ tán bay múa, trừ khử ở vô hình. Lần này, ngay cả Tiêu Phàm đều có chút giận xem líu lưỡi. Tuyên minh chân quân vừa rồi cố ý nâng lên, cái này viên hầu cự linh thú. Có hai đại thiên phú thần thông kim cương thiết cốt cùng cự linh biến thân. Tiêu Phàm cũng chỉ là nghe, không có gì trực quan nhận biết. Hiện tại mới rốt cục kiến thức đến, yêu thú thiên phú thần thông, đến cùng mạnh đến mức nào. Vậy mà dựa vào lấy nhục thân chi lực, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, ngạnh sinh sinh đánh tan tu sĩ kim đan phóng xuất lôi điện chi lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiêu Phàm nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Chương 728, phải quả. Bất quá, cự linh thú hiển nhiên chưa triệt để mất lý trí, một quyền đánh tan tuyên minh chân quân phóng suốt kim sắc hồ quang điện, nhưng lại chưa tiếp tục ra chiêu, chỉ là đấm ngực gầm thét, hướng giữa không trung tuyên minh chân quân thị uy, hai chân một mực đứng tại chỗ cũ, không chịu di động nửa phân. Cự linh quả đối với nó lực hấp dẫn thực tế quá to lớn, dù coi như bị người đánh lén, cũng không nỡ cứ thế từ bỏ cái này linh quả.
Kim linh thú trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Chỉ cần cự linh thú thật bị nhân loại kia tu sĩ chọc giận, nó cơ hội liền đến. Nhưng yêu thú này trí thông minh, tựa hồ cũng cứ như vậy, mới vừa rồi còn đối Hắc Lân nhìn chằm chằm, trong nháy mắt, lại đem Hắc Lân cùng Tiêu Phàm quên hết đi, chuyên chú vào cự linh thú cùng Tuyên Minh chân quân tranh đấu. Mắt thấy cự linh thú bất phi sở động, Tuyên Minh chân quân một dương roi lôi điện, phát động lần công kích thứ ba. Lần này công kích, so vừa rồi còn muốn càng thêm sắc bén, giơ lên cao cao roi lôi điện phía trên, hồ quang điện lấp lóe, dần dần hội tụ thành một đạo càng to lớn hơn lôi hồ, có bát to phẩm chất, ở giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ. Tật, Tuyên Minh chân quân quát to một tiếng, roi lôi điện mãnh hướng xuống một bổ, phích lịch đại tác, thô to lôi hồ oanh kích mà hạ. Một tia thần sắc dữ tợn tại cự linh thú trong mắt chợt lóe lên, lại cũng không thấy nó có động tác khác, vẫn như cũ dùng sức nện một phát ngực, vùng vẩy hữu quyền, kình phong gào thét, hướng lên nghênh kích mà đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kim sắc hồ quang điện tứ tán vẩy ra, như là một đoàn nắng gắt, tại yêu thú đỉnh đầu bạo liệt mà đến, kim mang chói mắt, đâm vào mỗi người hai mắt đều kìm lòng không đặng híp mắt một chút. Đúng lúc này, một đạo hắc mang từ giữa không trung bay vụt mà xuống, xuyên qua bạo liệt hồ quang điện, thẳng đến gốc kia cự linh quả. Chính là Hắc Lân, dưới mắt cự linh thú đang toàn lực cùng Tuyên Minh chân quân đối chiến, kim linh thú lực chú ý tựa hồ cũng không có đặt ở nó cùng Tiêu Phàm trên thân, chính là cướp đoạt linh quả thời cơ tốt nhất. Mèo mun lớn động tác cực nhanh, 450 trượng khoảng cách đảo mắt liền tới, hắc mang lóe lên về sau, mèo mun lớn mạnh mẽ thân ảnh liền xuất hiện tại cự linh cây ăn quả phía trên. Lợi chảo như đao, hướng treo cự linh quả vạch tới. Chỉ bất quá, mèo mun lớn động tác dù nhanh, yêu thú động tác nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, cũng sớm đã vận sức chờ phát động kim linh thú chân trước một dương, năm đạo sắc bén vô so phong nhận, như là thực thể, bá hướng Hắc Lân chém tới. Cái này năm đạo phong nhận vừa một chém ra, phụ cận không khí đều bị bóp méo, phát ra suy suy tiếng thét chói tai. Mèo mun lớn biết đến kịch liệt, lập tức không lo được đi ngắt lấy cự linh quả, cong người xuống. Toàn thân lông tóc bên trên hắc mang lóa mắt, hóa thành muôn vàn nói sắc bén màu đen khí nhọn hình lưỡi dao. Hướng năm đạo phong nhận nghênh kích đi lên, trong khoảnh khắc hai loại phong nhận liền đụng vào nhau, phát ra mật như châu khuyên tai ngọc bàn kim thiết giao kích thanh âm. Mèo mun lớn thừa dịp cơ hội này, lách mình trốn đến một bên, kim linh thú nổi giận gầm lên một tiếng, bổ nhào mà trước. Một lớn một tiểu nhân hai con linh thú, lập tức đấu làm một đoàn, kim quang lóng lánh, hắc mang nhấp nháy. Kim thiết giao kích không ngừng bên tai, đánh cho chính náo nhiệt, cách cự linh cây ăn quả cách đó không xa dưới một cây đại thụ một bên, hai đạo khô màu vàng cái bóng lóe lên, nhanh như thiểm điện hướng cự linh cây ăn quả vào tới, trong nháy mắt, ba thước đến cao cự linh cây ăn quả. Liền bị nhổ tận gốc, lúc này, hai đạo khô héo cái bóng, cũng hiện ra diện mạo thật, lại là hai đầu thân dài vượt qua hai thước cự hình bọ ngựa, chỉ bất quá ngày bình thường màu sắt xám nhan sắc, biến thành khô héo. Cùng đại thụ rễ cây hỗn cùng một chỗ, quả thực giống nhau như đúc, không cẩn thận xem, căn bản là phát giác không được. Biến ảo thể đồng hồ nhan sắc, cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể. Chính là bọ ngựa thiên phú thần thông một trong, chẳng những thiết bối đường lang biết cái này tuyệt chiêu, rất nhiều cái khác bọ ngựa cũng biết. Cái này hai con thiết bối đường lang, là sinh trưởng tại trong rừng rậm linh trùng, đối với như thế nào lợi dụng xung quanh cỏ cây ẩn tàng hành tích của mình, có cực kỳ kiệt xuất thiên phú. Sớm đã sử dụng mộc độn thuật, lặng lẽ tiềm hành đến cách đó không xa, thừa dịp hai con yêu thú đều bề bộn nhiều việc ứng đối công kích thời điểm, đột nhiên gây khó khăn, quả nhiên nhất cử kiến công, tại cự linh thú cùng kim linh thú dưới mí mắt, đem cự linh cây ăn quả nhổ tận gốc. Cự linh cây ăn quả vừa xuất hiện dị biến, hai con yêu thú lập tức liền cảm ứng được, không khỏi nổi giận như cuồng. Oanh, cự linh thú lập tức bỏ qua một bên Tuyên Minh chân quân, một quyền hướng bên này đảo tới. Kim linh thú cũng đem Hắc Lân phiết qua một bên, vung vẩy lợi chảo, nháy mắt bổ ra hơn 10 đạo sắc bén vô so phong nhận. Đừng bảo là hai con nhị giai linh trùng, liền xem như cự linh thú cũng không dám đón đỡ. Hắc Lân liền đối với mấy cái này phong nhận kiêng kỵ dị thường, từ đầu đến cuối cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể thi triển hắc mang, không ngừng chống cự trốn tránh, vừa giao thủ một cái, liền ở vào hạ phong. Cũng may Tiêu Phàm thả ra Hắc Lân mục đích, cũng là vì hấp dẫn kim linh thú lực chú ý. Vì lưng sắt con bọ ngựa sáng tạo cơ hội. Dù sao thực lực của hai bên còn tại đó, chỉ tương đương với cấp 7 yêu thú tu vi Hắc Lân, nếu có thể cùng cấp 8 đỉnh phong khó khăn lắm liền muốn đi vào cấp 9 kim linh thú đánh cái ngang tay, kia mới thật là chuyện lạ. Một tiếng vang thật lớn, sinh trưởng cự linh cây ăn quả địa phương, bị cự linh thú một quyền ném ra cái cự đại hố đất,
kim linh thú bổ ra đến hơn 10 đạo phong nhận, cũng bổ vào không trung, nguyên địa sớm đã không gặp lưng sắt con bọ ngựa cái bóng. Lúc này, hai con linh trùng tiến thối như điện thiên phú thần thông, phát huy đến cực hạn. Cự linh thú kim linh thú phản ứng cố nhiên đều không chậm, cuối cùng vẫn là không đuổi kịp lưng sắt con bọ ngựa tốc độ. Hai đạo sắt hào quang màu xám lóe lên, phân biệt bắn về phía giữa không trung Tuyên Minh Chân Quân cùng Tiêu Phàm. Bắn về phía Tuyên Minh Chân Quân đầu kia linh trùng, miệng bên trong ngậm một viên lớn nhất cự linh quả, cũng là hoàn toàn chín muồi viên kia. Bắn về phía Tiêu Phàm linh trùng, thì ngậm hoàn chỉnh cự linh cây ăn quả, cùng bên trên treo mặt khác hai viên cự linh quả, một viên gần thành thục, một viên khác vẫn còn tương đối ngây ngô. Tuyên Minh Chân Quân một tay tiếp nhận viên kia hoàn toàn chín muồi cự linh quả, cười ha ha một tiếng, không chút nào dừng lại, độn quang cùng một chỗ, hướng về tây phương kích bắn đi. Tiêu Phàm cũng là cổ tay khẽ đảo, cự linh cây ăn quả ẩn nấp không gặp, một tiếng gào thét, mang theo Trần Dương, hướng phương hướng ngược nhau phi độn mà đi. Hắc Lân cùng hai con lưng sắt con bọ ngựa, lại đi lại là hướng khác. Đây là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt, hai con yêu thú lập tức liền bị làm cho đầu óc choáng váng, không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Bất quá trong khoảnh khắc, yêu thú liền làm ra quyết định. Cự linh thú nện một phát mình lồng ngực, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, gào thét lên hướng về Tuyên Minh Chân Quân đuổi sát mà hạ. Nó thấy rõ ràng, Tuyên Minh Chân Quân lấy đi thành thục nhất viên kia cự linh quả. Đây mới là nó nhất nghĩ có được đồ vật, tăng thêm Tuyên Minh Chân Quân vừa rồi một lại ra tay khiêu khích. Sớm đã chọc giận yêu thú này, quả quyết không chịu bỏ qua hắn. Kim linh thú phản ứng, so cự linh thú còn nhanh hơn 3 phân, một tiếng hét lên, hóa thành một vệt kim quang lập lòe độn quang, hướng về Tiêu Phàm cùng Trần Dương đuổi theo. Mặc dù thành thục nhất cự linh quả bị Tuyên Minh Chân Quân mang đi, Tiêu Phàm nơi này còn có một viên tiếp cận thành thục linh quả, càng quan trọng chính là, Trần Dương cũng tại. Đây chính là không thua gì thành thục cự linh quả vật đại bổ. Đối Hắc Lân cùng hai đầu lưng sắt con bọ ngựa, yêu thú ai cũng không rảnh để ý. Hết thảy đều như cùng hắn nhóm lúc trước kế hoạch tốt như thế. Chỉ có một điểm, vượt qua Tiêu Phàm đoán trước, kim linh thú tốc độ bay nhanh chóng, hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế. Hắn bên này cùng Trần Dương vừa mới phi độn ra hơn 100 trượng, đạo kim quang kia liền đã bám đuôi đuổi theo, trong nháy mắt lẫn nhau khoảng cách liền co lại nhỏ đến không đủ 50 trượng, kim quang bên trong, kim linh thú bị lửa giận nung đỏ hai mắt đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Tiêu Phàm tay một dương, 5-6 tấm bùa bắn ra, ở giữa không trung hóa thành 5-6 cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, hướng kim linh thú đối diện đánh tới. Những bùa chú này, đều là Tiêu Phàm lấy thanh quang tê phù bút cùng thiên phù lá luyện tập chế phù thời điểm thứ phẩm, làm chính phẩm sử dụng, uy lực rõ ràng không đủ, nhưng vứt bỏ lời nói, lại tương đối đáng tiếc. Dưới mắt làm sắp xuất hiện đến, ngược lại là phù hợp, hoàn toàn không dụng tâm đau, một mực ném chính là. Bất quá nếu là thứ phẩm. Dùng tới đối phó cấp 8 đỉnh phong kim linh thú, hiệu quả như thế nào, liền có thể nghĩ. Kim linh thú ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút, giơ lên móng vuốt vạch một cái, mấy đạo phong nhận bắn ra, dễ như trở bàn tay liền đem những này hỗn độn đồ cắt thành vô số mảnh vỡ, tại không trung tán loạn ở vô hình. Nhưng Tiêu Phàm tranh thủ, cũng chính là này nháy mắt quang cảnh. Một tiếng cao vút chim hót vang lên, Tiêu Phàm phía sau một đạo lôi bằng hư ảnh tránh hiện ra, phải duỗi tay ra. Đem Trần Dương đầy đặn thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, tốc độ bay đột nhiên tăng nhanh, trong tiếng thét gào, hướng về phía trước kích bắn đi, trong khoảnh khắc liền kéo dài khoảng cách. Kim linh thú nổi trận lôi đình, ngửa mặt lên trời gào to, kim quang lóe lên, toàn lực đuổi theo. Trần Dương hai tay ôm Tiêu Phàm cổ, chỉ nghe bên tai hô hô gió vang, toàn thân đều bị to lớn không khí áp lực đè xuống, cả thân thể đều áp sát vào Tiêu Phàm trong ngực, cao ngất bộ ngực sữa. Càng là cùng Tiêu Phàm ở giữa không có nửa điểm khe hở, bị áp bách thành nào đó loại kỳ lạ hình dạng. Chóp mũi bên trong nghe Tiêu Phàm nồng đậm nam nhân khí tức, Trần Dương chỉ cảm thấy mình ngay cả khí đều không kịp thở, chỉ có thể càng thêm dùng sức ôm Tiêu Phàm cái cổ, đem đầu chôn thật sâu tại hắn rắn chắc rộng lớn ngực trong ngực. Bọn hắn cùng một chỗ thời gian vượt qua 10 năm, hay là lần đầu như thế thân mật. Cái này khiến Trần Dương một trận có chút khó chịu, mình cùng Tiêu Phàm thân mật, so ra kém Tân Lâm cũng coi như. Ai bảo bọn hắn là thanh mai trúc mã đâu. Thế nhưng là ngay cả Uyển Thiên Thiên cùng Cơ Khinh Sa, đều cùng Tiêu Phàm thân mật dị thường, Trần Dương liền rất không cao hứng. Chỉ là vẫn luôn bận bịu tu luyện, Trần Dương đành phải đem những này khó chịu đều chôn dưới đáy lòng. Bất quá hạnh phúc thời gian, luôn luôn ngắn như vậy tạm. Tiêu Phàm cùng Kim Linh Thú tốc độ bay toàn bộ triển khai, một đuổi một chạy, số 10 dặm đường trình, cơ hồ là chớp mắt là tới.
Tiêu Phàm bỗng nhiên nhấn một cái độn quang, hướng về phía dưới một chỗ sơn cốc bay đi, đảo mắt liền tiến vào cuồn cuộn trong sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng. Dãy núi trong rừng rậm, sương mù nồng nặc chính là thường thấy nhất tình hình, hoa đào huyễn trận lại dẫn tinh thuần mộc linh khí, cùng xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn hòa làm một thể, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, không ngưng thần xem, cũng chưa chắc có thể phát giác nơi này bố trí một cái huyễn trận. Kim linh thú không có chần chờ chút nào do dự, kim sắc độn quang thậm chí đều không mang nửa điểm giảm tốc, một đầu liền đâm tiến vào sơn cốc trong sương mù dày đặc. Vừa tiến vào huyễn trận, kim linh thú liền lập tức phát giác được mình mắc lừa. Ngay sau đó, một tiếng kinh sợ gầm rú vang vọng vân tiêu. Trong sơn cốc nồng đậm mê vụ, lập tức kịch liệt quay cuồng lên, như là đun sôi nước sôi. Chương 729, chó cùng rứt dậu. Lúc trước Tiêu Phàm dùng cái này huyễn trận vây khốn hai đầu lưng sắt con bọ ngựa, hiệu quả tốt vô cùng, vô luận hai đầu linh trùng như thế nào giãy giụa, đều không thể phá trận mà ra, cuối cùng mệt mỏi tinh bì lực tấn, bị Tiêu Phàm nhẹ nhõm chế phục. Những năm này, Tiêu Phàm tại cái này hoa đào huyễn trận phía trên tốn hao không ít tâm huyết. Hắn tại trên trận pháp tạo nghệ vốn cũng không thấp, cái này một cẩn thận nghiên cứu đổi tiến vào, lại đem hoa đào huyễn trận uy lực gia tăng không ít. Bởi vậy Tiêu Phàm đối huyễn trận rất có lòng tin, ngay cả hắc lân cùng lưng sắt con bọ ngựa dạng này sắc bén giúp đỡ đều thả ra, không ở bên người. Bất quá rất hiển nhiên, Tiêu Chân Nhân sai lầm đoán chừng cấp 8 đỉnh phong yêu thú cùng nhị giai lưng sắt con bọ ngựa khác biệt. Nhị giai lưng sắt con bọ ngựa chỉ tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng chính là ngũ lục cấp yêu thú. Mặc dù lưng sắt con bọ ngựa mượn nhờ thiên phú của mình thần thông, có thể tại một ít tình huống dưới vượt cấp diệt sát đẳng cấp cao hơn tu sĩ cùng yêu thú, nhưng cũng không có nghĩa là, lực chiến đấu của bọn nó thật so ra mà vượt tương đương với trong kim đan kỳ cấp 8 yêu thú. Nhất là cái này huyễn trận cấm chế chi lực, tại kim thuộc tính thuần linh thể yêu thú trước mặt, càng là lộ ra tương đối đơn bạc. Mà lại yêu thú linh trí, so côn trùng lại muốn cao hơn nhiều. Kim linh thú vừa phát hiện mình tiến vào cạm bẫy, lập tức biết không ổn, lợi chảo vung lên, thế mà không tái sử dụng phong nhận công kích, mà là trực tiếp dùng tới bản thể. Tại kim linh thú có thể so thần binh lợi khí lợi chảo phía dưới, huyễn trận cấm chế cơ hồ như là một tờ giấy trắng yếu kém, xoẹt một tiếng, cấm chế liền bị xé nứt. Chỉ bất quá, yêu thú lợi chảo cố nhiên sắc bén, dù sao đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì, một chảo này cầm ra, xé rách chính là hướng vào phía trong cấm chế, không phải bên ngoài cấm chế, nếu không. Nó lập tức liền có thể thoát ly pháp trận đối với nó ràng buộc, bỏ trốn mất dạng. Kim quang lóe lên, yêu thú hướng tiến vào khác một tầng trong cấm chế, ngược lại tại pháp trận trong càng xâm nhập thêm một bước. Yêu thú mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng bằng trực giác liền biết, mình vẫn như cũ còn ở vào pháp trận trong cấm chế, lập tức không chút do dự một dương lợi chảo, xoẹt, lại xé rách khác một tầng cấm chế. Còn không có cùng Tiêu Phàm làm ra phản ứng, kim linh thú liền nhanh như thiểm điện liên tiếp xé mở ba đạo cấm chế. Kính sông pháp trận khu vực trung tâm, dùng man lực phá trận. Từ trước chính là đơn giản nhất thô bạo, đồng thời lại biện pháp hữu hiệu nhất. Mấu chốt là man lực muốn đầy đủ. Cái này hoa đào huyễn trận từ Đào Thiên Thu truyền thừa, năm đó vị này linh trùng tông tông chủ, nhưng cũng là kim đan hậu kỳ tu vi, theo lý hắn truyền thừa pháp trận, từ Tiêu Phàm vị này trong kim đan kỳ tu vi tu sĩ bố trí ra. Đồng dạng chỉ là trong kim đan kỳ đỉnh phong tu vi kim linh thú, muốn lấy man lực phá trận, độ khó rất lớn. Thay vào đó yêu thú thiên phú thần thông, thực tế sắc bén phi phàm. Huyễn trận tại tuyệt đối sắc bén kim thuộc tính công pháp công kích phía dưới, rất nhiều cấm chế thậm chí không kịp khởi động. Liền bị dễ như trở bàn tay xé rách, mảy may cũng không yếu tại nguyên anh tu sĩ công kích. Tuyên Minh Chân Quân đã từng nói, kim linh thú bởi vì đặc biệt thích thôn phệ các loại kim thuộc tính vật phẩm, cứng rắn vô so đồng tinh sắt tinh, là thế gian khó cầu vật liệu luyện khí. Cần muốn vận dụng chân hỏa mới có thể luyện chế, lại là yêu thú này tầm thường nhất đồ ăn mà thôi. Từ yêu thú này tại thể nội luyện hóa, thắng qua thế gian hết thảy luyện khí chiết xuất chi pháp, yêu thú này răng, lợi chảo thậm chí xương cốt, trong đó đều ẩn chứa canh kim chi tinh, đến phiên công kích sắc bén, thậm chí hoàn toàn không tại rất nhiều thần binh lợi nhận phía dưới. Mới vừa rồi cùng Hắc Lân giao thủ thời điểm, yêu thú này căn bản là chưa xuất toàn lực, chỉ là lấy phong nhận công kích, nếu không, Hắc Lân chỉ sợ còn kiên trì không được cái này hồi lâu. Yêu thú một hơi xé rách ba đạo cấm chế, mắt thấy bốn phía vẫn như cũ là sương mù trùng điệp. Ẩn ẩn có cấm chế chi lực đang chấn động, cảm thấy không khỏi cũng nóng nảy, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía không trung, chân trước vung lên, hướng lên chém ra. Cái này kim linh thú linh trí coi là thật không thấp, hiển nhiên hướng phía trước sông tựa hồ là một con đường chết,
cấm chế trồng chất, không nhìn thấy đường ra, liền chuyển di công kích phương hướng. Chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to, bá, một đạo mù sương huyền băng tấm thuẫn tại yêu thú đỉnh đầu nổi lên, huyền băng tấm thuẫn về sau, là một mặt kinh ngạc Tân Lâm. Lại nguyên lai yêu thú trong lúc vô tình xé mở tầng này cấm chế, Tân Lâm chính ẩn thân trong đó. Nơi này đã rất tiếp cận huyễn trận ở trung tâm, cấm chế chi lực thập phần cường đại, nguyên bản vô cùng an toàn. Rốt cuộc không nghĩ tới, kim linh thú thiên phú thần thông vậy mà như thế lợi hại, nhanh gọn liên phá ba đạo cấm chế, giết tới phụ cận, còn rất quỷ dị ngược lại hướng lên công kích. Cũng may Tân Lâm tại huyễn trận trên không nhìn thấy kim linh thú đã đến dưới chân, lập tức làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nàng tu luyện cửu chuyển băng tâm quyết, là thuần băng thuộc tính công pháp, Tiêu Phàm đem còn lại băng tủy một mạch đều cho nàng. Tân Lâm một chút xíu luyện hóa băng tủy tinh hoa, 10 năm trôi qua, cũng chỉ luyện hóa lớn bằng ngón cái một khối nhỏ. Dù sao lấy nàng trúc cơ kỳ tu vi, có thể luyện hóa như thế một điểm băng tủy, đã vô cùng ghê gớm, băng tủy chi lực cũng trợ giúp nàng không trở ngại chút nào tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ. Còn lại băng tủy, Tân Lâm lại luyện hóa một bộ phân dung nhập vào mình nguyễn kiếm bên trong. Bây giờ già nhi, từ trong ra ngoài, đều thành một cái lạnh lùng băng mỹ nhân. Kim linh thú xé ra nứt cấm chế, Tân Lâm liền lập tức huyễn hóa ra một mặt huyền băng thuẫn đến, đồng thời thân hình khẽ động, liền muốn hướng khác một tầng cấm chế chuyển di mà đi. Kiến thức đến yêu thú này xé rách cấm chế công kích sắc bén, Tân Lâm mảy may cũng không có ý định cùng nó cứng đối cứng. Song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới, lấy cứng trọi cứng tuyệt đối là tự tìm phiền toái. Mặc dù già nhi phản ứng đã tính được rất nhanh, kim linh thú động tác lại càng thêm nhanh đến quá mức. Lợi chảo một dương, rầm rầm tiếng vang bên trong, dày đến vài tấc huyền băng tấm thuẫn bị cắt thành vô số mảnh vỡ, vụn băng văng khắp nơi, kim quang lóe lên, yêu thú đã bay vọt lên, như là mũi tên, kích xạ hướng lên. Vàng óng ánh chân trước bên trong, năm đầu vàng óng ánh lợi chảo mở rộng mà ra, dài đến 5-6 tấc, kim mang lấp lóe, diễm lệ phi thường, lại mang theo tử vong khí tức khủng bố, đập vào mặt. Tân Lâm giật nảy cả mình, trong tay mềm kiếm nhất dương, kéo ra ba đóa kiếm hoa, nghênh đón tiếp lấy. Bạch, ba đóa kiếm hoa bị lợi chảo phá tan thành từng mảnh. Xuy, Tân Lâm chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ, chuôi này trộn lẫn vào băng tủy luyện chế, làm bạn nàng nhiều năm nhuyễn kiếm, cũng lặng yên không một tiếng động gãy thành 5-6 đoạn, thậm chí ngay cả nửa phân chống cự chi lực đều không có. Tân Lâm gương mặt xinh đẹp một chút trở nên trắng bệch. Đúng lúc này, màu đỏ sậm đao mang lóe lên, một thanh thật dài quá hẹp trường đao, từ một bên giết ra. Bang tiếng sắt thép va chạm bạo hưởng. Ngay sau đó, kim linh mặt thú bên trên hiện lên một vòng nhân cách hóa giật mình biểu lộ. Chuôi này ám trường đao màu đỏ, vậy mà không có bị nó một chảo cào thành mảnh vỡ, ngạnh sinh sinh đứng vững nó canh kim chi thể, loại tình hình này, cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như đầu kia cự linh thú kim cương thiết cốt, bị nó một chảo bắt thực, chỉ sợ cũng có mở ngực nứt bụng chi hỏa. Sau một khắc, màu đỏ sậm lưỡi đao phía trên, liệt diễm bốc hơi, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khiến người hít thở không thông nhiệt độ cao. Kim linh thú biết đến kịch liệt, không dám đón đỡ, một tiếng gầm nhẹ, kim sắc thân thể như thiểm điện trước sau thối lui. Chỉ thấy Tiêu Phàm tay cầm viêm linh chi nhận, bạch y tung bay, đứng tại trước mặt của nó, Tiêu Phàm bên người, thì là mặt mũi tràn đầy băng hàn Tân Lâm, lạnh lùng tiếp cận nó. Chuôi này nhuyễn kiếm là Tân Lâm dùng quen binh khí, đi theo ở bên người nhiều năm, không thành muốn ở chỗ này bị yêu thú hủy đi. Mặc dù nhuyễn kiếm bên trong trộn lẫn vào một chút băng tủy, nhưng nhuyễn kiếm bản thể chung quy là sắt thường, luận đến cứng rắn trình độ, làm sao có thể cùng kim linh thú canh kim chi thể đánh đồng. Giống kim linh thú ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cũng hung tợn tiếp cận bọn hắn, chân trước trên mặt đất nhẹ nhàng đào, một khối cứng rắn vô so nham thạch, tại loại này hứng hở động tác phía dưới, hóa thành bột mịn. Tiêu Phàm lôi kéo Tân Lâm tay nhỏ, thân ảnh lóe lên, liền ẩn vào bên cạnh cấm chế, không gặp tung tích. Kim linh thú không tiếp tục vội vã xuất kích, hơi cúi đầu, ánh mắt âm trầm, có chút hít hít mũi thở, đầu thoảng qua lệch ra, tựa hồ đang lắng nghe lấy cái gì. Bỗng dưng, kim linh thú một tiếng gầm nhẹ, trong đôi mắt, bắn ra thần sắc tham lam. Nó rõ ràng cảm ứng được Trần Dương khí tức, ngay tại cách đó không xa. Cả hai cùng là canh kim chi thể, cảm ứng đặc biệt nhạy cảm. Hơi do dự một chút, kim linh thú hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, một chảo hướng về phía trước cấm chế chộp tới. Hoắc Xùy ngay tại kim linh thú lợi chảo khó khăn lắm bắt đến thời điểm. Xung quanh một trận gợn nước ba động, huyễn trận cấm chế biến đổi, xuất hiện một mảnh diễm lệ rừng đào, hoa đào nở rộ phía dưới, Trần Dương thanh tú động lòng người đứng vững, người đẹp như ngọc.
Bất quá tại kim linh thú trong mắt, vị này mỹ nhân chính là dừng lại tiệc, lúc này không chần chờ nữa, kim quang nhoáng một cái, nhanh như chớp giật hướng Trần Dương vọt tới, vù vù vài tiếng, rừng đào huyễn ảnh phá diệt, Trần Dương cũng không thấy bóng dáng, trước mắt lại biến thành mê vụ một mảnh. Kim linh thú bỗng nhiên quay đầu, Trần Dương lại đến phía sau, vẫn như cũ đứng tại một mảnh trong rừng đào, trong tay vuốt vuốt một nhánh hoa đào, tiếu yếp như hoa, kiều mị dị thường. Yêu thú đã sớm bị cái này không ngừng trêu chọc tức giận đến nổi giận như cuồng, chỉ có một điểm lý trí cũng ném đến lên chín tầng mây, gầm thét liên tục, lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn hướng Trần Dương đánh tới. Kết quả tự nhiên hay là giống nhau như đúc, mặc kệ tốc độ của nó bao nhanh, công kích cỡ nào sắc bén, luôn luôn nhào vào không trung. Tiêu Phàm đã tự mình đang thao túng huyễn trận, cùng vừa rồi không người điều khiển thời điểm, đương nhiên là hai chuyện khác nhau. Yêu thú động tác lại nhanh, công kích lại sắc bén, cũng đã không làm nên chuyện gì. Trừ phi nó ngay từ đầu, liền lựa chọn chính xác phe tấn công hướng, xé rách phía ngoài nhất cấm chế, mới có thể trốn được tính mệnh. Chỉ bất quá yêu thú vốn là hướng về phía cự linh quả cùng Trần Dương canh kim chi thể truy sát mà đến, như thế nào lại tùy tiện chạy trốn. Bây giờ tại Tiêu Phàm trưởng khống phía dưới, dần dần xâm nhập đến huyễn trận trung tâm. Tiêu Phàm không ngừng thôi động huyễn trong trận luyện hóa ngũ hành cấm chế chi lực, hướng yêu thú một chút xíu đè ép mà đi. Kim linh thú tới lui như gió động tác, cũng tại một chút xíu chậm chạp xuống tới. Chỉ bất quá loại biến hóa này cực kỳ nhỏ, nổi giận bên trong yêu thú, mình mảy may đều chưa từng cảm nhận được. Ước chừng lớn nửa canh giờ trôi qua, kim linh thú động tác sốt cục càng ngày càng chậm, thậm chí bắt đầu trở nên cất bước khó khăn. Lại là nửa canh giờ trôi qua, huyễn trong trận bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương vô so rú thảm, một đạo huyết quang, phóng lên tận trời. Xương trắng lăn lộn, cả cái sơn cốc đều chấn động, rung động ầm ầm, thật lâu mới rốt cục dần dần chìm xuống. Chương 730, Cự Linh Đan. Hơn một canh giờ về sau, Tiêu Phàm triệt hồi hoa đào huyễn trận, một đoàn người điều khiển độn quang, hướng tây bên cạnh bay đi. Nơi đó là Tuyên Minh chân quân bọn hắn bố trí mai phục chỗ. Xem chừng này sẽ, Mao Sơn chúng tu sĩ hẳn là cũng đã diệt sát đầu kia cự linh thú đi. Mặc dù cự linh thú là cấp 9 yêu thú, so kim linh thú cao hơn nhất giai, nhưng Mao Sơn bên kia, thế nhưng là có hai tên tu sĩ kim đan, Tuyên Minh chân quân nguyên anh kỳ tu sĩ thần niệm, kiến thức cùng tranh đấu kinh nghiệm, đều không phải đùa giỡn. Khó khăn lắm sắp tiếp cận Tuyên Minh chân quân bọn hắn bố trí mai phục sơn cốc, ước chừng còn có 4-5 dặm địa, Tiêu Phàm thiên nhãn thần thông sớm đã thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong sơn cốc, một mảnh hỗn độn, vô số 2-3 ôm thô đại thụ, ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Từng đợt cuồng bạo sóng linh khí, từ trong sơn cốc phóng lên tận trời, lôi hồ lập lòe, mãnh thú gào thét, thế mà chính đánh túi bụi. Bọn hắn vẫn chưa xong sự tình, chúng ta đi giúp nắm tay. Trần Dương nhịn không được kêu lên, tố tố, Đàm Hiên không khỏi gọi một tiếng, song nghi khóa chặt, có chút không vui chừng khuê nữ một chút. Đứa nhỏ này là có chút không hiểu chuyện. Không có gì kinh nghiệm giang hồ. Người ta không có mời, người cứ như vậy chạy đi qua hỗ trợ, để Tuyên Minh chân quân một gương mặt mo để nơi nào. Đây chính là hàng thật giá thật nguyên anh kỳ tu sĩ. Trần Dương còn tại không hiểu thấu, không biết mẫu thân vì cái gì không vui. Huyền Thiên Thiên liền cười hì hì đem Trần Dương kéo qua một bên, cho nàng cắn vài câu lỗ tai. Đừng nhìn hai nữ hài không sai biệt lắm tuổi tác, Huyền Thiên Thiên kinh nghiệm giang hồ, nhưng so Trần Dương phong dầu nhiều lắm. Trần Dương mới chợt hiểu ra, bất quá từ tiểu nha đầu thần sắc đến xem, hơi có chút xem thường. Bây giờ thời đại nào, còn giảng cứu những này, không phải càng hẳn là giảng cứu đoàn đội hợp tác sao? Bất quá cân nhắc đến Tuyên Minh chân quân sinh hoạt niên đại cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, Trần Dương cuối cùng vẫn là không có kiên trì ý kiến của mình. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên, một cỗ màu đen gió lốc tịch đi lên, vô số thô to cây cối nhao nhao bị nhổ tận gốc. Đầy trời bay loạn. Trong gió lốc tâm, bọc lấy một đầu cao tới 6-7 trượng màu đen cự thú, hướng đông mà chạy. Cái này cự thú hình thái mạnh ác, chính là đầu kia biến thân về sau cự linh thú, chỉ là dưới mắt toàn thân máu me đầm đìa. Mấy chỗ da thịt cháy đen, lộ ra chật vật muôn dạng. Hai vệt độn quang theo sát phía sau, bám đuôi mau chóng đuổi. Tiêu Phàm thiên nhãn thần thông thấy rõ ràng, đuổi theo hai người là Tuyên Minh chân quân cùng Liễu Chính. Bất quá Tuyên Minh chân quân sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, tựa hồ hao tổn mấy phân nguyên khí, Liễu Chính vai trái có một vũng máu. Cánh tay trái mềm mềm rủ xuống, có chút chuyển động mất linh dáng vẻ. Xem ra hai người cũng đều mang thương mang theo. May mắn thế nào, kia cự linh thú hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm bọn hắn lao đến. Tiêu tiểu hữu,
ngăn lại nó. Xa xa, Tuyên Minh Chân Quân cũng nhìn thấy Tiêu Phàm một nhóm. Lập tức kêu lên, được, Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không nhiều lời, tay một dương, linh thú điểm bay lên, một đạo hắc mang cùng hai đoàn màu xám sắt cái bóng. Bắn ra, ở giữa không trung hiển lộ ra hắc lân cùng hai đầu lưng sắt con bọ ngựa thân hình. Thành công lấy ra cự linh quả về sau, hai con yêu thú đều không có đi truy đuổi chúng nó. Sớm đã trở lại Tiêu Phàm bên người, hắc lân không nói hai lời, thân thể lắc một cái, hàng trăm hàng ngàn đạo hắc mang, hướng về chạy như bay đến cự linh thú kích bắn đi, như là mũi tên, nhanh chóng vô cùng. Hai đầu lưng sắt con bọ ngựa càng là lóe lên về sau, liền không thấy bóng dáng, sau một khắc, lại tại màu đen trong gió lốc nổi lên. Kia mãnh liệt màu đen gió lốc, tựa hồ đối với bọn chúng cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hành động như gió tiến thối như điện, cự linh thú trong mắt hung quang lóe lên, bỗng nhiên há mồm một tiếng hét lên, một cỗ dị thường mãnh liệt gió lốc xoay tròn mà tới, lập tức đem hắc lân phóng xạ ra đến hắc mang tất cả đều cuốn vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng trong lúc này, đã bản thân bị trọng thương cự linh thú không dám ham chiến, lập tức uốn éo thân thể, liền muốn cải biến chạy trốn phương hướng, chợt một tiếng rú thảm, màu đen trong gió lốc huyết quang đột nhiên hiện, hai đạo huyết tiễn xông thẳng lên trời. Bất ngờ không đề phòng, dù coi như cự linh thú da dày thịt béo, có kim cương thiết cốt thiên phú thần thông, cũng ngăn cản không nổi lưng sắt con bọ ngựa cứng như kim thiết hai con đường cánh tay, bị thông suốt mở hai đạo lỗ hổng lớn, sâu đủ thấy xương. Tật, Tiêu Phàm nhấc tay một dương, hơn 10 đạo đen bên trong suốt băng phách phi đao, bắn ra, mang theo trước nay chưa từng có nghiêm hàn chi lực. Trong khoảnh khắc, cự linh thú kích thích màu đen trong gió lốc liền hiện ra từng tầng băng vụ, lập tức ngưng kết thành từng hạt băng u cục. Cấp tốc chạy trốn cự linh thú, thật giống như bỗng nhiên lâm vào cực hàn đầm lầy bên trong, lập tức trở nên hành động chậm chạp, nửa bước cũng khó rời đi. Cái này ngay miệng, cự thú cũng biết sống còn, nửa phân cũng không muộn nghi. Hai tay nện một phát bộ ngực mình, ầm ầm hai tiếng, hướng về phía trước mãnh lực đảo ra song toàn, lập tức cuồng phong gào thét, đất sung núi chuyển, đem đang chuẩn bị ngưng tụ thành huyền băng thuẫn một mảnh băng u cục, quyền phải phóng lên tận trời, khoảnh khắc không thấy bóng dáng, thậm chí kia 10 cái băng phách phi đao, đều bị cái này cỗ kinh khủng cự lực quét đến ngã trái ngã phải. Cự linh thú đại hỉ, mới vừa từ băng trong sương mù xông ra, không có dấu hiệu nào, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm ngân sắc lôi hồ, phích lịch một tiếng, từ giữa không trung chút xuống, công bằng, chính giữa cự linh thú đỉnh đầu. Lại là Tiêu Phàm thúc đẩy lôi điện chi lực, cự linh thú một tiếng hét lên, vừa mới nâng lên chân phải, bỗng nhiên ngừng tạm đến, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, chốc lát, ầm vang hướng về phía trước bổ nhào, như vậy không nhúc nhích, lại không một chút âm thanh. Cái này hung mãnh vô so cự thú, thân chịu trọng thương chi dư, đã là cường nỗ chi kết thúc, cứ như vậy bị Tiêu Phàm thiên lôi tại chỗ đánh chết. Nếu như cái này cự thú không có thụ thương trước đây, dù coi như là thiên lôi chính giữa trên đỉnh đầu, cũng nhiều nhất làm nó trọng thương, lại lấy không được tính mạng của nó. Ha ha, quá tốt, gia hỏa này rốt cục bị xử lý. Tuyên Minh Chân Quân bay vụt mà tới, nhìn qua nằm ở nơi đó, vẫn như cũ dài đến 6-7 trượng to lớn thi thể, cười lên ha ha, tựa hồ khiên động thương thế, lại liên tục ho khan không thôi. Tiêu Tiểu Hữu, không nghĩ tới các ngươi động tác nhanh như vậy, liền thanh kia kim linh thú thu thập. Chúng ta thật sự là hổ thẹn a. Nói, Tuyên Minh Chân Quân lại lắc đầu liên tục, Tiêu Phàm bận bịu tức nói, tiền bối nói quá lời, cái này cự linh thú cấp bậc vốn là so kim linh thú cao hơn, là vãn bối nhặt cái tiện nghi. Hắc hắc, Tuyên Minh Chân Quân biết Tiêu Phàm là đang chiếu cố mặt mũi của mình, hắc hắc cười vài tiếng, cũng không nói thêm gì, lúc này bay tiến lên, tự mình động thủ, đem cự linh thú mở ngực mổ bụng, lấy ra một viên bổ câu trứng lớn nhỏ màu đen nội đan. Lại đem cự linh thú mấy đầu trắng gân rút ra. Kia mấy đầu gân thịt, khiết bạch như tuyết, lớn bằng ngón cái, nhìn qua dị thường tinh mỹ. Tiêu Tiểu Hữu, cái này cự linh thú nội đan, tăng thêm cự linh quả, là luyện chế cự linh đan, hai vị chủ dược. Cự luyện chế linh đan sau khi đi ra, đối nhân loại tu sĩ có dịch cân tẩy tủy, cường hoành nhục thể kỳ hiệu. Về phần cái này cự linh thú trắng gân, thì là luyện khí hiếm thấy vật liệu, nhất là luyện chế cung tiễn loại bảo vật. Càng là khó cầu, uy lực cực mạnh. Hai thứ đồ này, người lựa chọn đồng dạng đi. Tuyên Minh Chân Quân một tay nắm lấy nội đan, một tay nắm lấy mấy đầu trắng gân, đối Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Chúng ta đã sớm nói xong, một người đối phó một con yêu thú. Cự linh thú nội đan cùng trắng gân, tự nhiên đều quy tiền bối tất cả. Tuyên Minh Chân Quân cười ha ha một tiếng, nói Tiêu Tiểu Hữu, lão đạo chính là cái người ân oán phân minh.
Cái này cự linh thú đúng là chúng ta đã thương trước đây, cuối cùng lại là bị ngươi diệt sát. Nếu như ngươi không ngăn cản nó, nói không chừng lại muốn bao nhiêu phí chút sức lực, như vậy bị nó chạy mất cũng chưa biết. Luận công lao, chia 5 năm đi, một nửa một nửa. Lão đạo nếu là đều cầm đi, da mặt không khỏi quá dày. Nói đi, ngươi chọn loại nào? Cái này Tuyên Minh chân quân, ngược lại thật sự là quang minh lỗi lạc cực kỳ, không mất nguyên anh tu sĩ phong độ. Tiêu Phàm không tiếp tục từ chối, suy nghĩ một chút, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thêm ra hai đầu kim chói cùng xương cốt đồng dạng đồ vật cùng viên kia gần thành thục cự linh quả. Đối Tuyên Minh chân quân nói, đã tiền bối nói như vậy, vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ta dùng hai thứ đồ này, hướng tiền bối trao đổi cự linh thú nội đan. Viên kia cự linh quả cũng là thôi, cái này hai đầu kim chói xương cốt, lại lộ ra một cỗ sắc bén khí tức, chính là lấy từ kim linh thú thể nội hai đoạn lớn xương, bên trong ẩn chứa không ít canh kim chi tinh. Mặc dù Tuyên Minh chân quân nói là nội đan cùng trắng gân, Tiêu Phàm có thể mặc cho lấy đồng dạng, nhưng rất rõ ràng, cự linh thú nội đan giá trị càng tại trắng gân phía trên. Dù sao vật liệu luyện khí lại hiếm thấy, cũng còn có thể tìm tới vật thay thế, cái này cự linh thú nội đan, lại duy nhất cái này một phần. Tiêu Phàm nếu là trực tiếp lấy đi nội đan, Tuyên Minh chân quân đã nói trước, đương nhiên sẽ không đổi ý, bất quá từ nay về sau, đối Tiêu Phàm ấn tượng coi như rớt xuống ngàn trượng. Ai vui lòng cùng loại kia chỉ chiếm tiện nghi, tuyệt không thiệt thòi ra hỏa liên hệ. Tuyên Minh chân quân làm việc quang minh lỗi lạc, Tiêu Phàm càng không phải là vắt óc tìm mưu kế, hám lợi tính cách. Dễ dàng như vậy, không chiếm cũng được, tăng thêm cái này hai đoạn kim linh thú lớn xương cùng một viên khác gần thành thục cự linh quả, miễn cưỡng cũng có thể đền bù Tuyên Minh chân quân. Tuyên Minh chân quân vừa cười vừa nói, chẳng lẽ Tiêu tiểu hữu như vậy đại khí, tốt ha, hai thứ này canh kim chi cốt, ta nhận lấy. Liễu Chính còn không có vừa tay binh khí, có canh kim chi cốt, ta dành thời gian cho hắn luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo, chắc hẳn uy lực tiểu không được. Liễu Chính nghe xong, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Tuyên Minh chân quân cúi rạp người, nói, đa tạ tổ sư hậu ái. Tuyên Minh chân quân cười một tiếng, nói chúng ta là người một nhà, giảng nhiều như vậy nghi thức xã giao làm gì. Tiêu tiểu hữu, về phần viên kia cự linh quả, ta cũng không cần. Ngươi chính cần cái quả này luyện đan sử dụng đây, luyện chế cự linh đan, chỉ có cự linh thú nội đan cũng không thành, còn phải có cự linh quả. Còn lại viên kia quả, còn không thành thục, không có tác dụng lớn. Ngươi lưu lại viên này quả tốt. Đến, tiếp lấy, Tuyên Minh chân quân tay một dương, viên kia màu đen nội đan liền hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Tiêu Phàm vội vàng tiếp được nội đan, đem hai đoạn canh kim chi cốt ném Tuyên Minh chân quân. Tuyên Minh chân quân đưa tay tiếp được, quan sát tỉ mỉ vài lần, có chút hài lòng gật gật đầu, nói cái này kim linh thú mặc dù chỉ có cấp 8, tu vi không cao, nhưng thôn phệ canh kim tinh hoa quả thực không ít, cái này hai đầu lớn xương bên trong ẩn canh kim tinh hoa nhiều, vượt qua dự liệu của ta. Không sai không sai, Tiêu tiểu hữu, mới vừa rồi cùng kia cự linh thú dây dưa, lão đạo hao tổn một chút nguyên khí. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một trận lại đi thôi. Tiêu Phàm tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Chương 731, Thái cực kiếm trận. Hoa đào huyễn trong trận, mọi người riêng phần mình đã tọa điều tức. Mặc dù Tiêu Phàm dùng thần niệm từng điều tra, phụ cận số trong vòng 10 dặm, đều không có 10 điểm yêu thú cường đại khí tức. Đây cũng không kỳ quái, phạm vi nhỏ bên trong, đã tiêu diệt hai con cấp 8 cấp 9 yêu thú, nơi nào còn sẽ có càng nhiều cường đại yêu thú xuất hiện. Dù là như thế, Tiêu Phàm vẫn như cũ đem hoa đào huyễn trận bố trí ra, dạng này đã tọa điều tức thời điểm mới có thể an tâm chút, tối thiểu nhất không đến mức bị yêu thú hoặc là cái khác vật cổ quái thừa cơ đánh lén. Trần Dương cùng Đàm Hiên cùng một chỗ, nhưng không có đả tọa, mà là duỗi ra trắng nõn nà tay nhỏ, cầm một viên màu đỏ sậm yêu đan, thả ở trước mắt không ngừng dò xét, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng rỡ. Viên này yêu đan phía trên kia cỗ thuần túy kim linh lực ba động, cho dù ai gặp một lần, đều biết là kiện bảo vật khó được. Không thể nghi ngờ, đây chính là kia cấp 8 kim linh thú nội đan, Tiêu Phàm giao cho Trần Dương. Tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, dù sao Trần Dương mới là đơn thuần tính canh kim chi thể, viên này đồng dạng thuộc về canh kim chi thể yêu thú nội đan, từ Trần Dương đến luyện hóa, có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Có lẽ cùng thuộc canh kim chi thể nguyên nhân, Trần Dương đối viên nội đan này yêu thích dị thường, phảng phất tiểu cô nương đạt được nhân sinh bên trong thứ nhất đóa hoa hồng. Thấy khuê nữ như vậy tính trẻ con bộ dáng, Đàm Hiên yêu thương nói, Tố Tố, đừng nhìn, tranh thủ thời gian nuốt vào, bắt đầu luyện hóa đi. Loại bảo vật này, sớm một khắc luyện hóa, liền sớm được lợi một khắc, tuyệt đối không được lãng phí. Hi hi, ta biết,
Trần Dương cười hì hì nói, nhưng không có vội vã đem nội đan nuốt vào, cổ tay khẽ đảo, hai đầu kim sắc lớn xương, mấy đầu kim sắc xương sườn cùng 10 cái dài vài tấc lợi chảo, hiện lên ở trong tay. Những vật này bên trên, đồng dạng ngưng tụ thuần túy kim linh lực ba động. Mẹ, chúng ta dùng những vật này, chế tạo một bộ phi kiếm đi. Ngươi lần trước truyền cho ta bộ kia thái cực kiếm pháp, ta nhìn dùng phi kiếm đến thi triển liền rất tốt. Trần Dương hưng phấn nói, chủ tu công pháp phía trên, Tiêu Phàm đem hạo nhiên chính khí truyền cho Trần Dương, mà phối hợp phụ trợ công pháp. Thì là Đàm Hiên truyền cho nữ nhi thái cực kiếm pháp. Đàm Hiên nguyên bản là thái cực môn truyền nhân. Đương nhiên, bộ này thái cực kiếm pháp, cùng Trần Tục ở giữa thế hệ tương truyền thái cực kiếm. Có khác nhau rất lớn. Trên thực tế, thái cực môn nguyên bản là tu chân truyền thừa, cũng không phải là giang hồ truyền thừa. Trần Tục thế giới truyền thừa mấy trăm năm thái cực kiếm pháp, chính là từ thái cực môn lưu truyền ra đi. Ra mao chi học mà thôi. Đàm Hiên truyền cho Trần Dương bộ này thái cực kiếm pháp, lại là Đàm Hiên bước vào tu chân giới về sau, tại thái cực môn tổ tông truyền thừa trong điển tịch một lần nữa lĩnh ngộ được, ghi chép tại một mảnh ngọc núi trúc thẻ tre bên trong. Trước đó, mọi người không có học được lấy thần niệm chi lực học tập tri thức phương pháp, lại làm sao biết như thế một mảnh nhìn như lại phổ thông bất quá thẻ tre bên trong, thế mà ẩn giấu đi to lớn bí mật. Đàm Hiên mới lĩnh ngộ bộ này thái cực kiếm pháp, một tổng cộng chia làm bát trọng, mỗi một trọng đều đại biểu cho cảnh giới khác nhau, lấy Đàm Hiên cùng Trần Dương mẫu nữ trước mắt trúc cơ kỳ tu vi, chỉ có thể tu luyện đệ nhất trọng. Mà mỗi một trọng lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ cảnh giới. Vừa vặn cùng tu sĩ mỗi một tầng cảnh giới phù hợp với nhau. Tiêu Phàm hơi thêm nghiên cứu một phen về sau, đối bộ này thái cực kiếm pháp khen không dứt miệng. Đây tuyệt đối là đại truyền thừa, mảy may cũng không yếu tại vô cực đạo thống. Vô cực sinh thái cực môn vốn là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cùng vô cực môn cũng có được mật thiết liên quan, giữa hai bên mặc dù không dám nói là một mạch tương thừa, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tương thông. Đây cũng là năm đó chỉ thủy tổ sư vì sao lại thu Đàm Hiên vì ký danh đệ tử nguyên nhân. Đàm Hiên mới lĩnh ngộ bộ này thái cực kiếm pháp, kỳ thật còn không chỉ là một bộ kiếm pháp, mà lại có thể dùng số lượng đông đảo phi kiếm, bố thành thái cực kiếm trận. Dựa theo thẻ tre ghi chép, thái cực kiếm trận luyện đến nơi cực sâu, có thể dùng 64 thanh phi kiếm bố thành trung cực kiếm trận, uy lực mạnh, quả thực thâm bất khả trắc, là thái cực môn uy lực mạnh nhất đại sát khí. Lấy Trần Dương lúc này trúc cơ kỳ tu vi, tự nhiên tuyệt không dám hy vọng xa vời luyện thành dạng này trung cực kiếm trận, có thể một lần tính thúc đẩy 8 cái phi kiếm bố thành một cái đơn giản nhất kiếm trận, liền đã phi thường khó lường. Dựa theo thẻ tre ghi chép, coi như chỉ có thể bố thành đơn giản nhất 8 kiếm trận, lúc đối địch, uy lực cũng sẽ bạo tăng, cùng giai tu sĩ đối địch, chỉ cần đối phương thần thông không phải quá nghịch thiên, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, luyện chế khống chế phi kiếm càng nhiều, đối thần niệm chi lực yêu cầu cũng càng cường đại. Thái cực môn nguyên bản có trọn vẹn chuyên môn tu luyện thần niệm công pháp, tên gọi Thái cực thông thiên quyết, là cố ý dùng để phối hợp bộ này thái cực kiếm trận, chỉ tiếc, Đàm Hiên tìm lượt trong môn điển tịch, cũng không thể tìm tới bộ công pháp này. Cũng may hạo nhiên chính khí vốn là có cường hóa thần niệm chi lực kỳ hiệu, tu luyện hạo nhiên chính khí có thành tựu tu sĩ, thần niệm chi lực xa so cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, cũng là đầy đủ Trần Dương thúc đẩy đông đảo phi kiếm, bố trí kiếm trận. Trước mắt Trần Dương sử dụng phi kiếm, là lấy phổ thông tinh cương chế tạo, tại phàm tục thế giới, tự nhiên sắc bén dị thường, cùng tu sĩ đối địch, liền hơi nghi ngờ không đủ. Cái này kim linh thú một đôi lợi chảo, sắc bén vô song, ngay cả Tân Lâm sử dụng nhiều năm nhuyễn kiếm, cũng vừa đối mặt liền bị cào thành 5-6 đoạn. Nếu như dùng kim linh thú lớn xương cùng hai cái chân trước 10 cái lợi chảo luyện thành một bộ phi kiếm lời nói, kỳ phong duệ trình độ, khẳng định không thể coi thường. Kim linh thú 4 chân, hết thảy có 20 mai lợi chảo, Tiêu Phàm đem chân trước lợi chảo cho Trần Dương, chi sau 10 cái lợi chảo, mình lưu lại. Mặt khác có gần một nửa kim linh thú linh xương cùng gia thú, cũng lưu trong tay. Đương nhiên, chi sau lợi chảo kém xa tít tắp chân trước lợi chảo như vậy sắc bén, chiều dài cũng chỉ có 3-4 tấc, muốn ngắn nhỏ hơn nhiều. Dù sao yêu thú đối địch, là lấy hai cái tay trước làm chủ. Đầu này kim linh thú tinh hoa nhất bộ phân, Tiêu Phàm đều cho Trần Dương. Đây mới là Trần Dương vui vẻ nhất chỗ. Mười mấy năm ở giữa, Tiêu Phàm mặc dù ở trước mặt nàng một bộ sư đạo tôn nghiêm bộ dáng, sắc mặt không chút thay đổi, trên thực tế, trong đầu thời thời khắc khắc tại quan tâm nàng. Phí to lớn tinh lực, diệt sát một đầu cấp 8 đỉnh phong yêu thú, đem hơn phân nửa đồ tốt, đều cho nàng một người. Cái này liền đủ rồi, nữ nhân bị cưng chiều thời điểm, tâm tình luôn luôn đặc biệt tốt. Đối với khuê nữ điểm này tiểu tâm tư,
Đàm Hiên làm sao không minh bạch, mỉm cười nói tốt, những tài liệu này đừng bảo là luyện chế 8 cái phi kiếm, liền xem như luyện thành 16 mai phi kiếm, ta nhìn cũng đủ. Tiêu Phàm thanh nhiều như vậy canh kim chi cốt giao cho ngươi, chỉ sợ sẽ là để ngươi chế tạo thái cực kiếm trận sử dụng. Trần Dương trong lòng ngọt ngào, trên mặt lại mân mê miệng nhỏ, nói, hắn nếu thật là tốt với ta, vì cái gì không tự mình động thủ giúp ta luyện chế phi kiếm. Hắn tu vi cao như vậy, luyện ra phi kiếm khẳng định so chính ta luyện chế mạnh hơn. Đàm Hiên đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, vừa cười vừa nói, nhà đầu, người đừng không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt. Mặc dù hắn động thủ giúp người luyện chế phi kiếm, uy năng là mạnh hơn một chút. Nhưng những này phi kiếm, người nếu là làm vì bản mệnh pháp bảo lời nói, hay là từ người tự mình động thủ càng tốt hơn. Đang tế luyện quá trình bên trong, mới có thể làm được tâm thần tương thông, nhân kiếm hợp nhất. Người ta vì ngươi luyện chế pháp bảo, uy lực mạnh hơn, cũng không đạt được loại này ăn ý trình độ. Hi hi, ta biết nha. Ta đùa giỡn với ngươi. Từ nơi này vừa trở về, ta liền bắt đầu luyện chế phi kiếm. Ai, mẹ, ta để hắn chỉ điểm một chút luyện kiếm phương pháp, cũng có thể a. Trần Dương mỉm cười nói. Có thể a, hắn không phải sư phụ ngươi sao? Đàm Hiên nói đùa như nói. Hừ, ta mới không muốn hắn làm sư phụ của ta. Trần Dương lập tức liền mân mê miệng, rất không vui lòng nói. Đàm Hiên không khỏi mỉm cười. Bên này toa, hai mẹ con thầm thầm thì thương lượng, Hoa Đào huyễn trận trong cấm chế một chỗ khác không gian, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm ở chung một chỗ. Bởi vì nhuyễn kiếm bị hủy, Tân Lâm có chút sầu dĩ không vui, thậm chí đều không tâm tư đả tọa điều tức. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, Già Nhi, đừng nóng giận. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Nói, cánh tay một dương. Hơn 10 mai đen bên trong suốt phi đao bắn ra, quay tròn một trận chuyển động, ngay tại trước mặt hai người xếp thành hai hàng, rung động nhẹ nhẹ, xung quanh nhiệt độ không khí, lập tức liền giảm xuống mấy độ. Tân Lâm song mi nhẹ nhàng vừa nhấc, kinh ngạc nói, băng phách phi đao, người muốn đem những này phi đao đưa cho ta. Tiêu Phàm cười gật đầu, nói, đúng vậy a, người chủ tu chính là băng thuộc tính công pháp, những này phi đao cho ngươi dùng thích hợp nhất. Chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra bọn chúng uy lực lớn nhất. Băng phách phi đao lấy ngàn năm tuyết yêu lợi chảo hỗn hợp băng tủy luyện chế mà thành, Tiêu Phàm lấy chi đối địch, nhiều lần kiến công huân. Chẳng qua trước mắt Tân Lâm không có tiện tay binh khí, Tiêu Phàm liền không chút do dự đem những này băng phách phi đao đưa cho nàng. Tân Lâm cũng không có chối từ, nâng tay khẽ vẫy, một viên cách nàng gần nhất phi đao liền bay đến trong lòng bàn tay của nàng. Những này băng phách phi đao, cũng không phải là Tiêu Phàm bản mệnh pháp bảo, bất kỳ người nào đạt được về sau. Thêm chút tế luyện, liền có thể thúc đẩy như ý. Tân Lâm chủ tu băng thuộc tính công pháp, thúc đẩy những này phi đao liền càng thêm tự nhiên, cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đem những này phi đao cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Tân Lâm vuốt vuốt băng phách phi đao, theo miệng hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, không sao, ta có viêm linh chi nhận, còn có phù lục cùng huyễn trận, lôi điện chi lực cũng có thể sử dụng, tăng thêm hắc lân cùng lưng sắt con bọ ngựa hỗ trợ, đầy đủ. Bất quá. Những này phi đao tựa hồ luyện chế phải không phải rất qua ải, xa xa chưa từng phát huy ra bọn chúng vốn có uy năng. Người có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, có cơ hội, mới hảo hảo luyện chế một lần, uy lực hẳn là sẽ còn lớn hơn. Đây cũng là tại Mặc Tư Bảo lòng đất huyết hải, đại chiến bạch tuộc quái thú thời điểm, kia huyết hải chi linh đối với hắn nói hắn luyện khí tiêu chuẩn không đủ, trà đạp đồ tốt. Tân Lâm lấy băng thuộc tính linh thể đến lĩnh hội nghiên cứu. Nhất định có thể tiến một bước phát huy cái này băng phách phi đao uy năng, nếu như có thể nói, liền đem những này phi đao luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, cũng không phải là không thể được cân nhắc. Được, Tân Lâm nở nụ cười xinh đẹp, nâng tay khẽ vẫy, hơn 10 mai băng phách phi đao cũng bay đến trong tay nàng, Tiêu Phàm đem thúc đẩy chi pháp truyền thụ cho nàng, gần nửa canh giờ, liền có thể thúc đẩy như ý. Tân Lâm hài lòng gật gật đầu, đem phi đao thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Cái này chữ vật vòng tay cũng là Tiêu Phàm vì bọn nàng phân biệt luyện chế ra đến, công hiệu rất không tệ, so sánh với từ Sarutobi Y Sương cùng Đào Thiên Thu nơi đó đạt được chữ vật vòng tay, cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Phàm đối không gian chi lực trưởng khống, lại càng tiến lên một bước. Chương 732, Hoang Mạc. Hai sau mười mấy canh giờ, một đoàn người rốt cục bay ra dãy núi rừng cây. Bất quá đoàn người nhưng không có nửa phân vui sướng cảm giác, hiện ra ở trước mắt, thế mà là cát vàng mênh mông. Một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc. Tiêu Phàm ở giữa không trung vận khởi thiên nhãn thần thông, cũng chỉ có thể nhìn thấy số bên ngoài trăm trượng, xa hơn chút nữa, liền vàng mênh mông một mảnh, nhìn không rõ ràng.
đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Uyển Thiên Thiên không chịu được đích nói thầm, dạng này lăng mộ, thực tế hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Tiêu Phàm nói, căn cứ địa đồ biểu hiện, chỉ phải xuyên qua chỗ này sa mạc, liền có thể đến Hoàng Kim Đại Điện. Ta cảm thấy cái này sa mạc không có tốt như vậy xuyên qua. Hãi hùng khiếp phía, Uyển Thiên Thiên lại lẩm bẩm một câu. Câu nói này, nhưng không có người phản bác nàng, thực tế mỗi người đều có cảm giác giống nhau. Cứ việc trước mắt sa mạc, cùng bọn hắn tại địa phương khác nhìn thấy sa mạc cơ bản đồng dạng, không có gì rõ ràng khác nhau, lại thật sự cho người ta một loại trong lòng cảm giác bất an. Tựa hồ tại cái này sa mạc chỗ sâu, cất giấu một ít khó mà dự báo nguy hiểm. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải hoàn toàn sa mạc, mà là hoang mạc, trên mặt đất, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút thấp bé thảm thực vật, tại trong bão cát, run lẩy bẩy, ngoan cường mà sống sót. Mọi người ở đây đợi một lát, ta đi phía trước tìm kiếm đường. Tiêu Phàm lập tức làm ra quyết định, thúc giục dưới chân độn quang, hướng về phía trước bay đi. Tuyên Minh Chân Quân nguyên khí tổn thương tình huống, không như trong tưởng tượng như thế rất nhỏ, trọn vẹn đả tọa nghỉ ngơi 7-8 canh giờ, mới miễn cưỡng tiếp tục đi đường. Tiêu Phàm liền tự giác gánh vác lĩnh đội chức trách, mọi người đối này ngược lại cũng không có ý kiến gì, dù sao một đoàn người bên trong, lấy Tiêu Phàm tu vi cao nhất. Vừa mới bay về phía trước ra xa vài chục trượng, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền thẳng tắp rơi xuống dưới. Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi, vội vàng nhấc lên trong đan điền pháp lực, muốn đem độn quang cưỡng ép rút lên, lại là mảy may tác dụng đều không có, thân thể hay là như là quả cân. Phi tốc rơi xuống, thậm chí ngay cả thôi động lôi bằng nội đan đều không có có hiệu quả, tựa hồ có một cỗ vô hình cấm chế chi lực. Đem lôi bằng hư ảnh đều ngăn chặn, căn bản liền hướng không xuất thể bên ngoài. Oanh, Tiêu Phàm rơi ầm ầm trên mặt đất, đem phía dưới đất cát ném ra một cái hố to đến, cát vàng vẩy ra. Phía sau người liên can mắt gặp tình hình khác thường, độn quang nổi lên, đều vội vã hướng Tiêu Phàm bên này bay tới, muốn cứu viện, kết quả tình hình đều là giống nhau, vừa mới bay ra mấy chục trượng, liền nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống, bao quát Tuyên Minh Chân Quân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong chốc lát cát vàng bay múa, bụi mù mịt mờ, từng cái rơi chật vật không chịu nổi. Cấm bay cấm chế, Tuyên Minh Chân Quân miễn cưỡng đứng thẳng người, mặt mũi tràn đầy suối quẩy kêu lên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tức giận. Lập tức nhấc lên đan điền pháp lực, liền muốn cưỡng ép bay lên, tự nhiên là không hề có tác dụng. Nơi này không gian chi lực, quả nhiên là có chút cổ quái, không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy cấm bay cấm chế, ngay cả tầng trời thấp phi độn đều làm không được. Cái này nhưng có hơi phiền toái, cái này hoang mạc diện tích thế nhưng là không tiểu. Cứ như vậy dựa vào hai cái đùi đi qua, còn thật không biết muốn đi tới khi nào. Lần này, ngay cả Tuyên Minh Chân Quân cũng giật mình không phải tiểu. Như là đã đến nơi này, đó chính là chỉ có tiến không có lùi. Nơi đây cấm chế càng lợi hại, hoàng kim trong đại điện cất giấu đồ vật, khả năng liền càng chân quý. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, tại vừa rồi kia phiến trong khu rừng rậm nguyên thủy, thu hoạch của bọn hắn đã không nhỏ, đạt được 7-8 loại ngoại giới không có linh thảo linh quả cùng mấy loại ngoại giới mặc dù có, nhưng cũng 10 điểm hiếm thấy linh dược, trừ kim linh thú cùng cự linh thú, còn diệt sát mấy đầu 6-7 cấp yêu thú, đạt được mấy cái chân quý nội đan cùng một đống luyện khí luyện dược yêu thú vật liệu. Tuyên Minh Chân Quân rất không khách khí nói, cũng có thể là cái cạm bẫy. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nói tiền bối, chúng ta người tu chân, nguyên bản là nghịch thiên hành sự. Không bốc lên chút phong hiểm, lại như thế nào tìm phải cơ duyên của mình. Trần tục thế giới cũng có câu nói, gọi là, phong hiểm càng lớn, lợi ích càng lớn. Tuyên Minh Chân Quân ánh mắt tại thiên kiều bách mị, phong thái khác nhau chư nữ trên thân quét một vòng, vừa cười vừa nói, người ngược lại là nhìn rất thoáng. Tốt ha, đã các người hậu sinh vãn bối đều không sợ gian hiểm, lão đạo làm người hai đời, có cái gì tốt sợ. Chúng ta đi, phải nói, đoạn này hoang mạc hành trình, ban đầu 2-3 canh giờ, hay là rất hài lòng. Mặc dù là đi bộ đi tiến vào, nhưng tất cả mọi người là người tu đạo, thể lực mạnh, xa không phải người bình thường có thể so sánh. 2-3 canh giờ đi bộ, đối bọn hắn đến nói, trên cơ bản không có chút nào gánh vác. Duy nhất để đoàn người có chút khó chịu là, càng đi trong hoang mạc tâm, nhiệt độ không khí liền càng cao. Ngẩng đầu hướng lên, bầu trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy mặt trời nguyệt lượng, càng không gặp quần tinh lấp lóe, nhưng lại không biết cái này trong hoang mạc nhiệt độ không khí. Lại là vì sao lên cao không ngừng. Không gian này thật đúng là đủ thần bí. Đi bộ sau 6 canh giờ, bọn hắn rốt cục gặp trong hoang mạc thứ nhất phát yêu thú rác thằn lằn.
Nhóm này rác thằn lằn bên ngoài đồng hồ cùng phổ thông thằn lằn giống nhau đến mấy phần, bất quá hình thể lại lớn, chiều cao trọn vẹn vượt qua 6 thước, nếu như tăng thêm đầu kia cái đuôi thật dài, vậy thì có dài hơn một trượng, giống như cự ngạc, trên đầu mọc lên hai con cứng rắn góc vuông, toét ra huyết bồn đại khẩu, phun ra trận trận tanh hôi chi khí. Bình thường dưới tình hình, cái này 2-3-10 đầu một đám rác thằn lằn, đối Tiêu Phàm bọn hắn sẽ không tạo thành mặc cho hạ uy hiếp, từ sóng linh khí bên trên phán đoán. Rác thằn lằn bất quá cấp 2 yêu thú mà thôi, tương đương với luyện khí kỳ 6-7 tầng tiêu chuẩn, cứ việc tốc độ bò cực nhanh, lại không biết bay liệng. Nếu như cái này hoang mạc trên không có cấm bay cấm chế, Tiêu Phàm bọn người tuyệt đối là vừa bay mà qua, đối bọn này đê giai yêu thú mắt cũng không nhìn thẳng một chút. Nhưng có cấm bay cấm chế, bọn này hình thể cực đại, đầu sinh sừng nhọn, da dày thịt béo đê giai yêu thú, cũng là cho bọn hắn tạo thành một chút nho nhỏ phiền phức. Bọn này đê giai yêu thú trên cơ bản không có bất kỳ cái gì linh trí, vừa lên đến liền đem bọn hắn một nhóm hơn 10 người xem như mỹ vị tiệc, phun ra nuốt vào lấy thật dài đầu lưỡi đỏ chét, trừng mắt mắt nhỏ, tràn đầy vẻ tham lam, mặc kệ 37-21 rồi xoay người về phía trước, cúi đầu kìm nén bực bội, chỉ còn chờ khẽ dựa gần, liền dùng trên đầu hai con cứng rắn góc vuông, đem con mồi thẳng trọn tới trời đi. Đây cũng là rác thằn lằn thường dùng nhất hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích. Trong hoang mạc những cái kia cỡ lớn động vật ăn cỏ, đều chịu không được cái này ngẩng đầu một kích, thường thường sẽ bị tại trên bụng xuyên ra hai cái đại lỗ máu, lập tức mất mạng. Bất quá lần này, bọn này rác thằn lằn rõ ràng vận rủi vào đầu. Không tới phiên Tân Lâm bọn người xuất thủ, Tiêu Phàm cùng Tuyên Minh chân quân tế khởi lôi điện chi lực, trong khoảnh khắc liền đem 2-3-10 con yêu thú diệt sát phải sạch sẽ. Không biết cái này hoang mạc rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Tiêu Phàm cùng Tuyên Minh chân quân đều là ý tưởng giống nhau. Khiến người khác tận lực bảo trì thể lực pháp lực tràn đầy. Dù sao đối với bọn hắn hai vị trong kim đan kỳ tu sĩ mà nói. Diệt sát mấy chục con cấp 2 yêu thú, thực tế không tốn sức chút nào. Mà nếu như từ trúc cơ kỳ tu sĩ xuất thủ, lại không khỏi muốn bỏ phí một phen trắc trở. Trong không khí tràn ngập một cỗ da thịt khét lẹt gai mũi mùi, các mỹ nữ từng cái bịt mũi lại, đôi mi thanh tú nhỏ không ngừng. Tuyên Minh chân quân thấy thế cười ha ha một tiếng, nói, bọn nha đầu chớ cau mày. Cái này rác thằn lằn nhìn qua xấu xí không chịu nổi, bọn chúng sừng nhọn cùng nội đan, đều còn có chút tác dụng, nếu là đặt trước kia, phường thị đông đảo, giao dịch thịnh hành thời điểm, những vật này cũng có thể đổi một bút số lượng không ít linh thạch đâu. Các ngươi nếu như không muốn, ta liền để các con thu. Lão gia tử, ngài đừng lừa phỉnh ta cũng không đụng những này mấy thứ bẩn thỉu. Trần Dương che cái mũi, la hoảng lên. Để nàng thao lấy đao đi cắt rác thằn lằn sừng nhọn. Lại cho những này bị lôi điện oanh kích phải kinh ngạc loài bò sát thi thể mở ngực mổ bụng, từng khỏa móc ra nội đan, kia là vô luận như thế nào đều không làm. Cho lại nhiều linh thạch đều không làm. Muốn giải phẫu, vậy cũng phải giải phẫu kim linh thú như thế xinh đẹp yêu thú. Trên thực tế, Tiêu Phàm diệt sát kim linh thú về sau, giải phẫu làm việc cũng là chính hắn độc lập hoàn thành, mấy nữ hài tử đều là khoanh tay đứng nhìn. Chuyện như vậy. Cũng nên nhiều kinh lịch mấy lần, mà lại để các nàng đều biết đến linh thạch tầm quan trọng, mới có thể dần dần thay đổi thái độ. Tuyên Minh chân quân cười ha ha, vung tay lên, Mao Sơn chân quân liền dẫn 3 tên trúc cơ kỳ sư đệ, bước nhanh đến phía trước, tay cầm lưỡi dao, không khách khí chút nào đem rác thằn lằn sừng nhọn cắt lấy, lại đem yêu thú thi thể mở ngực mổ bụng, móc ra từng khỏa nhiễm lấy tơ máu nội đan. Tuyên Minh chân quân đường đường nguyên anh tu sĩ, tự nhiên chướng mắt đề ra yêu thú vật liệu cùng nội đan. Cũng chướng mắt những vật này đổi lấy kia một điểm linh thạch, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, những vật này không coi là kém, đổi lấy linh thạch cũng không tính thiếu. Thu thập xong bọn này rác thằn lằn, mọi người tiếp tục trước tiến vào. Bọn này rác thằn lằn giống như là một loại nào đó tín hiệu, tiếp xuống liền không ngừng có yêu thú hiện thân, đẳng cấp cũng dần dần cao lên, hay sau mười mấy canh giờ, lại còn đụng phải 7-8 đầu cấp 5 yêu thú, mọi người một cùng ra tay, tốn không ít khí lực. Mới đưa nhóm này hoàng lang thú giết sạch. Nhất là quan trọng chính là, nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, một đoàn người từng cái mồ hôi đầm đìa, Tân Lâm liền tế ra băng phách phi đao, thả ra một đạo cự đại huyền băng vòng bảo hộ, đem đoàn người đều bao ở trong đó. Không gì hơn cái này vừa đến, pháp lực tiêu hao cũng là tăng vọt. Tiêu Phàm liền là khoát tay, mấy đạo pháp quyết đánh vào đến băng phách bay trong đao, Tân Lâm lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Lại đi về phía trước khoảng một canh giờ. Đằng trước bỗng nhiên bụi mù nổi lên, một cỗ cát vàng như là xoáy như gió, cuộn tất cả lên. Gió bắt đầu thổi rồi sao? Uyển Thiên Thiên giật mình nói. Tại cái này trong hoang mạc, đi bộ đi tiến vào 2-3-10 canh giờ,
liền không có thổi qua một điểm gió mát, phảng phất là tĩnh mịch chi địa. Mà trước mắt tình hình này, thực tế rất giống trong sa mạc bão cát. Bất quá lập tức, Uyển Thiên Thiên liền biết mình sai. Đại địa ầm ầm địa chấn vang, phảng phất có thiên quân vạn mã, ngay tại hướng bên này vội vàng xông đến. Rất rõ ràng, phương xa những cái kia bụi mù, là bị một đoàn chạy bên trong động vật cuốn lại. Tiêu Phàm trong mắt lục mang lấp lóe, vận khởi thiên nhãn thần thông, nhìn về phía trước, trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến. Đầy trời trong bụi mù, hắn nhìn thấy mấy chục con to lớn yêu thú, khóe miệng bên ngoài lộ ra hai viên thật dài răng nanh, thân dài 2-3 trượng, tông mao như sắt, bốn vó như sấm, vuốt mặt đất, cúi đầu, không muốn sống hướng bọn hắn bên này chạy như bay đến, từng cái thần sắc hoảng loạn. Từ linh lực ba động nhìn, những này răng dài yêu thú đều có chừng cấp 5 khí tức, cùng bọn hắn trước đây không lâu diệt sát đám kia hoàng lang thú tương đương. Bất quá bọn hắn vừa rồi diệt sát hoàng lang thú chỉ có 7-8 đầu, cái này một nhóm cấp 5 yêu thú, lại chừng 3-40 đầu nhiều. Nhất là muốn mạng chính là, bọn này răng dài yêu thú, tựa hồ không là hướng về phía bọn hắn đến, mà là đang tránh né thứ gì truy sát. Chương 733, tử ban bỏ cạp. Ngay sau đó, xuyên thấu qua đầy trời cát vàng, Tiêu Phàm liền thấy một mảnh biển trùng. Lại gặp biển trùng, tại mảnh này có cấm bay cấm chế trong hoang mạc, tạo thành mảnh này biển trùng không phải biết bay lượn côn trùng, mà là một đoàn đen nhánh bỏ sát màu đen tiểu hạt tử. Hạt tử cái đầu xác thực không lớn, chỉ có dài khoảng 2 tấc, phía sau dựng thẳng một cái nho nhỏ độc câu, hai con ngao đủ cũng lộ ra tiểu xảo linh lung, nhìn một cái, còn rất có điểm bỏ túi bộ dáng khả ái. Mấu chốt là số lượng quá nhiều, đầy trời hoàng trong cát, biển trùng nhìn không thấy cuối. Xa xa so Tiêu Phàm tại hoa đào trại nhìn thấy kia một nhóm biển trùng muốn hùng vĩ được nhiều. Bọn này hạt tử, trên thân cũng không có linh lực ba động, chỉ là phổ thông độc trùng. Nhưng nhiều như thế số lượng, cho dù tương đương với trúc cơ trung kỳ cấp 5 yêu thú, đụng tới cũng chỉ có thể vội vàng thoát thân, không dám nghênh chiến. Mà lại, Tiêu Phàm trong lòng rất rõ ràng, dạng này một đoàn trùng trong biển, nhất định có số ít biến dị độc hạt, thực lực mạnh, xa tại bình thường độc hạt phía trên. Thật giống như hoa đào trại kia một đám bọ ngựa, liền sinh ra trên 100 con nhất giai linh trùng cùng 2 con nhị giai linh trùng. Rất nhanh, Tuyên Minh Chân Quân cũng thấy rõ ràng tình huống này, dù là lão đạo kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tử ban bỏ cạp, chốc lát, Cơ Khinh Xa Hoa Dung biến sắc, lên tiếng kinh hô. Linh trùng tông trên thẻ trúc, ghi lại có quan hệ tử ban bỏ cạp tin tức, cũng là hiếm thấy kỳ trùng một trong, chỉ sinh trưởng trong sa mạc. Quần tụ hung trùng, mặc dù xếp hạng thấp hơn nhiều lưng sắt con bọ ngựa, nhưng chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ bọn chúng cực kỳ khủng bố sinh sôi tốc độ, cùng nuốt ăn hết thảy đặc tính. Vì kiếm ăn thuận tiện, loại này hung trùng mỗi lần sinh sôi đến số lượng nhất định, liền sẽ tự động chia tổ, thật giống như ong mật đồng dạng, cho nên một cái bầy trùng số lượng sẽ không quá nhiều, cũng sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhất là quan trọng chính là, những này kỳ trùng sẽ chỉ bò, không biết bay. Trừ phi là tiến hóa đến tam giai trở lên tử ban bọ cạp, mới sẽ sinh ra tử sắc trong suốt 2 cánh, có thể tiến hành cự ly ngắn phi hành. Bất quá tam giai tử ban bọ cạp, đã tương đương với tu sĩ kim đan tiêu chuẩn, đơn đả độc đấu. Nhân loại tu sĩ hơn phân nửa không phải tam giai tử ban bọ cạp đối thủ. Ngày bình thường, các tu sĩ nếu là gặp được dạng này độc hạt, dù là biển trùng phạm vi lại rộng, tử cũng không cần e ngại, điều khiển độn quang, phi độn mà đi chính là. Hết lần này tới lần khác mảnh này trong hoang mạc, có cấm bay cấm chế, tất cả tu sĩ cũng tốt, yêu thú cũng tốt, côn trùng cũng tốt. Đều chỉ có thể đi bộ, không thể phi độn, lấy số lượng tăng trưởng tử ban bọ cạp, lập tức liền thành hoang mạc vương giả. Cũng chỉ có ở loại địa phương này, mới sẽ hình thành dạng này quy mô tử ban bọ cạp biển trùng. Tại địa phương khác, biết bay độn yêu thú cùng tu sĩ. Lăng không hướng phía dưới công kích, độc hạt chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ. Tự nhiên sẽ bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Làm sao bây giờ, Cơ Khinh Xa đối độc trùng tràn đầy nghiên cứu, càng như vậy, nàng thì càng lo nghĩ. Trong lúc nhất thời, thực tế nghĩ không ra biện pháp tốt đến ứng đối mảnh này biển trùng. Mặc dù nàng có trùng vương bình bát, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào cầm cố lại cái này rất nhiều tử ban bỏ cạp. Quay đầu liền chạy khẳng định là không kịp, dựa vào 2 cái đùi, bọn hắn tuyệt đối không chạy nổi nhóm lớn côn trùng. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo. Hơn 10 mặt trận kỳ cùng trận bàn bắn ra, miệng lẩm bẩm, trong khoảnh khắc, hoa đào huyễn trận liền bố trí ra. Từ xa nhìn lại, nơi này chính là một cái nhô ra đồi cát nhỏ, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, đem đám người bọn họ che đậy trong đó. Chỉ bất quá, càng là đê giai côn trùng,
càng là y theo bản năng làm việc, điều này có thể vây khốn cao giai yêu thú cùng linh trùng hoa đào huyễn trận, phải chăng có thể giấu giếm được đê giai độc hạt bản năng điều tra, nhưng cũng rất khó nói. Bỗng nhiên ở giữa, một trận thê lương bi thảm truyền đến, mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đàn thú cùng biển trùng, đã càng ngày càng gần, chạy ở đàn thú sau cùng ba đầu răng dài yêu thú, rốt cục bị biển trùng đuổi kịp, còn chưa kịp chống cự, liền bị chen chúc mà tới tử ban bọ cạp hoàn toàn bao phủ. Trong chốc lát, nguyên địa cũng chỉ còn lại có ba bộ trắng hếu khung xương, huyết nhục đã bị độc hạt nuốt ăn trống không. Trốn ở huyễn trong trận mọi người, không khỏi giận xem líu lưỡi, cả đám đều lộ ra vẻ sợ hãi. Biển trùng chi uy, một chí tại thư, nhưng mà chân chính để trong lòng bọn họ giận mắng không thôi, là đàn yêu thú bên trong mấy con yêu thú, trực tiếp hướng về hoa đào huyễn trận biến ảo đồi cát nhỏ vọt tới. Hoa đào huyễn trận là vội vàng ở giữa bố trí mà thành, tự nhiên chưa nói tới cỡ nào kiên cố. Bị những này cấp 5 yêu thú không muốn sống xông lên, không nói lập tức sẽ bị xông phá, nhưng cũng sẽ khiến không nhỏ chấn động, lập tức liền sẽ bị theo đuổi không bỏ tử ban bỏ gặp phát giác. Chỉ tiếc, lúc này muốn dẫn dụ những cái kia yêu thú chuyển hướng, rõ ràng đã tới không kịp. Tiêu Phàm rơi vào đường cùng, nhấc tay vừa nhấc, vô số đạo màu bạc trắng lôi hổ bắn ra, ầm ầm đánh vào kia mấy đầu cấp 5 răng dài yêu thú trên thân. Yêu thú da dày thịt béo, nhục thể cường hoành hơn xa cùng giai trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cái này mấy đạo lôi hổ cứ việc toàn bộ đánh chúng, nhưng lại chưa đưa chúng nó tại chỗ đánh chết, chỉ là đưa chúng nó vào tới trước tốc độ lập tức chậm lại, từng cái trên thân da chóc thịt bong, sứt đầu mẻ chán. Cứ như vậy chậm phải dừng một chút, phía sau bầy bọ cạp đã vọt lên, khoảnh khắc lại đem cái này mấy con yêu thú bao phủ, không bao lâu nữa liền nuốt ăn phải không còn một mảnh. Đa số yêu thú, từ cồn cát bên cạnh vọt qua, tiếp tục hướng phương xa chạy trốn. Bọ cạp biển cũng chăm chú đi theo ở phía sau, một bộ quyết không từ bỏ bộ dáng. Đang lúc tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, coi là có thể như vậy tránh thoát một kiếp, bầy bọ cạp bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn côn trùng kêu vang, đem mấy con yêu thú nuốt ăn hoàn tất nhóm lớn hạt tử, lập tức chuyển hướng, đem cái này đột ngột đồi cát nhỏ bao bọc vây quanh. Một bộ khác phân độc hạt, thì tiếp tục truy kích kia mấy chục con răng dài yêu thú. Bọn này hạt tử, vậy mà hiểu được chia binh. Xem ra cũng có đã tiến hóa linh trùng đang tiến hành thống soái. Đếm không hết màu đen độc hạt, tại hoa đào huyễn trận bên ngoài dơ lên hai càng, cao cao nâng lên màu đen gai độc không ngừng vung vẩy, trong miệng phát ra thanh âm tê tê, tùy thời chuẩn bị hướng đồi cát nhỏ tiến công. Có lẽ, đám côn trùng này nương tựa theo bản năng, thật có thể xem thấu huyễn trận các loại bố trí. Đã tránh không khỏi, vậy liền giết đi. Tuyên Minh Chân Quân hừ lạnh một tiếng, trong tay roi lôi điện một dương. Mấy chục đạo mảnh khảnh kim sắc hồ quang điện, bắn ra, tại trùng trong biển tứ ngược ra, phàm là bị điện giật cung quét đến hạt tử, trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt, trên trăm con côn trùng, bị một kích này tiêu diệt. Nhưng mà điểm này số lượng, tương đối biển trùng mà nói, thực tế là chín châu một mao. Biển trùng chỉ hơi hoảng hốt loạn, liền khôi phục trận hình. Bất quá cứ như vậy, rõ ràng đem bầy trùng chọc giận. Lại là một tiếng bén nhọn côn trùng kêu vang vang lên. Phía trước nhất tử ban bỏ cạp bắt đầu chen chúc hướng về phía trước, vậy mà hoàn toàn không nhìn hoa đào huyễn trận cấm chế, lập tức đã đột phá đến huyễn trong trận. Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi. Mặc dù nói huyễn trận chi lực đối chỉ có thể dựa vào vốn có thể hành động đê giai côn trùng hiệu quả muốn kém quá nhiều, nhưng cũng không đến nỗi một chút tác dụng đều không có. Những này tử ban bỏ cạp hoàn toàn không nhìn huyễn trận cấm chế, xem ra cũng vẫn là có một loại nào đó thiên phú thần thông đang tác quái. Mắt thấy đại lượng côn trùng công tiến vào huyễn trận, những người khác nhao nhao xuất thủ, lập tức pháp khí bay múa, quang mang lấp lóe, trong nháy mắt liền sẽ tiến vào huyễn trận tử ban bỏ cạp quét dọn phải sạch sẽ. Đã huyễn trận vô dụng, Tiêu Phàm liền vung trong tay lệnh kỳ trận bàn nhao nhao bay vụt mà quay về, như vậy thu huyễn trận, mọi người thân hình hiển lộ ra. Trải qua vừa rồi một vòng càn quét, độc hạt bị diệt sát hàng ngàn con, vòng vây phía trước nhất côn trùng, trở nên thưa thớt một chút. Bất quá rất nhanh liền bị phía sau côn trùng bổ đầy trống chỗ. Liếc nhìn lại, mặc kệ là phương hướng nào, đều là lít nha lít nhít bầy trùng, trông không đến đầu. Lòng của mỗi người đều trầm xuống. Biển trùng số lượng thực tế quá nhiều, mặc dù tại bọn hắn công kích phía dưới, không có chút nào kháng cự chi lực, nhưng cứ theo đà này, cho dù là bọn họ đem pháp lực tất cả đều hao hết, cũng vô pháp đem tất cả độc hạt toàn bộ diệt sát. Thậm chí ngay cả vô cùng một đô giết không được. Thế nhưng là bọn hắn vừa rồi tiểu sát, cũng đã triệt để chọc giận bọn này tử ban bỏ cạp, dồn dập tiếng côn trùng kêu vang lên, tử ban bỏ cạp lập tức hung hãn không sợ chết khởi xướng mới một đợt công kích. Lập tức tiếng sấm bạo hưởng,
từng đạo thô to hồ quang điện tại trùng trong biển nổ tung, Hắc Lân càng là đại triển thần uy, toàn thân hắc mang chấp liên tục, mỗi một lần xuất kích đều có thành tựu trăm tiến lên độc hạt chết tại nó hắc mang phía dưới. Những người khác cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đem xông lại độc trùng đại lượng diệt sát. Cứ việc trường kỳ rằng co xuống dưới, khẳng định là nhân loại tu sĩ bên này dẫn đầu ngăn cản không nổi, pháp lực hao hết, nhưng ít ra hiện tại, Tiêu Phàm bọn hắn hay là đại chiếm thượng phong, đối nhào lên độc hạt tiến hành nghiêng về một bên đại đồ sát, không có bất kỳ cái gì một con độc hạt có thể đột phá phòng ngự của bọn hắn vòng tròn, vọt tới phụ cận tới. Mà lại độc hạt chỗ đáng sợ nhất vốn là vô cùng vô tận số lượng, đơn độc mấy cái độc trùng, coi như vọt tới trước mặt, cũng không đáng giá nhắc tới, bị tiện tay diệt sát đi. Liên tiếp 3-4 luân phiên công kích về sau, biển trùng gầy xuống dưới một khối lớn, vòng vây thậm chí cũng khuếch trương lớn hơn một vòng. Như thế toàn lực xuất kích, Tiêu Phàm, Tuyên Minh chân quân cùng Liễu Chính còn tốt, cái khác trúc cơ kỳ tu vi đám người, cũng đã bắt đầu thái dương thấy mồ hôi. Đúng lúc này, biển trùng chỗ sâu, lại phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, nguyên bản ngo ngoe muốn độc, chuẩn bị phát động một vòng tiến công mới độc hạt, bỗng nhiên đều đình chỉ động tác. Sơ lên hai càng đậu ở chỗ đó, tựa hồ đạt được một loại nào đó tạm hoãn tiến công chỉ lệnh. Ngay sau đó, đen xì biển trùng nhao nhao hướng hai bên tách ra, nhường ra từng đầu thông đạo. Đây là có chuyện gì? Có người không khỏi kinh nghi bất định nói. Rất nhanh, đáp án công bố. Từ cái kia chút phóng xuất trong thông đạo, từng con xa so đồng loại phải lớn hơn nhiều độc hạt, từ biển trùng chỗ sâu chậm rãi bỏ ra. Chỉ thấy những này độc hạt thân dài tới 7-8 tấc, cá biệt thậm chí chiều cao vượt qua một thước. Nhan sắc cũng không còn là đen nhánh, mà là tại bầy biện ra từng đạo tử sắc vệt, huyễn hóa thành từng cái dữ tợn đồ án. Tử ban bọ cạp chi danh, bởi vậy mà tới. Loại này hình thể khá lớn tử ban bọ cạp, thân bên trên truyền ra nhất giai linh trùng linh lực ba động, khoảng chừng 50-60 con nhiều. Xem ra vì để tránh cho phổ thông độc hạt thương vong quá lớn, bầy bọ cạp đầu lĩnh quyết định phái ra tinh nhuệ chiến lực, nhất cử giải quyết vấn đề. Cái này ngay miệng. Nguyên bản một mực yên lặng ở tại linh thú điểm bên trong lưng sắt con bọ ngựa, bỗng nhiên nóng nảy, chi chi réo lên không ngừng, tựa hồ bị những này bỗng nhiên xuất hiện cự hình tử ban bọ cạp kích thích đến. Chẳng những hai đầu nhị giai lưng sắt con bọ ngựa ngo ngoe muốn động, kia hơn 30 con nhất giai con bọ ngựa cũng đều trở nên nôn nóng bất an. Chương 734, Thiên địch. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, không chút do dự đem con bọ ngựa đều phóng ra. Cái này hơn 30 con bọ ngựa vừa xuất hiện, tình hình lập tức biến đổi, chính đang chậm rãi tới gần 50-60 con nhất giai tử ban bọ cạp, bỗng nhiên đậu ở chỗ đó, hai mắt sáng ngời, tiếp cận những này con bọ ngựa. Về phần những cái kia phổ thông độc hạt, biểu hiện càng là không chịu nổi, con bọ ngựa vừa hiện thân, lập tức chính là một trận đại loạn, nhao nhao lui về sau đi, chen chen nhốn nháo, loạn cả một đoàn, tựa hồ đối với những này lưng sắt con bọ ngựa đặc biệt e ngại. Cơ Khinh Xa thấy thế không khỏi đại hỉ. Nói, linh trùng tông khu trùng thuật bên trong viết được rõ ràng, lưng sắt con bọ ngựa thích nuốt ăn các loại linh trùng, xem ra thật sự chính là không sai, những này độc hạt sợ thành dạng này. Vô luận động vật hay là côn trùng, đều có chỗ vị thiên địch nói chuyện. Xem ra lưng sắt con bọ ngựa chính là những này độc hạt thiên địch, nhiều khi, thiên địch là không lấy thực lực đến quyết phân thắng thua, mà là trời sinh khắc chế. Làm là thiên địch bên trong thất bại một phương, chỉ cần thấy được phe thắng lợi hiện thân. Mặc kệ tự thân cường đại cỡ nào, trước liền e ngại ba phân. Đen nghịt biển trùng hậu phương, lại là kêu lên một tiếng bén nhọn vang lên, hỗn loạn không chịu nổi độc hạt rối loạn tương bừng, miễn cưỡng ngừng lại lui về sau tình thế, lại tương hỗ chen chúc, vô luận như thế nào không chịu hướng về phía trước. Thậm chí kia kêu lên một tiếng bén nhọn, lắng nghe phía dưới, cũng có chút nói không nên lời vẻ sợ hãi. Chỉ là ba mười mấy con lưng sắt con bọ ngựa, liền đem vô cùng vô tận biển trùng chấn nhiếp. Thực tế hoàn toàn ra khỏi Tiêu Phàm đám người dự kiến. Tuyên Minh chân quân vuốt râu nói, việc này thật là có điểm tà môn. Lại là thở phào một hơi, xem ra cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng vẫn là có thật nhiều không biết được đồ vật. Tướng so tử ban bọ cạp sợ hãi bất an, lưng sắt con bọ ngựa biểu hiện hoàn toàn khác biệt, hưng phấn đến chi chi gọi bậy, cũng khỏi phải Tiêu Phàm thúc giục, chân dài khẽ trống, liền nhào về phía trước. Mục tiêu chính là kia 50-60 con tiến hóa nhất giai linh trùng, đối những cái kia phổ thông độc hạt, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Những cái kia tử ban bọ cạp còn đang chần chờ do dự. Lưng sắt con bọ ngựa đã gấp nhào mà tới, chứ không có thể phi hành, lưng sắt con bọ ngựa tiến thối như điện thiên phú thần thông, mảy may cũng không thụ ảnh hưởng. Bá lớn nhất thư con bọ ngựa thiết tí vung lên, một đầu đang do dự tử ban bọ cạp liền bị cắt thành hai nửa,
con bọ ngựa miệng rộng mở ra, mấy ngụm đem tử ban bọ cạp trần trụi bên ngoài non mềm thịt trắng nuốt vào bụng đi, thân thể nhất chuyển, lại đem bên kia tử ban bọ cạp từ đó bổ ra. Cái khác lưng sắt con bọ ngựa cũng nhao nhao đối tử ban bọ cạp triển khai giết chóc, hôi mang lấp lánh chỗ, chất lỏng vẩy ra, tử ban bọ cạp cơ hồ không có chút nào kháng cự chi lực, liền bị con bọ ngựa chém thành hai khúc, thành lớn bọ ngựa bữa ăn ngon. Vô cùng vô tận đen xì độc hạt, vậy mà ai cũng không lên trước giúp đỡ, trơ mắt nhìn xem những cái kia tiến hóa tử ban bọ cạp bị lưng sắt con bọ ngựa đổ sát, đều e ngại vô cùng lui về sau đi, chỉ cầu lấy thân miễn họa. Trong nháy mắt, 50, 60 con tử ban bọ cạp liền bị tàn sát non nửa. Còn lại có một bộ phân hung tính đại phát, vung vẩy lớn ngao cùng đuôi gai, cùng lưng sắt con bọ ngựa giết làm một đoàn, có khác một tiểu bộ phân, thì là xoay người bỏ chạy, ngay cả nửa điểm ý phản kháng cũng không dám hưng khởi. Những cái kia ý đồ kháng cự tử ban bọ cạp, xa hoàn toàn không phải lưng sắt con bọ ngựa đối thủ. Hoàn toàn bị con bọ ngựa thiên phú thần thông chỗ khắc chế, ngăn cản không được mấy lần, liền một mỗi lần bị con bọ ngựa đánh chết, tinh hoa thôn phệ trống không. Phút chốc, trước mắt liền không có ngăn cản tử ban bọ cạp, 50, 60 con nhất giai linh trùng. Trừ hơn 10 con bỏ trốn mất dạng, còn lại đều bị lưng sắt con bọ ngựa giết chóc phải sạch sẽ, chỉ còn lại có một chút chân cụt tay đứt và mấy chục chỉ rỗng tuếch thể xác. Lưng sắt con bọ ngựa chẳng những công kích sắc bén vô so, mà lại khẩu vị tốt đến kinh người. Mắt thấy hình thể to lớn tử ban bọ cạp đã bị tàn sát không còn, một chút chưa ăn no lưng sắt con bọ ngựa. Ngược lại hướng na chút phổ thông độc hạt phát động tiến công. Đối phó những này hình thể nhỏ hơn nhiều, có hay không linh lực ba động tiểu độc hạt, lưng sắt con bọ ngựa đổ sát hiệu suất cao hơn, thậm chí trực tiếp sử dụng phong nhận công kích, mỗi một đạo phong nhận bổ ra, đều có thể chém giết mấy cái thậm chí mười mấy con độc hạt. Thực tế biển trùng quá mức dày đặc, tùy ý công kích cũng sẽ không thất bại. Bất quá rất hiển nhiên, đối với mấy cái này phổ thông độc hạt cảm thấy hứng thú lưng sắt con bọ ngựa không nhiều, đại đa số con bọ ngựa chỉ là thuần túy giết chóc, đối độc hạt ra thịt tinh hoa chẳng thèm ngó tới, chỉ có cực thiểu số không có ăn no con bọ ngựa, mới sẽ tiếp tục thôn vệ những này phổ thông độc hạt. Độc hạt nhóm thất kinh, nhao nhao hướng phương hướng ngược nhau chạy trốn. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, ngay từ đầu, những này độc hạt khí thế hùng hổ, chen chúc mà tới, bây giờ lui lại thời điểm. Tình trạng càng hùng vĩ, như là biển cả nộ trào, mãnh liệt thối lui. Biển trùng chỗ sâu, lại vang lên bén nhọn côn trùng kêu vang, một chút chính đang lùi lại tử ban bọ cạp, lại trần chờ do dự, một bộ khác phân độc hạt, thì đối cái này bén nhọn côn trùng kêu vang mắt điếc tai ngơ, tự lo đào mệnh. Lần nữa nghe tới cái này âm thanh réo vang, hai đầu nhị giai con bọ ngựa mắt khép bên trong hung quang lóe lên, bỗng nhiên đem những cái kia phổ thông độc hạt ném đến một bên, giống như bay hướng về biển trùng chỗ sâu phóng đi. Những cái kia ngay tại bãi lui độc hạt, không có bất kỳ cái gì một chỉ dám ngăn cản con bọ ngựa đường đi, nhao nhao rối bời để qua một bên. Trong khoảnh khắc, hai đầu nhị giai con bọ ngựa liền biến mất ở trùng trong biển, không thấy bóng dáng. Sau một lát, biển trùng chỗ sâu vang lên chói tai tiếng côn trùng kêu, đồng thời bộc phát ra kịch liệt đến cực điểm linh lực ba động. Từ cỗ này linh lực ba động đến xem, hai đầu lưng sắt con bọ ngựa gặp phải cũng là tiến hóa đến nhị giai linh trùng. Hẳn là cũng xem như những này tử ban bọ cạp bên trong vương giả. Trường tranh đấu này, cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền phân thắng bại. Như loại này thiên địch ở giữa quyết đấu, chỉ cần không có đặc biệt ngoài ý muốn, thắng bại bình thường đều là chú định tốt. Tiêu Phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai đầu lưng sắt con bọ ngựa khí tức vẫn còn, mặt khác hai con nhị giai linh trùng khí tức, đã biến mất. Không hỏi cũng biết. Cái này hai đầu tử ban bọ cạp vương cũng đã thành lưng sắt con bọ ngựa trong bụng bữa ăn. Mất đi bọ cạp vương thống ngự biển trùng, rốt cuộc không chần chờ chút nào, giống như thủy triều cực nhanh thối lui, lúc đến nhanh, đi lúc càng nhanh, một thời gian uống cạn chung trà không đến, đen nghịt biển trùng liền không thấy bóng dáng, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại 7-8 cỗ giang giải yêu thú trắng hếu hài cốt. Tất cả mọi người thở phào một hơi, đều có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Khi biển trùng khí thế hùng hổ đánh tới thời điểm, dù coi như là đối Tiêu Phàm lòng tin 10 phần vô cực môn chư nữ, nháy mắt cũng có chút dao động. Nhưng mà sự thật chứng minh, đoàn người đối Tiêu Phàm tín nhiệm không sai, quan trọng trước mắt, Tiêu Chân Nhân tổng là có thể kỳ binh đột xuất. Diệt sát bọ cạp vương, lưng sắt con bọ ngựa triệt để đối truy sát phổ thông độc hạt mất đi hứng thú, phi thân trở lại Tiêu Phàm bên người, Tiêu Phàm khoát tay, đưa chúng nó đều thu tiến vào linh thú điểm. Tiêu Tiểu Hữu, những này con bọ ngựa ngươi từ cái kia làm được. Sắc bén như thế, Tuyên Minh Chân Quân thu hồi roi lôi điện, vuốt râu nói, ngữ khí rất là nhẹ nhõm vui sướng.
mắt thấy đã lâm vào tuyệt cảnh, bỗng nhiên phong hồi lộ chuyển, cho dù ai đều sẽ thập phần vui vẻ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, tại Khánh Nam Miêu Cương tìm tới, Linh Trùng Tông, tiền bối nhất định nghe nói qua chứ. Linh Trùng Tông, đương nhiên nghe nói qua, những này thích nuôi côn trùng người Miêu, mặc dù tông môn không lớn, cũng không thường thường bên ngoài đi lại, thanh danh lại là không tiểu. Làm sao, người tại Khánh Nam tìm được Linh Trùng Tông truyền thừa. Tuyên Minh Chân Quân càng thêm kinh ngạc, xem như thế đi, chúng ta vận khí không tệ, tìm được Linh Trùng Tông đời cuối cùng tông chủ, hắn cũng là tại không gian thông đạo sụp đổ về sau, không kịp rút hướng nó thế giới của hắn, ngay tại Miêu Cương tọa hóa rơi. Những này lưng sắt con bọ ngựa, chính là ở nơi đó tìm tới. Chỉ là không nghĩ tới lợi hại như vậy, Tiêu Phàm cũng không có giấu giếm cái gì, từ đầu chí cuối giải thích lưng sắt con bọ ngựa chân tướng. Ha ha, xem ra trong cõi U Minh từ có nhân quả duyên phân, các ngươi năm đó đi một chuyến Miêu Cương, ngay ở chỗ này cử đi công dụng. Tuyên Minh Chân Quân cảm thán nói, đối điểm này, Tiêu Phàm 10 điểm đồng ý, hắn vốn là rất giảng cứu nhân quả theo điểm. Xem ra những này độc hạt là cái này trong hoang mạc một phương bá chủ, có bọn này độc hạt tại, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, đều rất khó có cao giai yêu thú xuất hiện. Nếu không, sớm đã bị bọn này độc hạt diệt sát đi. Tuyên Minh Chân Quân còn nói thêm, Trần Dương hỏi, lão gia tử, chiếu nói như vậy, chúng ta tiếp xuống liền an toàn, sẽ không gặp phải cái khác phiền phức. Tuyên Minh Chân Quân cười nói, trên cơ bản hẳn là như thế này đi, chúng ta có thể yên tâm hướng về phía trước. Bất quá, nơi này còn có chút đồ tốt, không muốn vứt bỏ. Nói, ánh mắt của hắn hướng kia mấy đầu răng dài yêu thú hài cốt bên trên quét tới. Trần Dương cực kỳ thông minh, lập tức hỏi, lão gia tử, những này yêu thú răng có thể cử đi chỗ dụng võ gì? Những này yêu thú toàn thân trên dưới bắt mắt nhất chính là hai viên thật dài răng nanh, cũng khó trách Trần Dương sẽ hỏi như vậy. Tuyên Minh Chân Quân nói, công dụng lớn phái không lên, dù sao chỉ là cấp 5 yêu thú vật liệu. Bất quá dùng để luyện chế thượng phẩm pháp khí, ngược lại còn có thể. Cũng có thể đổi một bút không ít linh thạch, lần trước những cái kia rác thằn lằn nội đan cùng sừng nhọn, các ngươi không có cầm, lúc này răng nanh, liền để cho mấy người các ngươi nha đầu tốt. Lần này, mấy nữ hài tử ngược lại là ai cũng không có chối từ, dù sao chỉ là từ hài cốt thượng tướng răng nanh lấy xuống, chưa nói tới cỡ nào huyết tinh. Những cái kia tử ban bỏ cặp thật đúng là nhất tận chức tận trách hoang mạc công nhân vệ sinh, đem yêu thú ra thịt nuốt ăn phải không còn một mảnh, ngay cả nửa điểm vết máu đều chưa từng lưu lại, cả cỗ hài cốt sạch sẽ, phảng phất đang nơi này phong hóa rất nhiều năm như. Đem một đôi yêu thú răng nanh lấy xuống thu tiến vào chữ vật vòng tay, Cơ Khinh Xa đứng người lên, nhìn hướng na chút độc hạt thối lui phương hướng, nói khẽ với Tiêu Phàm nói, nếu không chúng ta hướng cái hướng kia đi một chuyến đi, Linh Trùng Tông khu trùng thuật ghi chép. Tử ban bỏ cạp nhất thích thôn về các loại độc vật, tại độc hạt chỗ tụ họp phụ cận, tổng có thể tìm tới một chút hiếm thấy linh thảo linh dược, hơn phân nửa đều mang kịch độc. Đã đến nơi này, nếu như khoảng cách không xa lời nói, ngược lại đáng giá chạy lên một chuyến. Tiêu Phàm gật đầu nói phải, đã lưng sắt con bọ ngựa có thể khắc chế tử ban bỏ cạp, như vậy đi chuyến này trên cơ bản không có cái gì phong hiểm, chỉ là muốn quấn bên trên một điểm nói, vì những cái kia hiếm thấy linh thảo linh dược, ngược lại cũng đáng được. Có đôi khi mang theo kịch độc linh thảo linh quả, cũng là làm thuốc đồ tốt. Lấy độc trị độc, y lý, lý thuyết y học dược lý bên trên đều có tương quan miêu tả. Thế là một đoàn người gãy hướng Tây Bắc, ước chừng đi ra hơn 100 dặm địa, tìm đến tử ban bỏ cạp tụ cư xào huyệt, tại lưng sắt con bọ ngựa uy hiếp phía dưới, tử ban bỏ cạp đều co đầu rút cổ trong huyệt động, tuyệt không dám ló đầu. Tiêu Phàm bọn người quả nhiên tại xào huyệt phụ cận tìm được mấy loại ngoại giới hiếm thấy độc thảo, trong đó hai loại sớm đã tại ngoại giới tuyệt tích nhiều năm, thậm chí Tuyên Minh Chân Quân đều chưa từng thấy qua. Chương 735, Hoàng Kim Đại Điện. Thuần văn tự đọc online bản Trạm Vực tên. Com điện thoại đồng bộ đọc hãy ghé thăm 7 sau 10 mấy canh giờ, một đoàn người đầy bụi đất, xông ra hoang mạc. Lại quay đầu nhìn lại nhìn kia mênh mông vô bờ cát vàng chỗ sâu, đều là một bộ lòng còn sợ hãi dáng vẻ. Giết lùi tử ban bỏ cạp về sau, bọn hắn tại trong hoang mạc lại gặp mấy đám yêu thú. Trong đó tu vi cao nhất, đã đạt tới cấp 7. Nhưng tương đối tử ban bỏ cạp mà nói, cấp 7 yêu thú tử cũng không để tại Tiêu Phàm cùng Tuyên Minh Chân Quân trong mắt, hao phí một chút tinh thần, đem những này yêu thú một vừa diệt giết sạch. Mấy chục canh giờ gian nan bôn ba, rốt cục đi ra hoang mạc. Đoàn người độn quang cùng một chỗ, nhao nhao hướng không trung bay đi. Bị giam cầm mấy chục canh giờ phi độn chi lực, bây giờ rốt cục đạt được tự do, cảm giác kia không phải bình thường tốt. Đứng ở trên không bên trong, nhìn về phía trước đi, chỉ thấy phía trước kim quang lóng lánh,
tòa kia tại trên địa đồ thấy qua hoàng kim đại điện, thấy ở xa xa, ở phía xa chân trời lộ ra một cái vàng óng ánh nóc nhà, vô so dụ hoặc. Hơn 10 đạo độn quang, hướng về hoàng kim đại điện bay đi. Đã thiên tân vạn khổ đến nơi này, hoàng kim đại điện ngay tại phía trước, mặc kệ lại có cái gì gian nan hiểm trở, tóm lại muốn đi xem một cái. Hoang mạc biên giới đến hoàng kim đại điện khoảng cách cũng không gần, bất quá trên đường đi lại không có đụng phải trở ngại gì, hai sau ba canh giờ liền bay đến phụ cận, thuận lợi như vậy, để mọi người trong lòng đều có điểm là lạ. Thực tế phía trước gặp phải phiền phức không nhỏ, bây giờ đến mục đích, ngược lại trở nên thuận lợi như vậy, để người cảm thấy không nỡ. Tiêu Phàm song mi, có chút nhau một chút, thể nội càn khôn đỉnh, phản ứng càng thêm kịch liệt. Tiêu Phàm cơ hồ có thể khẳng định, nơi này tồn tại không gian chi lực, xa so ngoại giới phải cường đại hơn nhiều, thậm chí mặc tư bảo huyết hải chỗ sâu nhất không gian thông đạo di chỉ, không gian ba động chi lực cũng không bằng nơi này. Đây là tại Hoàng Kim Đại Điện bên ngoài, nếu như tiến vào Đại Điện về sau, không gian ba động chi kịch liệt chỉ sợ sẽ còn tiến thêm một bước. Kịch liệt như vậy không gian ba động, không biết sẽ dẫn phát loại nào không lường được nguy cơ. Từ khi phát hiện càn khôn đỉnh tu di không gian về sau, Tiêu Phàm liền một mực tại đối không gian chi lực tiến hành lĩnh hội. Lĩnh ngộ phải càng nhiều, đối không gian chi lực nguy hiểm liền càng là cảnh giác. Bất luận kẻ nào, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, nhục thân cường hãn cỡ nào. Một khi hãm nhập không gian cạm bẫy, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Tiêu Phàm thậm chí tại nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không lấy không gian cạm bẫy cùng vết nứt không gian làm vũ khí, công kích địch nhân. Mặc dù trước mắt xem ra, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái ý nghĩ, mà lại cực kỳ điên cuồng không đáng tin cậy, nhưng mà rất nhiều chuyện, ngay từ đầu không đều là nguồn gốc từ một cái nhìn qua rất không đáng tin cậy ý nghĩ a, trải qua kiên nhẫn cố gắng, lại thêm một chút vận khí cùng cơ duyên. Cuối cùng lại lớn có hiệu quả. Trên lý luận, chỉ cần có thể tự nhiên lợi dụng không gian cạm bẫy cùng vết nứt không gian, liền có thể trở thành một loại cực kỳ khủng bố sát thương thủ đoạn, so sánh với thế gian bất luận cái gì sắc bén nhất binh khí đều hữu hiệu hơn. Thật là hùng vĩ điện đường. Rốt cục, một đoàn người đứng tại hoàng kim cửa vào đại điện. Tất cả mọi người từ đáy lòng phát ra dạng này tán thưởng thanh âm. Tòa này hoàng kim đại điện to lớn, tuyệt đối vượt qua bọn hắn dĩ vãng nhận biết. Cảm giác bên trên, hoàng kim đại điện thậm chí so với bọn hắn tại hồ dưới đáy nhìn thấy cả tòa kim tự tháp hình lăng mộ còn hùng vĩ hơn được nhiều. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị, thật giống như bọn hắn đi tiến vào một căn phòng, nguyên lai tưởng rằng sẽ ở bên trong nhìn thấy một chút cái bàn loại hình đồ dùng trong nhà, ai ngờ lại tại căn phòng này bên trong nhìn thấy một tòa cao ốc. Nếu như không phải cảm giác của bọn hắn xảy ra vấn đề, chính là thân thể của bọn hắn bỗng nhiên bị co lại tiểu vô số lần. Để người không thể không cảm thán không gian pháp tắc vĩ lực. Hoàng kim đại điện khổng lồ như thế, đến mức chính là lẻ loi trơ trọi một cái điện đường đứng sừng sững ở nơi này, không có bất kỳ cái gì cái khác nguyên bộ công trình kiến trúc, cùng mọi người nhận biết càng thêm đối nghịch. Bình thường đến nói, dạng này kim bích huy hoàng chủ điện, chắc chắn sẽ có một chút thiền điện, vườn hoa loại hình nguyên bộ công trình kiến trúc cho vật làm nền, mới có thể cấu thành một cái công năng đầy đủ khu kiến trúc. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người không có tâm tư đi để ý vấn đề như vậy. Hoàng kim đại điện chính trên cửa, treo một khối bảng hiệu to tướng, bảng hiệu bên trên khắc rõ một nhóm kim chói chữ lớn, cũng là bọn hắn đã từng thấy qua cái chủng loại kia cổ nhung tộc văn tự. Tổ vu thánh điện, Tuyên Minh chân quân nhìn xem mấy cái này vàng óng ánh chữ lớn, thì thào nói. Nhìn tới đây có 89 phần 10 là tạp mã tổ vu tọa hóa chỗ. Tại Huyền Vu môn có thể bị tôn xưng là tổ vu, hẳn là chỉ có tạp mã tổ vu bản nhân. Bất quá tòa này hoàng kim đại điện. Là tạp mã tổ vu tọa hóa trước đó, mình để người kiến tạo, hay là sau khi tọa hóa, từ hắn môn nhân đệ tử kiến tạo, liền không tốt phán định. Tòa này hoàng kim đại điện một cái khác chỗ kỳ lạ, chính là từ trên xuống dưới, mỗi một chỗ đều kim chói, không có nửa điểm tạp sắc. Thậm chí ngay cả đại điện nền tảng, treo chống cự cây cột lớn cùng song cửa sổ cửa điện loại hình, đều không ngoại lệ, đều kim sáng lóng lánh, để người gặp một lần phía dưới, liền có chút đầu váng mắt hoa. Đại điện cửa chính cao tới mấy chục trượng, độ rộng cũng có hai vài chục trượng, nếu như toàn thân từ hoàng kim đổ bê tông mà thành, thật không biết sẽ có cỡ nào nặng nề. Nếu như là tại trần tục thế giới, dạng này hoàng kim đại môn, cơ hồ là không thể nào tồn tại. Bởi vì hoàng kim độ cứng còn thiếu rất nhiều, căn bản liền không khả năng trèo chống khổng lồ như thế tự trọng mà không biến hình. To lớn đến loại trình độ này, liền xem như cương kiêu thiết chú, trên thực tế đều rất khó chế tác được. Nhưng tại tu chân giới, tự nhiên hết thảy đều có thể. Hoàng kim đại môn là khép,
cũng không hề hoàn toàn khép kín, không biết là nguyên vốn như thế, hay là trước đó, đã có người đi vào trước. Tiêu Phàm lấy thần niệm chi lực hướng trong cửa lớn quét qua, kết quả bị một cỗ lực lượng thần bí không khách khí chút nào ngăn cản bên ngoài, mảy may cũng vào không được. Về phần thiên nhãn thần thông, Tiêu Phàm đã sớm thử qua, cũng không biết kia hoàng kim đại điện có phải là thật hay không lấy thuần kim đúc thành, hoặc là vách tường quá dày, thiên nhãn cũng nhìn không thấu. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đều đi vào đi, Tuyên Minh Chân Quân cười to một tiếng, cao giọng nói, độn quang cùng một chỗ, dẫn đầu hướng hoàng kim đại điện hờ khép đại môn bay đi, thân thể nhoáng một cái, liền từ hơi mở trong khe cửa phiêu nhiên mà vào. Liễu Chính hướng Tiêu Phàm liền ôm quyền, xuất lĩnh lấy mấy tên đệ tử, theo thật sát. Tiêu Phàm khoát tay chặn lại, vô cực môn đám người cũng đi theo tiến vào đại điện. Vừa tiến vào trong điện, mọi người trước mắt tối sầm lại, trong khoảnh khắc, vậy mà không có thể thấy mọi vật. Thực ở ngoài điện thời điểm, kim quang quá mức mãnh liệt, bỗng nhiên tiến vào tương đối âm u trong điện, vô luận là ai, con mắt đều có trong nháy mắt không thích ứng. Tiêu Phàm trong mắt lục mang lấp lánh, khoảnh khắc liền thấy rõ ràng trong đại điện tình hình. Như là đoàn người tưởng tượng như thế, cửa điện bên trong, là một tòa cực kỳ rộng lớn đại điện, độ sâu trọn vẹn trên trăm trượng, hơn 10 cây hoàng kim lập trụ cao cao đứng sững, đem trong điện cũng trang trí phải kim bích huy hoàng. Bất quá so sánh với vẻ ngoài thuần một sắc kim quang lóng lánh, trong điện cuối cùng nhiều chút cái khác khác biệt nhan sắc, đối hai mắt kích thích, hơi tốt một chút. Trong đại điện trang trí, cùng châu Á trang trí phong cách khác lạ, mang theo rõ ràng dị vực phong tình, bất quá cái này tự nhiên không phải mọi người chú ý trọng điểm, đoàn người cũng không phải đến nơi đây du lịch ôm thắng. Trong điện cứ việc hùng vĩ, nhưng cũng liếc qua thấy ngay, rất rõ ràng, đây chỉ là một phòng nghị sự, cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Đoàn người ánh mắt, rất nhanh liền rơi vào đại điện hai bên, đều có một cái sơn son đại môn, hoàng kim thú điểm thôn khẩu. Cái này hai phiến sơn son đại môn, đặt ở địa phương khác, đó cũng là cực kỳ hùng vĩ, bất quá tại bên trong đại điện này, liền lộ ra quá bỏ túi, hào không thấy được. Tiêu Tiểu Hữu đi bên nào? Hay là chia ra làm việc? Tuyên Minh Chân Quân mỉm cười hỏi. Hắn cũng biết, vô cực môn thuật bói toán cực kỳ cao minh, đụng phải loại này hai tuyển một tình hình, tự nhiên là lấy Tiêu Phàm ý kiến làm chủ. Có lẽ có thể có được quẻ tượng chỉ điểm. Tiêu Phàm đang muốn nói chuyện, cổng bóng đen chấp liên tục, hiện ra hai thân ảnh tới. Đoàn người liếc mắt qua, lập tức sắc mặt đều hơi đổi. Hai vị này vậy mà là Hattori giới xử trí cùng Dung Thiên Tổ Sư, nhiều ngày trước kia, bọn hắn rời đi đại sảnh thời điểm, là đi cùng một cái thông đạo, nhưng bây giờ thế mà đồng thời đuổi ở đây, không biết là trùng hợp hay là hai người đã trên đường đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nhìn hai bọn họ dáng vẻ, Dung Thiên Tổ Sư thần sắc như thường, thật giống như dọc theo con đường này vẫn chưa gặp được cái gì đại phiền toái, thản nhiên liền đến, trên thân khí tức, so sánh với lúc trước còn muốn càng thêm thâm bất khả chắc, mà nguyên bản quanh thân bị khói đen che phủ Hattori giới xử trí, giờ phút này nhưng cũng thu sương mù, lộ ra diện mục thật sự, chính là một tên năm mười mấy tuổi nam tử trung niên, trên mặt đường cong tương đối cứng nhắc, thần sắc 10 điểm cương nghị. Từ khí tức của hắn đến xem, cũng là tương đối buông lỏng. Hai người này đều là kim đan hậu kỳ tu vi, là cả đám cùng bên trong cảnh giới cao nhất. Hai người hợp lực, chỉ cần không giống Tiêu Phàm bọn hắn như thế gặp được tử ban bỏ cặp biển trùng, cái khác phiền phức, hẳn là khó không được bọn hắn. Liếc nhìn Tiêu Phàm bọn người, Dung Thiên Tổ Sư trong mắt hung quang lóe lên, lập tức lại khôi phục bình thường, thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ mảy may cũng lơ đễnh. Hattori giới xử trí lại cười ha ha một tiếng, nói Tuyên Minh đạo hữu, Tiêu chân nhân, không nghĩ tới hai vị tốc độ nhanh như vậy, thế mà so với chúng ta còn tới trước. Tuyên Minh Chân Quân cười lạnh nói, Hattori đạo hữu, các ngươi là có ý gì? Nói, ánh mắt tại hai người trên mặt vừa đi vừa về quét qua. Vị này lão đạo, cũng là trong mắt vò không tiến vào hạt cát, nhưng không nguyện ý bị người mơ hồ uy hiếp một phen. Phải biết lấy bọn hắn liên thủ chi lực, đơn độc đối mặt Hattori giới xử trí hoặc là Dung Thiên Tổ Sư, đều tương đối buông lỏng, chí ít không có gì vẻ sợ hãi. Nếu như hai vị này hậu kỳ tu sĩ cũng liên thủ nhất trí, vậy coi như có chút khó giải quyết. Hattori giới xử trí cười nhạt một tiếng, nói ý của chúng ta rất rõ ràng, chính là nói, đang trên đường tới, ta cùng Dung Thiên đạo hữu đã đạt thành nhất trí, tại cái này lăng mộ bên trong, chúng ta liên thủ hành động. Mặc kệ có cái dạng gì thu hoạch, đều là hòa phân. Đương nhiên, nếu là gặp được trở ngại gì, đó cũng là đồng loạt ra tay. Thật giống như Tuyên Minh đạo hữu cùng Tiêu Chân Nhân đồng dạng, các người vô cực môn cùng phái Mao Sơn ôm thành đoàn, lão phu nhìn thấy cũng rất ghen tị.
Tuyên Minh chân quân sắc mặt thoáng qua trầm xuống, lại không nói gì nữa. Đã Hattori giới xử trí cùng Dung Thiên Tổ sư đã liên thủ lại, bọn hắn muốn chia ra làm việc chủ ý, tự nhiên là không làm được. Đúng lúc này, bóng đen chớp liên tục, lại có rất nhiều người cũng tiến vào đại điện. Lại là lúc trước nhìn thấy cái khác một chút tu sĩ, nhao nhao chạy tới nơi này, chỉ không gặp Thương Mô Tam Hữu cùng một vị khác trong kim đan kỳ tu sĩ cùng hắn hai tên trúc cơ kỳ đệ tử. Đại điện bên trong lập tức trở nên náo nhiệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.